Chào mừng bạn đế với bộ truyện Hỗn Độn Kiếm Đế tại kênh YouTube chị Google đọc truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước khi nghe chuyện này bạn vui lòng nhấn nút like, share. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha, không mất gì của bạn. Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó. Cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 571 đến chương 600. Chương 571, ta giết người, lại như thế nào? Tô Mục nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt mắt bên trong lo lắng, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt, ra hiệu hoa hình nguyệt yên tâm. Hắn tô mục, còn không có luân lạc tới muốn nữ nhân tới vì hắn đỡ kiếm. Ken, hạ tộc thiên kêu một kiếm hung hăng đánh xuống, như kim loại tiếng và đập không gì sánh được chói tai. Oanh, cuồng bạo lực lượng để tô mục thân thể trực tiếp chìm xuống, dưới chân sàn nhà trực tiếp bị chấn nát, thậm chí mặt đất sụp đổ. Có thể nghĩ, vừa mới một kiếm kêu uy lực, khủng bố đến loại trình độ nào thì liền tô mục trong ngực hoa hình nguyệt đều chịu đến không nhỏ trùng kích. Cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt dơ lên nhe răng cười, một kiếm này xuống tới, đừng nói là triệt địa cảnh 6 tầng, liền xem như triệt địa cảnh 10 tầng, cũng phải chết. Nhưng hắn nghe răng cười chỉ là duy trì liên tục một lát, chờ hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, cả người trong nháy mắt rơi vào ngốc trệ bên trong. Chỉ thấy hắn kiếm, chỉ là bổ tiến tô mục cương khí khải giáp. Đừng nói là giết chết tô mục, liền cương khí khải giáp đều không thể hoàn toàn phá nát đây chính là hỗn độn tiên pháp tăng thêm thông thiên quy uy lực đây vẫn chỉ là đem hỗn độn khai thiên lục tu luyện tới lục nhất không thể cưỡng ép sử dụng lục nhị hiệu quả tô tô công tử hoa hình nguyệt nhìn đến tô mục không có chuyện gì lo lắng treo lên tâm hạ xuống sau đó không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn ngạnh kháng triệt địa cảnh chín tầng nhất kích mà không chết quá cứng không phải cương khí khải giáp quá cứng quả thực cứng rắn đến một loại biến thái cấp độ. Hoa cô nương, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Tô mục lạnh nhạt đối hoa hình nguyệt cười một tiếng, đem nàng để xuống, chuyển tay huy kiếm đem cái kia hạ tộc thiên kiêu bổ ra. Đinh, tô mục quay người nhìn lấy lão đảo ổn định thân hình hạ tộc thiên kiêu, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển tay lấy ra một quả liệu thương đan ăn vào, sau đó sát khí ngút trời. Băng lãnh sát khí, để sau lưng hoa hình nguyệt cũng không khỏi một cái dùng mình. Cái kia hạ tộc thiên kiêu tức thì bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tiếp tục lảo đảo lui lại. Ngươi, ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là cái gì đến quái vật? Giết ngươi ngươi, tô mục quát lạnh, vung lên song kiếm giết tới. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Cái kia hạ tộc thiên kiêu gan đều nhanh muốn bị hoảng sợ phá, đã không có tái chiến chi tâm. Liền cương khí khải giáp đều chặt không phá, hắn còn lấy cái gì đánh? Ngươi dám giết ta, ngươi không sợ khiêu khích ẩn thế gia tộc chiến tranh sao? Ngươi cần phải biết rằng, thương lan đế quốc đã không phải là ta vân vị đế quốc đối thủ, lại bốc lên chiến tranh, sẽ chỉ bị đến tai họa ngập đầu. Tô mục ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào dao động, tiếp tục thẳng hướng cái kia hạ tộc thiên kiêu. Người cái người điên, gặp tô mục bất phi sở động, cái kia hạ tộc thiên kiêu dọa đến giờ chân mắng to, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải hướng trong tộc hắn thiên tài cầu cứu. Cứu ta, nhanh tới cứu ta, thế mà những cái kia thiên kiêu tất cả đều giết điên, căn bản không có ai để ý hắn, càng không có nghe được hắn hô hoán. Nhanh tới cứu ta a, à, cái kia hạ tộc thiên kiêu gấp đến độ dơ chân, lại không tới cứu hắn, hắn thì thật muốn chết. Lão tử theo ngươi liều, đợi không đến cứu viện, hạ tộc thiên kiêu đành phải kiên trì cùng tô mục liều mạng, bạo hống lấy giết tới. Keng keng, phốc, hạ tộc thiên kiêu trung quy là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là tại tô mục thủ hạ chống qua hai chiêu, liền bị nhất kiếm xuyên tâm. Vì, vì cái gì, hạ tộc thiên kiêu cúi đầu nhìn lấy ở ngực kiếm, ngẩng đầu vô pháp tiếp nhận N. nhìn lấy tô mục, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng không cam lòng. Vì cái gì hắn cương khí khải giáp thì yếu ớt cùng trang giấy một dạng, có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá. Hoa hình nguyệt nhìn lấy đều là mặt mũi tràn đầy khó khăn, cái này cương khí khải giáp tranh lệch, đại quả thực không cách nào làm cho người tiếp nhận. Hừ, tô mục sẽ không theo hắn giải thích, cũng không có người cho hắn đáp án, theo sắc kiếm rút ra, hạ tộc thiên kiêu trong miệng tươi máu chảy như suối đồng dạng đi ra ở ngực nhuộm đỏ lấy ngã xuống đất tô mục quay đầu đối hoa hinh nguyệt nói hoa cô nương người trước nghỉ ngơi thật tốt hoa hinh nguyệt gật gật đầu nhìn lấy tô mục tiếp tục thẳng hướng những cái kia hạ tộc thiên kiêu đột nhiên trong lòng hơi động chẳng lẽ hắn trước đó không giúp ta chỉ là vì giúp ta đột phá cảnh giới nghĩ đến tô mục là tại nàng đột phá cảnh giới về sau kịp thời xuất thủ hoa hinh nguyệt lập tức khẳng định loại khả năng này trong lòng xẹt qua từng đạo từng đạo dòng nước ấm nhìn lấy tô mục khóe miệng không khỏi vung lên ngọt ngào nụ cười dừng tay dừng tay có việc thật tốt nói nghe chúng ta giải thích tô mục vừa xông đi lên hoa tộc thiên kiêu nhóm liền đã đều nhịn không được ào ào năn nỉ lấy hạ tộc thiên kiêu nhóm dừng tay hạ tộc thiên kiêu người cầm đầu nhấc vung tay lên cho hoa tộc thiên kiêu nhóm một lời giải thích cơ hội nếu như cho không ra một lời giải thích cũng đừng trách bọn họ thủ đoạn độc ác hoa tộc thiên kiêu có thể thở dốc đều mượn cơ hội vội vàng ăn vào đan dược chậm khẩu khí mới vừa rồi là người nào động thủ giết người hoa tử nghiêm đứng tại đổ nát thê lương phía trên quét mắt hoa tộc thiên kiêu nhóm quát hỏi trăm năm thế gia hạch tâm thiên kiêu chết một cái đều có thể gây nên gia tộc đại chiến chớ nói chi là bọn họ ẩn thế gia tộc thiên kiêu mỗi một cái đều quý giá cùng cực bọn họ trước đó đánh lâu như vậy đều còn không có chết người cũng là bởi vì ai cũng không dám hạ tử thủ những cái kia hoa tộc thiên kiêu mờ mịt liếc nhau, bọn họ giết hạ tộc thiên kiêu. Cũng phải có thực lực kia a à. nghiêm ca, là hắn. Hoa thiên vỗ miệng mũi một mực tại đổ máu, chỉ vào tô mục oán hận quát nói. Vốn liền trọng thương hắn, là thương tổn càng thêm thương tổn, nặng như vậy thương thế, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ tốt. Mà cái này, tất cả đều là tô mục ban cho hắn. Hắn, hoa tử nghiêm nhìn về phía tô mục nhướng mày, 10 phần lạ mặt, hắn có thể khẳng định không phải người hoa nhìn lấy tô mục tuổi trẻ gương mặt, nhưng phàm là chưa từng gặp qua tô mục người Hoa, trên mặt đều vung lên không thể tưởng tượng, còn trẻ như vậy liền có thể giết một cái triệt địa cảnh chín tầng. So với bọn hắn còn muốn yêu nghiệt, hắn là ai? Hoa tử nghiêm nhịn không được hỏi, đế quốc bên trong vậy mà ra bực này nhân vật. Hắn gọi tô mục, hắn cũng là tô mục. Hoa tử nghiêm nhìn lấy tô mục nét mặt biểu lộ kinh hãi, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói tô mục sự tích, không nghĩ tới so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, còn muốn lợi hại hơn. Thật sự là anh hùng suốt thiếu niên, chư vị, cũng là hắn giết quý tộc thiên kiêu, oan có đầu nợ có chủ, các người muốn báo thù, vậy thì tìm hắn. Hoa thiên vũ đột nhiên chỉ vào tô mục đối hạ tộc thiên kiêu nhóm nói, hoa tử nghiêm bọn họ nghe nói như thế, sắc mặt đều biến, cái này bán đứng tô mục. Bại loại, hạ tộc thiên kiêu nhóm cùng nhau quay đầu nhìn về phía tô mục, ánh mắt đều là phát lạnh. Hoa tộc, các ngươi là tại coi chúng ta là ngu ngốc sao. Thì hắn, có thể giết ta tộc thiên kiêu. Chuyện cười, mới 18-19 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, cầm loại này người đến lừa gạt bọn họ, là coi bọn họ là ngu ngốc lừa gạt. Sang ca, chúng ta chết ba cái tộc nhân, đột nhiên một tiếng kinh hãi uống, cả kinh hạ tộc mọi người nhảy một cái, thì liền hoa tộc chúng thiên kiêu cũng là cả kinh không nhẹ, cái gì thời điểm hạ tộc chết ba người. Đáng chết, là ai ra tay như thế không có nặng nhẹ hoa tử nghiêm sắc mặt càng thêm khó coi lại lần nữa quét mắt những cái kia. a à thiên kiêu đến cùng là ai làm sự tình như thế lỗ mãng? hoa tộc những cái kia thiên kiêu một mặt vô tội thêm mờ mịt chớ nhìn bọn họ a à, bọn họ cũng phải có thực lực kia a à, đừng nói ba cái bọn họ liền một cái đều giết không gặp bọn họ đều không nhận nợ hoa tử nghiêm có chút mộng cũng không phải là chẳng lẽ còn là nghiêm ca bọn họ đều là tô mục giết hoa tử nghiêm quay đầu nhìn hướng hoa thiên vũ hoa thiên vũ lập tức nghiến răng nghiến lợi mở miệng Nhiêm ca tô mục người này cũng là tâm hoài quỷ thai giết nhiều người như vậy liền muốn kích phát chúng ta cùng hạ tộc chiến tranh hạ tộc chúng thiên kiêu nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể sắc mặt một cái so một cái khó coi sát khí một cái so một cái mạnh tiểu tử chúng ta tộc nhân thật là ngươi giết hạ giang nhìn về phía tô mục giữ tợn quát hỏi chỉ cần ngươi nói một chữ không bọn họ lập tức đem hoa tộc những vật này cho làm thịt vì bọn họ tộc nhân báo thù không có người tin tưởng tô mục một người có thể giết ba cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu ngạo là ta giết tô mục thản nhiên gật đầu cái này có cái gì không tốt thừa nhận đồng thời giết ba người mà thôi liền đầy đủ sao ai làm nấy chịu ta cũng không giống như là có chút người như thế không có loại nói tô mục thân hình nhảy lên đến hoa thiên vũ trước mặt hoa thiên vũ xứng sờ một chút ngay sau đó ý thức tới tô mục là đang mắng hắn trên mặt nhất thời hiện lên lệ khí ngươi mắng người nào không có loại, đùm, hoa thiên vũ vừa chỉ vào tô mục hét to, tô mục trực tiếp thì một bàn tay đập tới đến, phiến đầu hắn không rõ. Mắng người không có loại, làm sao, đánh không thắng không dám đánh, ta tới giết mấy người, đến phiên ngươi đến xen vào. chương 572, người có ý kiến, một mình hắn, giết ba cái triệt địa cảnh 9 tầng. Hắn mới triệt địa cảnh 6 tầng A, hoa tử nghiêm bọn họ đều bị tô mục chiến tích bị dọa cho phát sợ, tất cả đều tại rung động thì thào. Đùm, đột nhiên một cái vang dội cái tát để bọn hắn hoàn hồn, lại một cái bạt tai để hắn đều là một cái giật mình. Ao ao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tô mục ngay trước bọn họ tất cả mọi người mặt, đập hoa thiên vũ hai lần. Nhất thời, hoa tử nghiêm bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, dù sao cũng là chính mình tộc nhân, bị người trước mặt mọi người đập, lại thế nào bọn họ tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Bất quá bọn hắn đều không có lên tiếng, càng không có đi chỉ trích tô mục, rốt cuộc hoa thiên vũ làm việc, thật sự là bại loại gây nên. Ngươi, ngươi dám đánh ta, hai bàn tay rốt cuộc để hoa thiên vũ thanh tỉnh, bụng mặt căm tức nhìn tô mục, lửa giận ngập trời. Đột nhiên giữa cổ mát lạnh, giống như lạnh nước rơi ở trên thân, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Ngươi có ý kiến, tô mục lạnh lùng mở miệng, hoa thiên vũ một cái dùng mình, toàn thân căng cứng, liền kiếm đều đã khung đến trên cổ hắn, hắn dám có ý kiến nếu không phải xem ở ngươi cũng coi là tại bảo vệ bách tính phần phía trên ta hiện tại thì làm thịt ngươi nhưng ngươi như là còn dám chọc ta một lần ngươi cái này cái đầu sẽ phải dọn nhà tô mục lạnh lùng nói nhìn chằm chằm hoa thiên vũ nghe hiểu hắn lời nói sao hoa thiên vũ nuốt nước miếng liên tục không ngừng gật đầu nhưng gật đầu biên độ không dám quá lớn e sợ cho chính mình đem cổ cho cắt cảnh cáo hết hoa thiên vũ tô mục thu kiếm quay đầu nhìn về phía hạ giang mọi người các ngươi nếu là muốn vì ba người bọn họ báo thù, cứ tới. Ta thương lan đế quốc, tuyệt không nhát gan bọn chuột nhát. Vốn là đối tô mục giết người bất mãn hoa tử nghiêm mọi người nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén, thần sắc kiên định. Bọn họ đúng là đánh không lại, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ. Miệng lưỡi bén nhọn, hạ giang sắc mặt nhìn không tốt, hắn nguyện ý tạm thời ngưng chiến, là không muốn triệt để vạch mặt, nhưng bọn hắn bên này bị giết ba người, không có khả năng như vậy coi như thôi các ngươi hoa tộc muốn bảo vệ hắn, hạ giang quay đầu đối hoa tử nghiêm quát hỏi, hoa tử nghiêm quả quyết gật đầu, len keng có tiếng nói, chúng tê ta muốn bảo vệ không chỉ có là hắn, càng là toàn bộ trong đế quốc tất cả mọi người. tô mục quay đầu nhìn hoa tử nghiêm liếc một chút, lời nói này vô cùng xinh đẹp. hoa tử nghiêm là chúng ta tại cho các ngươi cơ hội, người không muốn được voi đòi tiên, hạ giang giận, thật làm bọn hắn không dám giết người sao? thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi như là không cho cái bàn giao, tự gánh lấy hậu quả. Bàn giao, ngươi cũng xứng để cho chúng ta cho bàn giao. Hoa tử nghiêm trên mặt hiện lên tàn khốc, cơn giận này hắn thật sự là nhẫn không dưới. Lần này tranh chấp, là các ngươi trước tiên bốc lên, các ngươi lúc động thủ, lần nào phía dưới không phải tử thủ. Nếu là chúng ta thực lực lại kém một chút, sợ là chúng ta liền phải tất cả đều nằm tại chỗ này đi. Hạ Giang trầm mặt không có mở miệng, lời này hắn không có cách nào phản bác, cũng lười ngụy biện. Các ngươi phối muốn bàn giao, các ngươi cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Tô Mục tiếp tục mở miệng, chỉ vào đoạn dưới vách đá những cái kia bách tính thi thể. Các ngươi tại trong đế đô dây dưa đến cùng, hại chết bách tính gần vạn, bút chướng này, cái kia tính toán. Hạ Giang che mặt xương lạnh, vậy mà cầm bình dân mệnh cùng bọn hắn so sánh, đây là đối bọn hắn thiên kiêu thân phận làm nhục. Một số dân đen, cũng xứng cùng chúng ta so sánh. Cái này tấm thẻ vàng bên trong có một tỷ kim tệ, đầy đủ mua đám kia dân đen mệnh đi. Hạ Giang phách lối ném ra một chương hạn mức một tỷ thẻ vàng, hung hăng ngã trên mặt đất, rơi xuống đất âm thanh giống như cái tát, đánh vào tô mục trên mặt tất cả mọi người. Lấy tiền tài để cân nhắc mạng người, từ đầu đến đuôi làm nhục. Càng là đối với bọn họ cùng với toàn bộ đế quốc tôn nghiêm trà đạp. Hoa tử nghiêm mọi người, trong mắt đều nhảy lên hừng hực lửa giận. Một cái mạng một trăm ngàn kim tệ thật sao? Tô Mục toàn thân khí thức băng lãnh, lạnh lùng mở miệng. Hạ Giang cười lạnh, cũng là một trăm ngàn một cái mạng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ. Đùng, Tô Mục đột nhiên ném ra một tấm thẻ vàng, ném ở Hạ Giang trước mặt mọi người. Hạ Giang nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn Tô Mục ánh mắt híp lại, có ý tứ gì? Trong tấm thẻ này có một trăm triệu kim tệ, coi như các người mệnh đắt một chút, một triệu tổng đầy đủ a. À. Người tự tìm cái chết, nghe nói như thế, hạ tộc tất cả mọi người giận tím mặt, dám dùng tiền để cân nhắc bọn họ những thứ này thiên kiêu mệnh. Vũ nhục lớn lao, ba cái mạng, cũng bất quá ba triệu. Tô Mục không nhìn hạ giang mọi người lửa giận, tiếp tục lạnh lùng mở miệng còn lại những số tiền kia, đầy đủ mua các ngươi 22 cái mạng đi. Người muốn làm gì, hạ giang quát khẽ, Tô Mục cười nhạt một chút, quay đầu nhìn về phía hoa tử nghiêm bọn họ. Chỉ có người yếu, mới có thể sợ hãi chiến tranh. Bảo hộ bách tính, bảo hộ đế quốc, không phải dựa vào sợ đến thủ hộ. Các ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Hoa Tử Nghiêm mọi người nghe tiếng chấn động trong lòng, một câu người yếu mới có thể sợ hãi chiến tranh, để bọn hắn đinh tai nhức óc. Nếu như các ngươi không dám, cái kia một mình ta cũng là đủ. Một người là đủ, Hoa Tử Nghiêm bọn họ thân thể nặng rung động, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, 22 hạ tộc thiên kiêu, một người giết bọn hắn. Cái kia 10 cái triệt địa cảnh đỉnh phong thế nhưng là một cái không hư hại đây là đến có nhiều cuồng mới dám nói ra lời này chuyện cười hạ giang bọn họ nghe đến đều xì si cười rộ lên một người giết bọn hắn tất cả mọi người làm trò cười cho thiên hạ tô mục không để ý đến bọn họ tiếp tục xem hoa tử nghiêm bọn họ các ngươi không lên ta sẽ không trách các ngươi nhưng ta giết bọn họ về sau cũng sẽ đem các ngươi cho làm thịt tô mục mặt mũi tràn đầy sát cơ mở miệng lời này hắn tuyệt sẽ không là đang nói đùa bởi vì các ngươi không xứng đáng vì đế quốc bảo hộ thần, không xứng tiếp nhận đế quốc tất cả mọi người cung phụng. Hoa tộc vì sao lại mạnh như vậy, cũng là bởi vì bọn họ chiếm cứ tốt nhất địa lý vị trí, tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đồng thời tiếp nhận toàn bộ đế quốc cung phụng. Đã, cầm những vật này, vậy sẽ phải làm ra nên làm sự tình. Bằng không, thì cái gì cũng không xứng nắm giữ. Tô mục một người phấn đấu đến bây giờ, còn biết rõ bảo vệ quốc gia, hoa tộc như là chỉ lo chính mình, có cái gì tồn tại tất yếu hoa tử nghiêm mọi người thấy tô mục trong lòng run lên bọn họ nhìn ra được tô mục là nghiêm túc tuyệt không một chữ nói ngoa có thể cái này không khỏi cũng quá cuồng xem xét lại hạ giang bọn họ đã là cười nhạo liên tục cười lạnh không thôi bọn họ gặp qua cuồng nhân còn chưa thấy qua như thế cuồng đây quả thực là người ngu ngốc hoa tử nghiêm hắn lời nói các ngươi cũng nghe được sao các ngươi còn chưa động thủ là muốn bị hắn giết sao ai u thật sự là buồn cười a à? một cái lông đều không có giải đủ đồ vật, thì dám uy hiếp hai đại ẩn thế gia tộc. Như thế không biết sống chết, thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Oanh, đối mặt hạ giang bọn họ mỉa mai chế diễu, tô mục quay người lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, tay cầm song kiếm, thể nội tất cả lực lượng đều tại điên cuồng thiêu đốt, khí thế phóng lên tận trời. Hạ giang trong lòng mọi người giật mình, cười lạnh ngưng kết ở trên mặt. Hắn thật nắm giữ song thuộc tính lực lượng, kiếm, kiếm thế khó trách hắn có thể lấy triệt địa cảnh 6 tầng giết ba cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu ngạo. Thương Lan đế quốc lại có thể xuất hiện như thế yêu nghiệt, tuyệt không thể lưu hắn. Hạ Giang bọn họ một phen rung động về sau, trong mắt đều phun ra nuốt vào lấy sát cơ, giữ lấy tô mục, tất sẽ thành bọn họ họa lớn trong lòng. Không, hiện tại cũng đã là, chương 573, quỳ mà sống, không bằng đứng đấy chết. Vô pháp kiếm quyết, quy tông, tô mục ánh mắt băng lãnh, tất cả lực lượng điên cuồng tuôn ra, thẳng hướng hạ tộc chúng thiên kiêu. Hắn từ trước tới giờ không nói đùa, nói giết thì giết. Hắn theo không e ngại, nói hướng thì hướng. Tô mục, chờ ta một chút, ngay tại nơi xa tính tu hoa hình nguyệt, nhìn đến tô mục đi lên, không chút do so dự liền theo sông đi lên. Nàng yêu tô mục phần này huyết tính cùng đại nghĩa, thề chết cũng đi theo, cận kề cái chết không hối hận. Nhiêm ca, hoa tộc chúng thiên kiêu xúc động, quay đầu lo lắng nhìn về phía hoa tử nghiêm, bọn họ như là lại không phía trên, thì thật sự không xứng đế quốc thủ hộ thần cái này năm chữ. Bọn họ cũng đem triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, hạ tộc đối bọn hắn ức hiếp, cũng chỉ hội càng ngày càng quá phận. Quy mà sống, không bằng đứng đấy chết, động thủ, xiết sạch bọn họ, hoa tử nghiêm trong cổ phát ra gầm nhẹ, hai mắt hiện lên tơ máu, hắn đường đường huyết tính nam nhi, há có thể làm rùa đen rút đầu. Giết, một tên cũng không để lại, hoa tộc mọi người tất cả đều bạo hống lấy giết tới, Lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Trận chiến đấu này chỉ có sinh cùng tử, thì Liền Hoa Thiên Vũ cũng bạo hống lấy giết tới, hắn có thể không phục Tô Mục, có thể nhìn Tô Mục khó chịu, nhưng hắn không phải không loại, hắn là nam nhân, nam nhân nên làm việc, hắn một cái không rơi đều muốn làm đến. Đám niên này, nhìn đến Hoa tộc chúng người khí thế hung hăng đánh tới, hạ giang mọi người cũng nhịn không được sợ, ôm lấy lòng quyết muốn chết ác chiến, ai thua ai thắng, thật không nhất định. Đều là hắn hạ giang mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tô mục, vốn là bọn họ đều đem hoa tử nghiêm bọn họ chết chết ngăn chặn, áp đến bọn hắn đều không có tái chiến chi tâm, đều quái tô mục cái tên điên này, dẫn theo hoa tộc chúng thiên kiêu cùng một chỗ điên cuồng. Đây là hoa tộc trước tiên bốc lên chiến tranh, giết bọn hắn. Hạ giang huy kiếm bạo hống, động thủ trước đó còn tìm cái lý do, chỉ huy mọi người thẳng hướng tô mục mọi người. Tiểu tử, dám cùng chúng ta đối nghịch, hôm nay cũng là người tử kỳ. Hạ Giang chỉ nhìn chằm chằm Tô Mục, đối với hắn mà nói, giết hay không hoa tử nghiêm bọn họ cũng không đáng kể, Tô Mục nhất định phải giết. Keng, oanh, đinh đinh đinh, Hạ Giang điên cuồng khua tay lợi kiếm, không ngừng chém thẳng Tô Mục, lại càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện mình vậy mà chết sống đều áp. Chế không Tô Mục, đến mức giết Tô Mục, càng là không thể nào. Thuộc tính lực lượng cùng kiếm thế lại có uy lực như thế. Xung động sau khi, Hạ Giang trong lòng lên hâm mộ, như là hắn cũng có thể nắm giữ những lực lượng này hắn đem có thể xưng bá toàn bộ hạ tộc thậm chí là quét ngang hoàng cương nam vực hắn sao có thể duy trì liên tục lâu như vậy hạ giang vốn nghĩ tô mục cường đại chiến đấu lực sẽ duy trì liên tục không bao lâu nhưng đánh nửa chén trà nhỏ về sau tô mục thực lực y nguyên không thấy có suy giảm dấu hiệu cái này khiến hắn càng ngày càng kinh hãi vượt cấp khiêu chiến thì mang ý nghĩa nhất định muốn nỗ lực càng lớn tiêu hao không phải vậy vượt cấp khiêu chiến cái nào dễ dàng như vậy làm đến có thể tô mục tựa như là có một cái vô cùng vô tận lực lượng cội nguồn cung ứng, có thể một mực chiến đấu tiếp. Âm âm, hai đại ẩn thế gia tộc thiên kiêu tử chiến, động tính càng lúc càng lớn, hơn phân nửa tây khu đều có thể nghe đến bọn họ chiến đấu âm thanh. Trong hoàng thành, càng là cùng nhìn pháo hoa một dạng, không biết có bao nhiêu người tại nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Biết được trận chiến đấu này thế lực khắp nơi, tâm tình đều là nặng nề, bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này không thể lại tiếp tục. Ba ba ba, trong hoàng thành, hơn 10 đạo bóng người xông ra hoàng thành, tất cả đều là thông thiên cảnh cường giả. Mà cầm đầu người, chính là thức tỉnh không bao lâu đế chủ. Đồng thời một bên khác, cũng là gần 10 cái thông thiên cảnh cường giả phóng tới chiến trường. Âm ầm dừng tay, oanh minh chiến trường, hai tiếng quát to đồng thời vang lên, xuyên thấu bụi mù cùng oanh tạc âm thanh, chuyển đến trong tai mỗi người. Đế chủ, nghe thường công chúa, hai đại ẩn thế gia tộc thiên kiêu nghe tiếng trong lòng giật mình, sau đó đều dừng tay lui lại. Bọn họ dừng tay, Tô Mục cũng chỉ đành tạm thời ngưng chiến, chỉ là một đám triệt địa cảnh, còn không đáng đến hắn dùng một đầu ám mạch làm đại giá đến diệt trừ. Phụ Hoàng, Đại Hoàng tử nhìn đến đế chủ mang theo 10 cái thông thiên cảnh cường giả tới, vội vàng ôm quyền. Đế chủ gật gật đầu, ánh mắt quét qua, chỉ thấy nhị Hoàng tử cùng tam công chúa, còn có các loại quan lớn cùng trăm năm thế gia đều đã đến, quay đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt rơi vào một cái ung dung hoa quý, có khuynh quốc dung nha nữ tử trên thân nàng này trên thân còn mang theo cùng hoa dung quý phi một dạng hiệp khí nàng này cũng là vân vị đế quốc đại công chúa nghe thường công chúa không chỉ có tài hoa bộc lộ vẫn là một cái thông thiên cảnh cường giả thiên phú sánh vai ẩn thế gia tộc thiên kiêu thậm chí còn muốn siêu việt đại công chúa điện hạ hạ giang chỉ huy chúng thiên kiêu đi đến nghe thường công chúa trước mặt sắc mặt nhìn không tốt ôm quyền một trận chiến này mặc dù không có đánh bao lâu nhưng bọn hắn đều đã thụ không nhẹ thương tổn chuyện gì xảy ra nghe thường công chúa quét mắt một vòng trên chiến trường ba bộ thi thể thanh lãnh mở miệng thực lực so hoa tộc thiên kiêu mạnh nhiều như vậy ngược lại là bọn họ chết ba người nói đi ra đều mất mặt điện hạ đều là tiểu tử kia hạ giang chỉ vào tô mục chùi khóe miệng máu tươi nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay sỉ nhục tất cả đều là tô mục ban cho nghe thường công chúa quay đầu nhìn về phía tô mục mày ngài nhân lại Tô Mục, Điện Hạ biết hắn, Hạ Giang trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Nghe thường công chúa sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng. Nàng làm sao lại không biết Tô Mục, nàng vừa mới đến đế đô không bao lâu, Tô Mục thì giết nàng tướng lãnh, còn giết hầu hạ nàng người bị thiến, như thế to gan lớn mật người, nàng muốn không biết cũng khó khăn. Nàng cũng là nghe thường công chúa, nghe thường công chúa nhìn tới thời điểm, Tô Mục cũng chính nhìn lấy nàng, triệt hạ tàn phá cương khí khải giáp, ăn vào một quả liệu thương đan về sau hỏi hướng hoa hình nguyệt. Hoa hình nguyệt gật gật đầu, nhìn lấy nghe thường công chúa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đây là một cái mười phần đáng sợ nữ NS. Ân, tô mục nhìn lấy nghe thường công chúa, nàng này, xác thực đáng sợ. Tại thương lan đế quốc, cho dù là đế chủ đều muốn cho hoa tộc thiên kiêu 3 phần mặt mũi, hoàng tử công chúa càng là thấp hoa tộc thiên kiêu một đầu, hạ tộc thiên kiêu lại đối nghe thường công chúa tất cung tất kính, có thể thấy được lốm đốm. Nghe thường công chúa sức ảnh hưởng đã không chỉ là vân vị đế quốc bên trong, tại ẩn thế gia tộc, cũng tất nhiên được hưởng uy danh. Xung hoa, chuyện gì xảy ra? Đế chủ hỏi thăm đại hoàng tử nguyên do chuyện, đại hoàng tử liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra, nhị hoàng tử cùng tam công chúa bọn họ đều tại cách đó không xa vãnh tai lắng nghe. T, đế chủ mọi người nghe xong, đều là âm thầm hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nhìn về phía tô mục. Hắn một người thì chém giết ba cái triệt địa cảnh cửu trọng thiên kiêu ngạo, Chiến tích này, Thái Trúc Cốc Tam Đại trăm năm thế gia, khó khăn nhất tiếp nhận. Trước đó Tô Mục giết mấy chục cái hạch tâm thiên kiêu, bọn họ cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại Tô Mục lại ngay cả ẩn thế gia tộc thiên kiêu đều có thể giết, hơn nữa còn là càng ba cái cảnh giới. Bọn họ thiên kiêu chết tại Tô Mục trong tay, thành không đáng giá nhắc tới. Đáng giận, hắn làm sao thoáng cái thì biến đến lợi hại như vậy. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa sắc mặt biến đến tái nhật, Tô Mục thủ đoạn yêu nghiệt coi như, hiện tại liền thực lực đều biến đến đáng sợ như thế loại này tốc độ phát triển quả thực làm cho người ngạt thở a à, thương lan đế quốc đế chủ hạ giang nhìn đến đế chủ thật tốt đứng ở nơi đó không khỏi rất ngạc nhiên hắn không phải bị bệnh liệt giường lâu trị không khỏi sao làm sao đột nhiên thoáng cái thì nhảy nhót tưng bừng giống một người không có chuyện gì một dạng là ai đem hắn trị liệu tốt tô mục nghe thường công chúa chậm rãi phun ra hai chữ nhìn lấy tô mục trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Cái gì, hắn, hạ giang bỗng nhiên quay đầu nhìn nghe thường công chúa liếc một chút, miệng mở rộng lại lần nữa nhìn về phía tô mục, đã làm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. chương 574, thông thiên giản, hắn, còn hội trị bệnh cứu người, hạ giang rung động thì thào, thực lực liền đã yêu nghiệt như thế, vẫn là một cái y đạo cao thủ. Cảm thấy thật không thể tin, nghe thường công chúa nhìn đến hạ giang cái kia rung động bộ dáng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Hạ Giang quay đầu nhìn lấy nghe thường công chúa, nuốt nước miếng, chẳng lẽ cái này còn thật không thể tin. Đế chủ đều bệnh bao nhiêu năm, đế quốc đại đan sư vất vả cứu chữa nhiều năm, đều không có chữa cho tốt, lại bị một tên mao đầu tiểu tử chữa cho tốt, cái này còn thật không thể tin. Một cái 18-19 tuổi y đạo cao thủ, còn chưa đủ dọa người. Bọn họ hai đại đế quốc thêm lên, cũng không tìm tới một cái y đạo cao thủ, nhiều nhất có thể tìm ra mấy cái y thuật tinh xảo đại y sư mà thôi. Đại y sư tại y đạo cao thủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Người đối với hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe thường công chúa lắc đầu nói, hạ giang khóe mắt run rẩy một chút, trầm mặc xuống, chẳng lẽ tô mục còn có cái gì hoảng sợ người thân phận hay sao? Đại công chúa điện hạ, chẳng lẽ hắn còn có hắn thủ đoạn thông thiên hay sao? Một hạ tộc thiên kiêu khó khăn mở miệng hỏi, chỉ là tô mục hiện tại biểu hiện ra ngoài liền đầy đủ dọa người, còn có dọa người hơn. Nghe thường công chúa gật gật đầu, riêng là cái điểm này đầu, liền đem những cái kia hạ tộc thiên kiêu cả kinh không nhẹ. Hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, là cái y đạo cao thủ bên ngoài, còn tại luyện đan, luyện khí phương diện đồng đều có thành tựu. Đồng thời hắn còn hiểu quân bị bố trận, là cái đổ thạch đại sư, mấy ngày trước đây thì trợ nguyên thạch quán phân quán chủ ngồi lên tổng quán chủ chi vị. T đủ loại này sự tích nói ra hạ tộc thiên kiêu nhóm nghe được điên cuồng hít vào lấy khí lạnh trái tim đều tại run rẩy đủ loại này danh hiệu thêm tại một cái đầu người phía trên là nhiều sao không thực tế có thể quả thật thì tồn tại y loại này người đồng thời liền tại bọn hắn trước mặt điện hạ kẻ này kẻ này tuyệt không thể lưu chốc lát sau hạ giang thì một mặt tàn nhẫn mở miệng tô mục tuyệt đối là bọn họ lớn nhất đại uy hiếp nhất định phải sớm cho kịp diệt trừ Nghe thường công chúa ánh mắt phát lạnh, điểm ấy nàng sao lại không biết. Nghe thường công chúa dạo bước đi lên, thương lan người đế quốc gặp nàng tới, ao ao hoàn hồn, nhìn chăm chú lên cái này quát tháo phong vân vân vị đế quốc đại công chúa. Nghe thường, gặp qua bệ hạ, nghe thường công chúa đi đến đế chủ trước mặt, cười yếu ớt lấy ôm quyền. Nàng còn chưa trở thành nữ đế, còn không có cùng đế chủ bình khởi bình tòa tư cách, nhất định phải hành lễ. Bình thân, đế chủ nhấp nhô mở miệng, nhìn lấy nghe thường công chúa trong lòng cảm thán, hắn mấy chục cái con cái bên trong trên một số trước ba vóc dáng nữ ưu tú nhất, nhưng vẫn là không một có thể cùng nghe thường công chúa so sánh. Có lẽ, nghe thường công chúa cũng là vân vị đế quốc quốc vận. Bệ hạ, nghe thường lần này, muốn cáo ngự trạng. Nghe thường công chúa thu lại mặt cười, trịnh trọng mở miệng. Cáo ngự trạng, đế chủ sướng sờ, người cái hắn quốc công chúa, dựa vào cái gì đến trước mặt hắn đến cáo ngự trạng. Nghe thường công chúa chiêu này, thực sự có chút ngoài dự liệu. Không biết nghe thường công chúa có gì oan khuất, đế chủ hơi suy nghĩ, trầm giọng mở miệng, bệ hạ, nghe thường muốn cáo trạng tô mục, nghe thường công chúa đột nhiên chỉ vào tô mục phát tác, trong lời nói mang theo lửa giận cùng căm hận. Cáo tô mục, đế chủ mọi người ánh mắt chừng một chút, ngay sau đó đều vui, đường đường vân vị đế quốc đại công chúa, lại công nhiên đối phó một cái hậu bối, cũng không ngại mất mặt sao. Nghe thường một cáo tô mục bên đường hành hung, giết nước ta tướng lãnh, xem kỷ luật như không vô pháp vô thiên hai cáo hắn lấy mạnh hiếp yếu giết ta hạ tộc thiên kiêu không có chút nào hối cải chi tâm nghe xong nghe thường công chúa lời nói thương lan đế quốc mọi người kém chút liền cơm đều phun ra ngoài cái này cỡ nào a à không biết xấu hổ mới có thể nói ra lời này thì không sợ cười rơi bọn họ đại nha tô mục bên đường hành hung coi như lấy mạnh hiếp yếu thì thuần túy là vô nghĩa lần nào tô mục không phải vượt cấp khiêu chiến lời này sợ là nói ngược đương đương đại công chúa luân lạc tới tự thân xuống tràng kết quả là cái này thương lan đế quốc mọi người thấy nghe thường công chúa đều giọng mỉa mai lên đều truyền ngôn nghe thường công chúa phong hoa tuyệt đại hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này bất quá tại chỗ đều không phải là kẻ ngu dốt ai cũng không dám quá mức xem thường nghe thường công chúa nghe thường công chúa nói như vậy khẳng định là cố ý hành động nhất định có khác mục đích đế chủ cũng tại phỏng đoán nghe thường công chúa mục đích nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng Nghe thường công chúa thì tiếp tục mở miệng, nhưng lần này nước ta tới chơi là vì hai nước hữu hảo, nghe thường cũng không muốn phá hư hai nước thâm hậu hữu nghị. Nghe nói như thế, thường lan đế quốc trong lòng mọi người cười lạnh không thôi, thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Biên cương chiến sự, hố giết bọn hắn mấy trăm ngàn hảo nam nhi, cái này còn gọi hữu hảo? Vì bảo trì hai nước hữu nghị, còn mời bệ hạ đáp ứng nghe thường một điều thỉnh cầu. Nói nghe một chút, đế chủ mắt sáng lên hắn thực sự có chút đoán không ra nghe thường công chúa đến cùng là cái gì tâm tư bệ hạ có thể nhận biết vật này nghe thường công chúa truyền tay theo trong túi chữ vật móc ra hai thanh kim giản hiện lên đến đế chủ trước mặt thông thiên giản đế chủ nhìn đến kim giản trong lòng kinh hô tô mục tại cách đó không xa nhìn đến trong lòng cũng là nhất động lại là thông thiên giản thứ đồ tốt này thông thiên giản thuộc về đỉnh cấp thiên binh hàng ngũ còn cùng linh khí dính lấy một bên nhưng thông thiên giản không là dùng cho chiến đấu, mà chính là dùng đến rèn luyện thành thì thông thiên cảnh cơ sở. Thông thiên giản tác dụng duy nhất cũng là trợ triệt địa. Cảnh làm đến cương khí ly thể, người sử dụng có thể đem cương khí tràn vào đến thông thiên giản bên trong, thì có thể làm được ly thể công kích, sớm thích ứng thông thiên cảnh lực lượng. Dạng này không chỉ có thể tại đột phá thông thiên cảnh thời điểm làm ít công to, càng có thể tại đột phá thông thiên cảnh về sau, càng nhanh trưởng khống lực lượng, để thực lực càng mạnh thông thiên giản không thể nghi ngờ là triệt địa cảnh yêu thích chi vật, nhưng khiến tô mục tâm động địa phương cũng không phải là thông thiên giản công hiệu, mà chính là thông thiên giản bản thân. Thông thiên giản chế tạo thêm vào đông đảo nung luyện linh khí tài liệu, bên trong thì có trợ xích huyền kiếm tiến giai thành linh khí cực kỳ trọng yếu hai loại tài liệu. Hai loại tài liệu, thế nhưng là tại hoàng gia trong bảo khố cũng không tìm tới tài liệu chân quý. Chỉ cần đem hai loại tài liệu cho đề luyện ra, cái kia xích huyền kiếm thì cách linh khí thêm gần một bước nàng lấy ra thông thiên giản làm gì thương lan đế quốc mọi người thấy hai thanh thông thiên giản tràn đầy nghi hoặc cái này có thể giải quyết vấn đề gì bệ hạ nghe đồn quý quốc thiên tài đông đảo hoa tộc thiên kiêu càng là lợi hại xin mời bệ hạ lấy ra năm người sử dụng thông thiên giản cùng ta quốc thiên kiêu nhất chiến năm cục ba thắng nếu là chúng ta thua cái kia nghe thường liền không lại cáo ngự trạng tất cả mọi chuyện xóa bỏ đế chủ ánh mắt híp lại thì ra là thế biết tô mục là hắn ân nhân cứu mạng trong lòng biết không cách nào trừ rơi tô mục thì dùng chiêu này đến mức thoái vị hắn như là không đáp ứng vậy liền đánh mất quốc uy bách tính biết được sẽ đối với hoàng thất đối hoa tộc thất vọng cùng cực đối với biên cương chiến sĩ càng là một cái to lớn đả kích hết lần này tới lần khác hắn còn không thể dùng sức mạnh trừ rơi nghe thường công chúa càng là không thể nào nghe thường công chúa dám tự mình dẫn đội tới chơi tất nhiên có rời đi lực lượng đồng thời đằng sau khẳng định có cao nhân như là động nàng, cũng là để chiến tranh toàn diện bạo phát. Nếu là chúng ta thắng, bệ hạ, còn mời phán xét, nhất định phải giết người thì đền mạng. Nghe thường công chúa tiếp lấy len ken có tiếng nói, nàng không chỉ muốn để thương lan đế quốc không thoải mái, còn có trừ rơi tô mục cái này cái to lớn tai họa. Cùng so sánh, nghe thường công chúa xa so với nhị hoàng tử cùng tam công chúa tản nhẫn nhiều. Nhìn đến tô mục yêu nghiệt, thì trừ trừ cho thống khoái, tuyệt không cho tô mục bất luận cái gì trưởng thành thời gian. Tô Mục nhìn lấy nghe thường công chúa trong mắt hàn quang lóe lên, nàng này quả nhiên nhiều mưu tàn nhẫn, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười lạnh, liền muốn dựa vào loại này kỹ đến chúa tể hắn sinh tử. Có điều hắn cũng muốn sớm nhìn xem, kiếm cương, hỏa cương, băng cương ly thể uy lực. chương 575, Biên Cương Văn Khế, đế chủ nhìn vẻ mặt kiên định nghe thường công chúa, mắt sáng lên, quanh co lòng vòng, thì là muốn Tô Mục mệnh. Hắn như là liền ân nhân cứu mạng đều không gánh nổi lời nói, vậy hắn cái này đế chủ thì trắng làm đại hoàng tử ở một bên lo lắng nhìn lấy đế chủ nghe thường công chúa thận trọng từng bước đem bọn hắn bước đến một bước này hiện tại đáp ứng không phải không đáp đáp cũng không phải hắn là thật sợ đế chủ sẽ đem tô mục tánh mạng cứ như vậy giao ra phụ hoàng nhanh đáp ứng không lại dùng do dự nhanh điểm đáp ứng nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa hai người bọn họ đều hối hận không thể sớm một chút trừ rơi tô mục lại không nghĩ rằng có niềm vui ngoài ý muốn, đều không muốn bọn họ xuất thủ, Tô Mục thì hẳn phải chết không nghi ngờ. khinh người quá đáng, khuyên hướng Tô Mục bên này người, đều là phẫn uất không thôi, sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn đến bước từ Tô Mục, bị ổi cùng cực. Nghe thường công chúa dám lấy ra thông thiên giản, thì chứng minh có đầy đủ lực lượng, dùng đầu gối muốn nghĩ cũng biết, nghe thường công chúa lựa đi ra người tuyệt đối là thuần thục sử dụng thông thiên giản người. Mà bọn họ trong, những người này, đừng nói tiếp xúc qua thông thiên giản, chỉ sợ nhìn đều là lần đầu tiên nhìn. Thông thiên giản loại này vật hy hãn, trong đế quốc đến bây giờ cũng không tồn tại một kiện, dù là hoa tộc bên trong đều không nhất định có. Theo cái nào đó tầng mì lên đến giảng, vân vị đế quốc muốn so thương lan đế quốc giàu có không ngừng nửa điểm. Nghe thường công chúa khẩn cầu nhìn lấy đế chủ, nhưng trong lòng đã đắc ý, nàng chủ động xuống tràng, hạ thấp thân phận tới đối phó một cái bình dân, cũng là không cho đế chủ cự tuyệt cơ hội. Tô Mục Một không có quan chức, hay không tước vị, đúng là một cái bình dân. Đế chủ chậm chạp không có mở miệng đáp lại, hắn hiện tại đúng là tiến thối lưỡng nan, không tốt quyết đoán, đành phải quay đầu nhìn về phía Tô Mục, việc này hắn trước hết trưng cầu Tô Mục ý kiến. Gặp đế chủ nhìn về phía hắn, Tô Mục đi lên. Nghe thường công chúa, ngươi thật đúng là tôn trọng ta. Nghe thường công chúa liếc Tô Mục liếc một chút, không để ý đến. Nàng đương nhiên tôn trọng ngươi, không phải vậy hội phí khí lực lớn như vậy trừ rơi ngươi cũng thật sự là làm khó ngươi làm một đám cặn bã hao tâm tổn trí phí sức nghe thường công chúa mày ngài nhíu một cái ánh mắt phạm lạnh quay đầu nhìn về phía tô mục tô mục miệng lưỡi bén nhọn là không có dùng ngươi nhất định phải vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt ngươi như là thật là có bản lĩnh vậy liền cùng ta quốc thiên kiêu nhất chiến không phải đã đánh qua sao tô mục lạnh mở miệng cười khinh thường quét hạ giang bọn họ liếc một chút hạ giang mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tô mục quý quốc thiên kiêu không được tốt lắm bất quá nghe thường công chúa tốt như vậy mặt mũi muốn cho bọn hắn tìm về điểm tôn nghiêm vậy ta liền thành toàn các ngươi để bọn hắn lại bại một lần nghe thường công chúa nhìn chằm chằm tô mục dù là bụng giả cực sâu cũng thiếu chút phát tác còn không người dám ở trước mặt nàng như thế cuồng vọng tô mục thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Nghe thường công chúa đè xuống hỏa khí, giọng mỉa mai nói. Tô Mục cười nhạt một chút, không có trả lời, chờ lát nữa ngươi liền biết. Nghe thường công chúa, muốn nổ đấu cũng được, nhưng thì các ngươi những cái kia thiên kiêu tiện mệnh, cùng ta nhưng không cách nào so sánh. Tiện mệnh, những cái kia hạ tộc thiên kiêu kém chút tại chỗ tức điên, bọn họ biết Tô Mục là tại dùng bọn họ lúc trước làm nhục những cái kia phổ thông bình dân lời nói đến đánh trả bọn họ, nhưng đem dùng tại bình dân trên thân lời nói dùng trên người bọn hắn buồn cười ừ ngươi muốn cái gì nghe thường công chúa ánh mắt hít lại nhấp nhô hỏi một chúng ta như là thắng trên tay ngươi đôi này thông thiên giản quy ta tô mục chỉ vào thông thiên giản nói nghe thường công chúa nhíu mày nói sau đó đây chúng ta như là thua ta giết người thì đền mạng nhưng muốn là các ngươi thua những người kia cũng muốn giết người thì đền mạng Tô Mục chỉ vào những cái kia hạ tộc thiên kiêu, hung lệ mở miệng. Đòi mạng hắn, các ngươi thì phải bỏ ra càng cao đại giới. Thằng nhãi con, tạp trùng, những cái kia hạ tộc thiên kiêu nghe đến điều kiện này, trực tiếp tức giận đến giơ chân. Không có khả năng, nghe thường công chúa không chút do dự thì cự tuyệt, hạ tộc thiên kiêu mỗi một cái đều là bọn họ vân vị đế quốc trí bảo, đã bị Tô Mục giết chết ba cái, còn lại 22 há có thể bởi vì một trận đổ đấu thì mất mạng. Không đáp ứng cũng được, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nghe thường công chúa cái phản ứng này nằm trong dự liệu của hắn. Cái kia đổi một cái điều kiện, các người thua, vậy liền lui binh 500 dặm, đem chiếm lĩnh biên cương thành trì, toàn bộ phun ra. Tô Mục, người cho rằng người mệnh, có thể quý đến loại trình độ này. Nghe thường công chúa trong mắt hàn quang bùng lên, cười lạnh nói, chứa tự ỷ lại quá cao. Lui binh 500 dặm, đối nàng quốc tướng sĩ sĩ khi chính là một cái to lớn đả kích, nhưng ra chiếm lĩnh biên cương thành trì cùng đất đai, càng thêm khô. Ân có khả năng, đó là hy sinh mấy chục ngàn tướng sĩ đổi lấy. Đương nhiên, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, người không đáp ứng cũng được, nhưng ta dám cam đoan, người những cái kia thiên kiêu, một cái đều đi không ra nước ta lãnh thổ. Ta nói qua, muốn giết bọn hắn, không thể giết ngươi, còn không thể giết những cái kia thiên kiêu. Hạ tộc cũng không dám dễ như trở bàn tay khai chiến. Có lẽ, ta đi hoa tộc tu luyện một đoạn thời gian lại đi hạ tộc tìm bọn hắn cũng có thể uy hiếp nàng nghe thường công chúa che mặt xương lạnh nàng chỉ nghe ra một chữ cuồng nếu là người khác dám ở trước mặt nàng như thế cuồng nàng khẳng định là khịt mũi coi thường thậm chí tại chỗ liền có thể trừ rơi nhưng lời này là tô mục nói vậy liền tuyệt đối không phải tại nói mạnh miệng lấy tô mục yêu nghiệt lại cho hắn một chút trưởng thành thời gian thật có thể làm được nghe thường công chúa đang do dự nàng tại lấy hay bỏ, thành trì, sĩ khí cùng tô mục ở giữa, nàng cái kia lựa chọn cái nào một phương. Có điều nàng có thể đi cho tới hôm nay một bước này, tiến tới là quả cảm, rất nhanh nàng thì quyết định. Tô mục, ta cho người cái này cơ hội, nghe thường công chúa gật đầu đáp ứng, vì nàng hoành đồ đại nghiệp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ tô mục, tuyệt không thể bỏ mất cơ hội. Đế chủ, đây là một phần biên cương văn khế. Nghe thường công chúa chủ động lấy ra một phần văn khế, hiện lên đến đế chủ trước mặt đế chủ nhìn một chút văn khế, ngẩng đầu nhìn về phía tô mục, ánh mắt phức tạp, tô mục đây là tại lấy chính mình mệnh, cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa. Phần này đại nghĩa, bất kỳ người nào đều muốn vì đó động dung. Chỉ cần cầm lại biên cương thành trì cùng trọng yếu cửa khẩu, biên cương đem triệt để chậm khẩu khí, cứu vãn vô số đầu tánh mạng. Hoa tử nghiêm những cái kia thiên kiêu, nhìn lấy tô mục đều là mặc cảm, thán phục thời điểm trong mắt đều dâng lên kinh ý. Bọn họ cũng không thể gọi là đế quốc bảo hộ thần, chỉ có tô mục mới thật sự là đế quốc bảo hộ thần. Ai u, đột nhiên một tiếng hét thảm, chỉ thấy hoa tử nghiêm một chân đem hoa thiên vũ đạp đến trên mặt đất. Nghiêm ca, người đạp ta làm gì? Hoa thiên vũ mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hắn vốn là người bị thương, còn đánh hắn. Hoa tử nghiêm chừng lấy hoa thiên vũ, còn dám có ý kiến. Tô mục như thế có huyết tính người, người còn dám đối phó hắn, không đem người đánh gần chết liền xem như khách khí. Hoa thiên vũ ủy khuất cúi đầu xuống, hắn hiểu được hoa tử nghiêm tại sao muốn đạp hắn, nhưng người nào để tô mục theo hắn đoạt nữ nhân. Có điều hắn hiện tại cũng chịu phục, hắn xác thực không bằng tô mục, đừng nói hoa hình nguyệt, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không lựa chọn hắn mà lựa chọn tô mục. Ừm, hình nguyệt, người ưa thích hắn, hoa tử nghiêm xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến hoa hình nguyệt tầm mắt một mực tập trung tại tô mục trên thân, lại liên tưởng đến nàng là người đầu tiên đi theo tô mục động thủ, không khỏi rất ngạc nhiên hỏi. Hoa hình nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, Nguyên bản ngượng ngùng nàng, giờ phút này lại dũng cảm gật đầu thừa nhận. Hoa Tử Nghiêm trên mặt lóe qua hoảng hốt, ngay sau đó cười lấy gật gật đầu, thưởng thức nhìn lấy Tô Mục. Hắn xác thực rất đáng giá người ưa thích, coi như ta là nam nhân, đều có chút ưa thích hắn. "Hả?" Hoa Hình Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Tử Nghiêm, thân sắc cổ quái, nàng cái thứ nhất đối thủ cạnh tranh lại là một người nam nhân. Chương 576, ta đến nhất chiến. Ừm, Hoa Tử Nghiêm cười nhạt nhìn lấy Tô Mục ánh mắt xéo qua quét đến hoa hình nguyệt nhìn đến sắc mặt hắn không thích hợp, quay đầu kỳ quái nhìn lấy nàng. Hình nguyệt, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hoa hình nguyệt trầm mặc không có mở miệng, hoa tử nghiêm tựa hồ ý thức được cái gì, khóe miệng kéo một cái, im lặng lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân, ta cũng không tiện cái này một miệng. Nghe nói như thế, hoa hình nguyệt thở phào, muốn là hoa tử nghiêm cưỡng ép đem tô mục uốn cong, cái kia nàng thì thật sự là khóc đều không chỗ để khóc nhìn đến hoa hình nguyệt xả hơi hoa tử nghiêm sặc một cái nghĩ cái gì đây hắn ưa thích nữ nhân nữ nhân biết sao đế chủ theo nghe thường công chúa trên tay tiếp nhận biên cương văn khế ánh mắt phức tạp nhìn lấy tô mục tô mục người thật quyết định sao tô mục gật gật đầu cứ việc ký a à, hắn còn có thể bớt chút khí lực giết nhiều mấy cái hạ tộc thiên kiêu đế chủ hít sâu một hơi phất phất tay lập tức một cái thông thiên cảnh cường giả đi tới lấy ra bút mực cùng ngọc tỉ đế chủ tiếp nhận chính thức tại biên cương văn khế phía trên ký tên con dấu, văn khế chính thức có hiệu lực. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều thở vào một hơi, liếc nhau, trên mặt đều là vung lên nụ cười. Lần này rõ ràng là vân vị đế quốc nhằm vào chúng ta mà đến, phái ra hạ tộc thiên kiêu là một cái so một cái cường đại. Mà hoa tộc thiên kiêu, đỉnh phong đều không có đến mấy cái, trong bọn họ liền nhìn đến thông thiên giản đều thiếu, lần này thua định. Suốt cục có thể diệt trừ tô mục. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa là càng nghĩ càng vui vẻ, ngược lại thua bọn họ cũng chỉ là thua điểm thể diện, mà tô mục cái họa lớn trong lòng này có thể diệt trừ, vậy bọn hắn ngồi lên đế vị vẫn là có nhiều khả năng. Chỉ cần đại hoàng tử một ngày không có làm thái tử, chỉ cần tô mục không còn phụ tá đại hoàng tử, bọn họ thì còn có hy vọng. Chư vị huynh đệ tỉ muội, hiện tại tô mục mệnh thì nắm ở trong tay chúng ta, chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Hoa tử nghiêm gặp biên cương văn khế đã ký kết, Vô cùng trịnh trọng đối hoa thiên vũ bọn họ lời nói, nơi này có thể xuất chiến, cũng chỉ có bọn họ. Trận này đổ đấu, không chỉ liên quan đến tổ mục tánh mạng, càng là liên quan tới đế quốc, hoa tộc tất cả mọi người tôn nghiêm. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Nếu người nào dám có sai lầm, ta hoa tử nghiêm, cái thứ nhất làm thịt hắn. Hoa tử nghiêm mặt mũi tràn đầy hung ác, trận chiến này không thể đùa bớn, hắn cũng không phải đang nói đùa hoa thiên vũ mọi người mặt mũi tràn đầy kiên quyết liền xem như liều mạng bọn họ cũng phải thắng các ngươi có ai tiếp xúc qua thông thiên giản tiếp lấy hoa tử nghiêm hỏi tu vi cao thấp là quan trọng nhưng càng thêm quan trọng là là không sử dụng tới thông thiên giản chỉ có biết rõ thông thiên giản người chiến thắng hy vọng mới càng lớn hoa thiên vũ bọn họ sắc mặt cấp tốc trầm xuống thông thiên giản bọn họ gặp đều là lần đầu tiên gặp căn vốn chưa có tiếp xúc qua hoa tử nghiêm nhìn đến tình huống này trong lòng thở dài, quả nhiên không ra hắn sở liệu, liền hắn đều chỉ là gặp một lần thông tiên giản mà thôi, hiện tại xem ra chỉ có thể lựa chọn tu vi mạnh nhất phía trên. Người người người, còn có hình nguyệt, cùng ta cùng một chỗ ưng chiến. Hoa tử nghiêm điểm bốn người, cùng hắn cùng một chỗ ưng chiến. Bọn họ năm người có bốn cái là triệt địa cảnh đỉnh phong, hoa hình nguyệt mặc dù là vừa vặn đột phá triệt địa cảnh chín tầng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc hoa hình nguyệt khẳng định sẽ tận hết sức lực nhất chiến. Có lúc, kiên định so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Gặp Hoa tử Nghiêm chọn nàng xuất chiến, Hoa Hình Nguyệt trên mặt hiện lên kinh hỉ, nàng cũng có thể gánh vác cứu vãn Tô Mục trách nhiệm sao? "Nghiêm ca, ta nhất định sẽ liều chết nhất chiến." Sau đó Hoa Hình Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiên định nói, nàng tuyệt sẽ không để cho Tô Mục ra cái gì ngoài ý muốn. Hoa tử Nghiêm gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chính nhìn hướng bên này đế chủ, hơi hơi gật đầu. Đế chủ ánh mắt mịt mờ lóe lên, một bên thông thiên cảnh cường giả thì theo nghe thường công chúa trong tay tiếp nhận thông thiên giản bệ hạ song phương đều có một phút thời gian thuần thục thông thiên giản nghe thường công chúa đối đế chủ ôm quyền lập tức ứng chiến đế chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng sau đó hào phóng mở miệng năm người tổng cộng thì một phút chỉ sợ liền học sẽ sử dụng thông thiên giản cũng khó khăn chớ nói chi là thuần thục đế chủ không có mở miệng mà chính là khoát tay để cái kia thông thiên cảnh cường giả đem thông thiên giản giao cho hoa tử nghiêm bọn họ, đế chủ, ta tự mình ra trận, tô mục mở miệng, mạng hắn há có thể nắm giữ tại hắn người trong tay, bất kỳ người nào đều không được. Đế chủ mi đầu cao lại, nhìn lấy tô mục nói. Người tự mình ra trận, không được, tô mục vượt cấp khiêu chiến năng lực là mạnh, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ có triệt địa cảnh 6 tầng, làm sao cùng những cái kia triệt địa cảnh đỉnh phong đánh. Mạo hiểm quá lớn, ta thói quen đem mạo hiểm trưởng khống tại trong tay mình. Gặp tô mục mặt mũi tràn đầy kiên định, đế chủ do dự một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng tô mục việc này liên quan tính mệnh của ngươi việc quan hệ quốc uy ngươi thật muốn chính mình phía trên tô mục gật đầu đế chủ trên mặt lo lắng vẫn như cũ không giảm trước đó ngươi sử dụng tới thông thiên giản tô mục lắc đầu đế chủ tâm nói một tiếng quả nhiên thông thiên giản thứ này thật sự là quá hy hữu giống nghe thường công chúa có thể một lần lấy ra hai thanh là thật hào khí đã ngươi kiên trì vậy liền thử một chút đi đế chủ do dự một chút sau thở dài nói hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tô mục có thể tiếp tục yêu nhiệt đi xuống tô mục hơi hơi gật đầu quay người theo cái kia thông thiên cảnh trong tay cường giả tiếp nhận thông thiên giản cái kia thông thiên cảnh cường giả sững sờ ngay sau đó kinh ngạc nhìn lấy tô mục đây là thật muốn chính mình phía trên tô mục người đây là làm cái gì hoa tử nghiêm gặp tô mục cầm lấy thông thiên giản tới trong lòng dâng lên không ổn xuất chiến người chọn lựa tốt chọn lựa tốt theo chúng ta năm người người yên tâm, chúng ta nhất định có thể. Bài trừ một cái A, à, chính ta phía trên. À, A, hoa tử nghiêm ngốc, hoa tộc thiên kiêu nhóm tất cả đều ngây người, mới triệt địa cảnh 6 tầng liền muốn cùng những cái kia triệt địa cảnh đỉnh phong đấu. Nếu như là thực chiến bọn họ tin tưởng tô mục có năng lực như thế, nhưng dùng thông thiên giản chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nhưng tiếp lấy bọn hắn liếc nhau, đều trầm mặc xuống, không có phản đối, tô mục đem mệnh nắm giữ ở trong tay mình, Bọn họ đều không có tư cách phản đối. Chính các ngươi an bài, nắm chặt thời gian thuần thục thông thiên giản. Tô Mục không có nói quá nhiều, thời gian cấp bách, chuyển tay liền đem thông thiên giản đưa cho Hoa Tử Nghiêm. Hoa Tử Nghiêm tiếp nhận thông thiên giản nhìn lấy Tô Mục sướng sờ, không khỏi mở miệng ngươi, không cần thuần thục. Tô Mục lắc đầu, một thanh thông thiên giản mà thôi, không cần đến đến thuần thục. Hoa Tử Nghiêm lại lần nữa sướng sờ ngươi trước sử dụng tới thông thiên giản. Tô Mục lại lần nữa lắc đầu ngay sau đó thì khoát khoát tay, quay người ngồi xếp bằng tu luyện, hoa tử nghiêm bọn họ tranh thủ thời gian thuần thục thông thiên giản, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian đem trạng thái cấp tốc khôi phục. Cái này, nhìn đến tô mục trực tiếp xoay người đi tu luyện, hoa tử nghiêm miệng mở rộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, như thế đem chính mình mệnh làm thành trò đùa. Chúng ta nhanh điểm nắm chặt thời gian thuần thục đi, hoa tử nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn bốn cái. Hoa tử nghiêm loại bỏ rơi một người, nhưng giữ hoa hình nguyệt lại, trong bọn họ, không có người nào sẽ còn so hoa hình nguyệt càng thêm nghiêm túc đối đãi việc này. Vân vị đế quốc bên kia, nghe thường công chúa đi qua đều không dùng chọn người, thì có năm cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra, thuần một sắc triệt địa cảnh đỉnh phong, đồng thời đều là thuần thuộc sử dụng thông thiên giản người. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Điện hạ yên tâm, chúng ta tất thắng. Nghe thường công chúa nghiêm khắc mở miệng, cái kia năm cái hạ tộc thiên kiêu trên mặt lại đều dơ lên nhẹ nhõm nụ cười, ánh mắt một mực rơi vào đối diện. Nghe thường công chúa quay đầu nhìn qua, chỉ thấy chỉ có hoa tử nghiêm bốn người ở nơi đó thuần thuộc thông thiên giản, mà tô mục ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện. Bốn người, chính hắn cũng muốn tham gia. Ôi, tự tìm đường chết, chương 577, không chịu nổi một kích. Nghe thường công siết, úa liếc một chút liền biết rõ tô mục cũng muốn tham gia, nhưng không thuần thuộc thông thiên giản chính ở chỗ này tu luyện khóe miệng nổi lên cười lạnh như vậy vội vã chịu chết nàng sao có thể không thành toàn đây tô mục kẻ này khắp nơi lộ ra quỷ dị các ngươi không nên coi thường hắn nhất định phải toàn lực ứng phó quay đầu nghiêm túc nhìn lấy năm người tô mục cũng là lấy ưu nghiệt nổi danh bất cứ lúc nào đều không thể xem thường hắn điện hạ yên tâm chúng ta nhất định toàn lực ứng phó năm cái hạ tộc thiên kiêu trịnh trọng gật đầu tô mục xấu bọn họ chuyện tốt giết bọn hắn tộc nhân, bọn họ tự nhiên muốn tận hết sức lực giải quyết tô mục. Tiếp lấy 5 người bắt đầu sử dụng thông thiên giản, thì coi như bọn họ cũng sớm đã thuần thục sử dụng, nhưng ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, gia tăng phần thắng. Một phút thời gian rất nhanh liền đi qua, nghề thường công chúa cách không đối đế chủ ôm quyền, đế chủ sầu lo nhìn tô mục liếc một chút, hơi hơi gật đầu. Bệ hạ, như là ba chiêu không cách nào đánh trả, vậy liền phán định vì thua chiến đấu phạm vi tại nửa dặm trong vòng rời đi phạm vi cũng phán định vì thua nghe thường công chúa trước nói một chút quy tắc đế chủ không có ý kiến gì ngầm thừa nhận quy tắc người nào trước cái thứ nhất đến xác định khu vực về sau một cái hạ tộc thiên kiêu tiện tay cầm thông thiên giản nhảy ra kêu gào nói hoa tử nghiêm bốn người nhìn một chút còn tại tu luyện tô mục liếc nhau một người nói vẫn là ta đi trước đi hắn cái thứ nhất đi lên có thể thăm dò sâu cạn để hoa tử nghiêm bọn họ nhìn đến hạ tộc thiên kiêu thực lực chân chính, để bọn hắn chiến đấu có nắm chắc hơn. Nhất định muốn thắng, hoa tử nghiêm vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói. Tô mục là không thể ôm cái gì hy vọng, chỉ còn lại bốn người bọn họ, nếu như trận đầu báo cáo thắng lợi, bọn họ áp lực hội không lớn lắm, muốn là thua, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đều nhất định muốn thắng được. Cái kia hoa tộc thiên kiêu trọng trọng gật đầu, cầm lấy thông thiên giản đi lên. Siêu, thông thiên giản vung lên, một đạo cương khí thì nổ bắn ra đi, đem mặt đất đánh ra một đạo khe rãnh. Nhìn lấy cương khí ly thể uy lực, cái kia hoa tộc thiên kiêu hài lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đối diện hạ tộc thiên kiêu, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Tới đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu lại là cười khẩy, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, hoa tộc thiên kiêu hét to lấy vung giản, cũng là một đạo trắng cương thẳng hướng hạ tộc thiên kiêu. Thương lan đế quốc mọi người nhìn chằm chằm, hô hấp không tự giác ngừng lại, nhất kích cũng có thể thấy được tranh lệch, như là một kích này có thể lấy đến tiện nghi, vậy bọn hắn liền có thể có rất lớn chiến thắng hy vọng. Keng, hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy cương khí đánh tới, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi giơ lên trong tay thông thiên giản, tùy ý cương khí đánh ở phía trên. Vụt, dưới chân bụi đất tung bay, hạ tộc thiên kiêu chỉ là lui lại một bước, thì ngăn trở công kích. Cái kia hoa tộc thiên kiêu nhìn đến, trong lòng cảm giác nặng nề, như thế dễ như trở bàn tay thì đón lấy hắn công kích siêu siêu siêu, lập tức huy động thông thiên giản, đánh ra mấy đạo công kích, bóng người lóe lên, vào tới hạ tộc thiên kiêu sau lưng, toàn phương vị công kích. Hạ tộc thiên kiêu nhìn đến, khóe miệng cười lạnh biên độ càng lớn, thân hình đều không có xê dịch một bước, chỉ là thông thiên giản trên tay huy động. Keng 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 keng, vụt, bụi mù phấn khởi bên trong hoa tộc thiên kiêu rơi xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm bụi trong xương mù hạ tộc thiên kiêu, có thể bình yên vô sự ngăn trở hắn nhất kích, hắn cũng không tin có thể chống đỡ được hắn nhiều lần như vậy công kích làm gì cũng muốn thụ bị thương đi thương lan đế quốc tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm không dám rời đi một lát ánh mắt tâm đều nhấc lên theo bụi mù tán đi bọn họ nhấc lên tâm trực tiếp nặng rung động vụt cái kia hoa tộc thiên kiêu càng là sắc mặt đại biến không thể tin lui lại một bước chỉ thấy cái kia hạ tổ xê thiên kiêu đón lấy hắn mấy đạo công kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì vì cái gì hắn có thể đỡ nổi nhiều lần như vậy công kích không có đạo lý làm sao lại một chút thương tổn đều không nhận rõ ràng là đồng dạng cảnh giới tranh lệch không có khả năng lớn như vậy thương lan đế quốc mọi người càng là vô pháp tiếp nhận không cần phải tồn tại tranh lệch giờ phút này lại bị vô hạn phóng đại làm sao tiếp nhận đến chật chật đây chính là hoa tộc thiên kiêu cái kia hạ tộc thiên kiêu vỗ vỗ trên thân cho bụi cười lạnh lắc đầu thì chút thực lực ấy cũng xứng cùng ta tộc cùng xương ẩn thế gia tộc, thật sự là mất mặt a. À. Ngươi nói cái gì, cái kia hoa tộc thiên kiêu gầm thét, hoa tộc tất cả mọi người giận. Ngươi không phục, cái kia hạ tộc thiên kiêu sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nhìn lấy giận không nhịn nổi cái kia hoa tộc thiên kiêu, trong tay thông thiên giản vung lên. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kích, ta thì thừa nhận ngươi không phải đồ bỏ đi. Siêu, cái kia hoa tộc thiên kiêu gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới cương khí, thân sắc dữ tợn cùng cực, hắn không phải đồ bỏ đi, hắn không thể cho hoa tộc mất mặt. Uống, trong cổ phát ra gầm nhẹ, liều mạng chỗ có sức lực đánh ra một đạo công kích. Đùm, giống như đánh mặt âm thanh, hắn cương khí như lưu ly giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp thì bị đánh nát. Nhìn lấy cấp tốc tới gần cương khí, hoa tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc lên thông thiên giản ngăn cản. Phốc, sau một khắc hắn liền bị trực tiếp đánh đi ra, ngã ở phía xa đẫm máu. Không chịu nổi một kích, ôi, đồ bỏ đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu khinh thường cười lạnh, liền hắn nhất kích đều tiếp không, không phải đồ bỏ đi là cái gì. Đáng giận, hoa tử nghiêm khiến người ta đem cái kia thiên kiêu nâng đỡ, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia hoa tộc thiên kiêu, lửa giận ngập trời. Mắng bọn hắn là đồ bỏ đi, nếu như thắng không, vậy bọn hắn thì thật muốn vĩnh viễn trên lưng hai chữ này bêu danh. Ta đến hội ngươi, hoa tử nghiêm nhặt lên thông thiên giản, gầm lên đi lên. Hoa tử nghiêm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi ra mất mặt. Cái kia hạ tộc thiên kiêu khinh miệt nhìn lấy hoa tử nghiêm, khinh thường bĩu môi, trong mắt hắn, hoa tử nghiêm cùng người kia, đồng thời không hề khác gì nhau. Nếu là ngươi có thể như vậy nhận thua, ta còn có thể cho ngươi chừa chút thể diện. Bằng không, hai chiêu bên trong, tất bại ngươi, vừa mới đã chơi qua, hắn cũng sẽ không lại cùng hoa tử nghiêm chơi. Nhận mẹ ngươi thua, hoa tử nghiêm bạo hống lấy trực tiếp thì giết tới, xỉ nhục này, hắn nhất định phải rửa sạch siêu siêu, không biết tự lượng sức mình, vậy ngươi thì quỳ xuống nhận thua đi, cái kia hạ tộc thiên kiêu quát lạnh lấy, vung lên thông thiên giản giết tới. Bành bành, bốn đạo cương khí trên không trung va chạm nổ tung, hoa tử nghiêm trực tiếp gần người mà lên, lựa chọn cận chiến. Đã cương khí ly thể không chiếm được tiện nghi gì, vậy liền cận chiến. Si tâm vọng tưởng, cái kia hạ tộc thiên kiêu sao lại nhìn không ra hoa tử nghiêm ý đồ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, bọn họ chỉ có tại cương khí ly thể phía trên mới có thể lấy đến tiện nghi, cận thân tác chiến còn thật không có nắm chắc tất thắng. Siêu, hạ tộc thiên kiêu thân hình nhanh lùi lại, giờ cao thông thiên giản, cương khí điên cuồng tràn vào, sau đó chỉ thấy một đạo to lớn cương khí tại thông thiên giản phía trên ngưng tụ, giống như thái sơn áp đỉnh giống như thẳng hướng hoa tử nghiêm. Uống, hoa tử nghiêm nhìn đến, cả kinh vừa quát, ra đầu trong nháy mắt run lên. Mạnh như vậy công kích, có thể tiếp được xác suất cực thấp. Nhưng tránh cũng không thể tránh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp. Ken, Phúc, không có kỳ tích phát sinh, Hoa tử Nghiêm cùng lúc trước người kia một dạng, trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài, máu tươi phun ra một đường. Nghiêm ca, Hoa Hình Nguyệt mọi người kinh hô, vội vàng tiến lên muốn tiếp được Hoa tử Nghiêm. Ầm, um, nhưng không chờ bọn họ động tác, Hoa tử Nghiêm liền đã bị người tiếp được. Đây chính là hoa tộc mạnh nhất, cũng không, gì hơn cái này, cái kia hạ tộc thiên kiêu cười lạnh vì ý nhục nhã hoa tộc bọn họ tới nơi này mục đích cũng là chèn ép hoa tộc. Hiện tại mục đích đã hoàn thành không sai biệt lắm. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi hạ tộc đến tột cùng có bao nhiêu bản sự." Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái kia hạ tộc thiên kiêu thần sắc cứng đờ, nhìn về phía Hoa tử Nghiêm sau lưng. "Hy vọng các ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà không chết." Chương 578: Kiếm Cương uy lực, Tô Mục đem Hoa tử Nghiêm để xuống nhìn lấy đối diện hạ tộc thiên kiêu ánh mắt lạnh lẽo nuốt lấy sát cơ chỉ vào chính mình thuần thuộc thông thiên giản khinh người quá đáng nhìn đến tô mục một khắc cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi hắn có thể người nào cũng không sợ nhưng duy chỉ có không thể không sợ tô mục bất cứ lúc nào đều không thể xem thường tô mục xem thường hắn tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề nhưng hắn rất mau trở lại qua thần tô mục là lợi hại nhưng cũng không thể đối bọn hắn tạo thành nghiền ép loại sự tình này căn bản không tồn tại. Tô Mục, phách lối là không có dùng, chỉ bằng ngươi, ta một chiêu liền có thể thắng ngươi. Hạ tộc thiên kiêu mình đầu ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, so cuồng. Hắn có thể so sánh ngươi cuồng hơn, mà Tô Mục lời này đừng nói vân vị đế quốc người, thì liền thương lan người đế quốc cũng không tin. Cũng sẽ chỉ nói mạnh miệng, chờ lát nữa muốn chết thời điểm, khác quỳ trên mặt đất khóc là được. Nhị hoàng tử cùng tam công chúa khóe miệng càng là hiện ra cười lạnh, Hai người bọn họ đã vô cùng chờ mong Tô Mục bị xử quyết một màn. Tô Mục vẫn là để hắn người lên đi. Hoa Tử Nghiêm cũng không tin Tô Mục có bản sự kia, che ngực giữ chặt hắn khuyên nhủ. Tô Mục cũng chỉ là so với bọn hắn khôi phục thêm một hồi, thông thiên giản đều không dùng qua, nói thế nào thắng lợi. Bọn họ đã bại hai trận, không thể lại bại, lại bại một trận thì triệt để thua. Tô Mục liếc hắn một cái, không có giải thích, giải thích cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng thực lực đến chứng minh. Đồng thời, hắn hiện tại rất tức giận. Hoa tử nghiêm bọn họ là đang vì hắn ra mặt, khi nhục bọn họ cũng là tại khi nhục hắn. Tô huynh, tô công tử, gặp tô mục không nghe khuyên ngăn, hoa hình nguyệt cùng đại hoàng tử đều gấp, vội vàng tới khuyên hắn. Các người cũng không tin ta, tô mục bước chân dừng lại, bất đắc dĩ nhìn lấy hai người. Đại hoàng tử hai người trên mặt lộ ra trần chờ, tô mục làm mỗi một việc đều không có đi ra sai lầm, nhưng lần này đối thủ thật sự là quá mạnh, thì liền mạnh nhất hoa tử nghiêm đều không thể chống qua hai chiêu, bọn họ thực sự là nghĩ không ra tô mục có cái gì chiến thắng khả năng. Hiện tại trừ ta phía trên, hắn người còn có hy vọng sao? Tô mục nhìn hoa tử nghiêm bọn họ liếc một chút, nói. Đại hoàng tử hai người nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy thì trầm mặc xuống, hoa tử nghiêm bọn họ đều bại, còn lại hai người đi lên đều khó có khả năng có chút phần thắng, chẳng bằng tô mục đi lên, có lẽ còn có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Gặp hai người không ngăn cản nữa, Tô Mục thì nhặt lên thông thiên giản, bước lớn đi lên. Nhìn đến Tô Mục tới, cái kia hạ tộc thiên kiêu ánh mắt hít lại, hiện lên ngưng trọng. Xương tên ra, Tô Mục bước chân dừng lại, nhấp nhô mở miệng. Cái kia hạ tộc thiên kiêu nhướng mày, lạnh lùng mở miệng chết người, không xứng biết tên của ta. Ta thủ hạ không chết vô danh chi quỷ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ngay sau đó lắc đầu tính toán, người vẫn là xuống địa ngục đi đưa tin đi. Siêu, không muốn lại cùng một người chết nói nhảm nhấc vung tay lên kiếm cương trực tiếp đánh ra cái này nhìn đến kiếm cương giết ra thương lan người đế quốc trực tiếp cả kinh nhảy một cái hắn không phải nói không có sử dụng tới thông thiên giản sao làm sao sử dụng như thế thuận tay mới vừa lên tay thì đánh ra kiếm cương hắn cũng không phải thông thiên cảnh có thể trực tiếp sử dụng thông thiên giản cũng đã là vô cùng không hợp lý đánh ra kiếm cương càng là đánh vỡ thường quy thông thiên giản chỉ là đoán luyện cương khí ly thể cũng không phải cái gì cương khí đều có thể ly thể cơ bản thì chỉ có thể sử dụng phổ thông cương khí đến tô mục nơi này thông thiên giản liền thành vạn năng cẩn thận đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu càng là dọa đến hoảng sợ thất sắc thẳng đến một tiếng kinh hô mới đem hắn kéo về hiện thực kiếm cương hạ tộc thiên kiêu khó khăn nuốt nước miếng hoảng sợ không cách nào ngăn chặn ở trong lòng sinh sôi vội vàng kiên chỉ bắt đầu công kích lại không động thủ hắn thì thật muốn chết uống Đối mặt kiếm cương không dám lòng mang mảy may may mắn, hạ tộc thiên kiêu hét to lấy tận hết sức lực đem cương khí tràn vào đến thông thiên giản bên trong, điên cuồng hướng về tô mục đánh tới. Ông, một đạo to lớn kiếm cương lại hiện ra, lấy nghiền ép chi thế hướng về tô mục đánh tới. Hoa tử nghiêm tại thấy cảnh này thời điểm, trên mặt hiện lên kinh khủng, hắn cũng là bị cái này đạo to lớn cương khí cho đánh bại, bây giờ nhìn liếc một chút đều là lòng còn sợ hãi tất cả mọi người nhìn lấy kiếm cương cùng to lớn cương khí càng ngày càng gần, nhịp tim đập đều dừng lại nửa nhịp, một kích này, đến tột cùng ai sẽ thắng ra. Có thể tô mục cái kia nho nhỏ một đạo kiếm cương, cùng hạ tộc thiên kiêu to lớn cương khí hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, thật sự là khó có thể nhìn đến chiến thắng hy vọng. Bành, thế mà sau một khắc, bọn họ thì nhìn đến kỳ tích sinh ra. Chỉ thấy kiếm cương nhỏ bé nhanh nhẹn, không thể phá vỡ trực tiếp đem to lớn cương khí phá hủy. Chỉ là lớn, là không có dùng, mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì, kiếm cương trong nháy mắt thì giết tới cái kia hạ tộc thiên kiêu trước mặt. Làm sao? Cái kia hạ tộc thiên kiêu nhìn đến hoảng sợ đến trên mặt trực tiếp không có huyết sắc, tại cầu sinh muốn phía dưới, vội vàng ngưng tụ ra cương khí khải giáp. Phốc phốc, thế mà đáng tiếc là vừa mới công kích tiêu hao hắn đại lượng cương khí, giờ phút này ngưng tụ ra cương khí khải giáp, mỏng thì cùng trang giấy một dạng, kiếm cương trực tiếp đâm xuyên, theo bộ ngực hắn sâu vào. Văn Viễn hạ tộc chúng thiên kiêu trước tiên biến sắc, kinh hô sông đi lên đỡ lấy hắn. Thế mà hết thảy đều muộn, chỉ thấy hạ văn viễn vết thương tại vị trí trái tim, khí tức cấp tốc tiêu tán, hết cách xoay chuyển. Tô mục, lập tức tất cả hạ tộc thiên kiêu ngừng đầu chừng lấy tô mục, muốn rách cả mí mắt. Lại giết bọn hắn một cái tộc nhân, đây đã là bốn cái. Nghe thường công chúa sắc mặt cũng khó coi xuống tới, nàng chỉ huy hạ tộc thiên kiêu qua tới tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, chèn ép thương lan đế quốc cùng hoa tộc, mục đích còn không có đạt thành thì chết bốn cái thiên kiêu, nàng như cũ đảo thoát không trách nhiệm. Tô mục, gắt gao nhìn chằm chằm tô mục, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ, nàng trăm phương ngàn kế, cũng không tin còn giết không một cái bình dân. Một chiêu đều tiếc không, hạ tộc, thật đúng là đồ bỏ đi. Tô mục không động dung chút nào, lạnh lùng mở miệng, đem hạ tộc nói ra lời nói, từ đầu chí cuối còn trở về. Tô mục, người quá cuồng vọng, ác giả ác báo, tô mục, Người cho rằng ngươi có thể sống qua hôm nay sao? Tô Mục nghe đến vui, hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Vậy xem ra hắn vẫn là giết thiếu, chỉ mấy người các ngươi, còn chưa đủ ta giết, cái kế tiếp, người nào đi tìm cái chết. Lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, những cái kia hạ tộc thiên kiêu trực tiếp khí đến mất lý trí. Ta tới giết ngươi, một cái hạ tộc thiên kiêu nhặt lên thông thiên giản sông đi lên bạo hống, sát khí ngút trời. Hạ Giang nhìn đến muốn ngăn cản đều đã muộn sắc mặt cấp tốc trầm xuống, thật sự nếu không có thể chém xuống tô mục, vậy hắn thì tự thân lên. Chuẩn bị tốt chết sao, tô mục đạm mạc mở miệng, thông thiên giản vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ băng xương. Kiếm cương uy lực đã thử qua, cái kia thử một chút băng cương. Ông, đối diện hạ tộc thiên kiêu dù là lại giận, cũng vẫn là còn có một tia lý trí, động thủ trước tiên ngưng tụ cương khí khải giáp, để tránh cùng hạ văn viễn một dạng, cương khí khải giá. B mỏng cùng giấy một dạng, siêu, Tô Mục trên tay thông thiên giản vung lên, một đạo băng cương thì hướng về cái kia hạ tộc thiên kiêu đánh tới. Siêu, cái kia hạ tộc thiên kiêu cũng giết ra một đạo cương khí, hắn cương khí không giống như là hạ văn viễn một dạng to lớn, mà chính là ngưng thực sắc bén, dạng này không chỉ có thể làm đến lực sát thương mạnh hơn, cũng có thể đánh ra nhiều lần công kích, để tránh không có trở tay năng lực. Siêu siêu, không chỉ có như thế, cái kia hạ tộc thiên kiêu tiếp tục vung ra thông thiên giản, đánh ra mấy đạo công kích hắn sẽ không giống Hạ Văn Viễn một dạng, hắn muốn chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động. chương 579, băng cương khoe oai, có chút khôn vặt, tô mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bất quá chỉ thế thôi. Bành, hạ tộc thiên kiêu cương khí đụng tới hắn băng cương, không chút huyền niệm trực tiếp bị truy bạo. Chỉ là độ cứng, cũng không phải là tại một cái cấp bậc. Cái kia hạ tộc thiên kiêu nhìn đến sầm mặt lại, nhưng cũng không có quá mức thất vọng, rốt cuộc cái này nằm trong dự liệu chỉ là nhất kích, có thể giết không ta. Nhìn lấy băng cương không có chút nào ngăn cản đánh tới, cái kia hạ tộc thiên kiêu trên mặt dơ lên tàn khốc, thân thể nhỏ mồi xổm nhưng hắn không phải lại lần nữa công kích, mà chính là liều chết phòng thủ. Chỉ cần hắn phòng thủ ở, tô mục không tiếp nổi hắn cái kia mấy đạo công kích, hắn thì thắng. Ông ong, nguyên bản 10 phần kiên cố cương khí khải giáp y nguyên còn tại điên cuồng gia cố, các loại băng cương giết tới trước mặt lúc, hạ tộc thiên kiêu hét to lấy vung giản. Đùm lưu ly phá nát âm thanh vang lên băng cương trực tiếp bị đánh nát quả thực là cứng rắn nhưng cực cứng dễ gãy quá giòn hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy vụn băng phấn khởi đến trên thân nét mặt biểu lộ mừng rỡ nụ cười dù sao cũng là băng thuộc tính lại cứng rắn cái kia cũng chỉ là nước mà thôi đắc ý thời điểm hồn nhiên không có phát giác hắn trên thân đã ngưng tụ ra một tầng băng xương đón lấy vân vị đế cút người nhìn đến hắn đón lấy tô mục nhất kích đều là trong lòng phấn chấn trước đó tô mục nhất kích xiết hạ văn viễn thế nhưng là để bọn hắn có không ít tâm lý áp lực hiện tại tiếp phía dưới một kích cái này mang ý nghĩa bọn họ chiến thắng hy vọng gia tăng thật lớn thương lan người đế quốc thì là tâm trực tiếp trầm xuống nhưng bọn hắn không đến mức tuyệt vọng chỉ là đón lấy băng cương mà thôi tô mục mạnh nhất kiếm cương còn không sử dụng đây bành 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 mấy đạo cương khí đánh vào tô mục trên thân kinh khí uy năng tứ tán lại lần nữa vung lên một trận bụi mù tại chỗ tất cả người đều chăm chú nhìn lấy tô mục muốn tô mục chết người lại không có ôm hy vọng quá lớn lấy tô mục cường thế cùng yêu nghiệt cứ như vậy muốn giết hắn quả thực khó như lên trời bọn họ chỉ hy vọng có thể cho tô mục tạo thành bị thương dạng này mới có thể gia tăng thắng lợi hy vọng bất quá đã định trước bọn họ là suy nghĩ nhiều chỉ thấy bụi mù tán đi về sau tô mục lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó khuynh hướng tô mục người đều là thở phào mà hy vọng tô mục chết người thì là đầy mắt thất vọng lại cũng không thể tránh được. Trước đó hạ giang toàn lực mà ra đều chỉ là miễn cưỡng chém tan tô mục cương khí khải giáp, vẫn là tại chính mình thụ thương tình huống dưới, chỉ là mượn nhờ thông thiên giản cương khí ly thể, làm sao có khả năng có loại kia uy lực. Một lát sau nghe thường công chúa bọn họ thì ánh mắt lóe lên, cái này một chút xem như đánh một cái ngang tay, vẫn là muốn nhìn tiếp xuống tới giao phong. Cái kế tiếp, tô mục quét cái kia hạ tộc thiên kiêu lướt một chút, tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng, quay đầu đối với hạ giang bọn họ hét to cái kế tiếp mọi người sững sờ hoảng hốt đối mặt cái này còn không có kết thúc đây làm sao lại cái kế tiếp xì si, hắn sẽ không phải là não tử bị đánh ngốc a à? cũng chỉ là qua một chiêu mà thôi thì cho là kết thúc hắn não tử không có tật xấu đi vân vị đế quốc người xì si cười rộ lên cái này khiến đế chủ bọn họ sắc mặt nhìn không tốt đều nghi hoặc nhìn lấy tô mục làm sao cái này thời điểm để vân vị đế quốc người chế giễu Ngươi tại nói cái gì, ngươi cho rằng ngươi thì thắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, thắng thua chỉ một mình ngươi nói tính toán. Đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu càng là tức giận đến cười lạnh liên tục, hắn còn rất tốt đứng ở chỗ này, làm sao lại thành hắn thua. Cái kế tiếp, tô mục nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, cũng không muốn cùng một người chết nói nhảm. Người nào đi tìm cái chết, tô mục, người quá không đem ta để vào mắt, đối diện cái kia hạ tộc thiên kiêu nổi giận, dám như thế không nhìn hắn, gầm lên thì vung giản thẳng hướng tô mục t mà hắn cái này nhất động lập tức thì phát giác không thích hợp một luồng hơi lạnh thẳng tuôn ra mà lên trong nháy mắt thì vọt tới chán ngưng băng thanh âm không ngừng vang lên chỉ thấy hắn trên thân cương khí khải giáp trong nháy mắt bịt kín một tầng băng xương răng rác răng rác đùng theo hắn động tác hắn trên thân cương khí khải giáp giống như ngưng kết cứng rắn đường đồng dạng trực tiếp phá nát sao lại thế Hạ tộc thiên kiêu cúi đầu nhìn lấy vỡ vụn cương khí khải giáp, chỉ cảm thấy hàn khí càng ngày càng nặng, đông lạnh hắn liền tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm. Trong mắt mọi người, hắn trên thân cương khí khải giáp vỡ vụn về sau, trên thân cấp tốc kết băng, theo băng xương càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, mãi đến triệt để hóa thành tượng băng. T, mọi người thấy một màn này, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Trực tiếp thì bị đông lại, băng thuộc tính lực lượng thế mà mạnh như vậy. Vân Bình, Vân Bình, Hạ Tộc Thiên Kiêu vội vàng hô hoán, thử nghiệm tỉnh lại Hạ Vân Bình, nhưng hắn trên thân chỉ có hàn khí bốn phía, một chút phản ứng đều không có. "Hỏng bét, sẽ không phải." Hạ Giang trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng đi lên. ầm uhm, nhưng hắn mới vừa lên đi, chỉ là đụng một chút Hạ Vân Bình, Hạ Vân Bình liền trực tiếp ngã xuống đất, trùng điệp ngã trên mặt đất." Cái này một chút có thể đem Hạ Giang cả kinh không nhẹ, vội vàng điều tra Hạ Vân Bình tình huống. T vừa mới đụng phải hạ vân bình thân thể một cỗ bứt sức hàn khí thì vò tới để hắn nhịn không được một cái dùng mình thật nặng hàn khí không lo được khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí hạ giang vội vàng mò hạ vân bình mạch đập mà cái này sờ một cái hắn tâm đều lạnh chết chết bị cứ thế mà chết cóng chết nhìn đến hạ giang phản ứng mọi người liền biết là tình huống như thế nào tất cả đều miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin cứ như vậy bị sống sờ sờ chết cóng làm sao có khả năng trước đó hắn giết người cũng không phải bị đông cứng chết muốn là hắn thuộc tính lực lượng mạnh đến loại trình độ này cái kia thông thiên cảnh đều không phải là hắn đối thủ bọn họ không cách nào phủ nhận thuộc tính lực lượng cường đại nhưng tô mục không phải đan nguyên cảnh cường giả đã định trước không cách nào hoàn toàn phát huy ra thuộc tính lực lượng dùng băng cương trực tiếp đem người chết phóng quá mức không hợp thói thường đồng thời muốn là thật mạnh đến loại trình độ này trước đó nhất chiến hạ giang bọn họ liền đã chết hết đều không có khả năng còn có trận này đổ đấu tô huynh ngươi ngươi là làm sao làm được đại hoàng tử nhịn không được hiếu kỳ đi lên hỏi thừa dịp hắn không phòng bị thừa dịp hắn không phòng bị đại hoàng tử sững sờ càng thêm không hiểu nhìn lấy tô mục cái gì gọi là thừa dịp hắn không phòng bị tô mục không tiếp tục mở miệng giải thích thực nhắc tới cũng đơn giản cũng là hạ vân bình tự cho là kháng trụ hắn băng cương hoàn toàn không có chú ý tới băng cương lực lượng đã đến cương khí trên khải giáp Tại cái kia đạo băng cương phía trên hắn còn thêm một sợi linh hồn lực lượng, dạng này thì có thể khống chế băng cương lực lượng một mực bám vào tại cương khí trên khải giáp, các loại đem cương khí khải giáp ăn mòn xong, Hạ Vân Bình lại phát hiện cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Băng cương, mạnh nhất cũng là băng, là hà, n khí, cái kế tiếp, người nào đi tìm cái chết, tô mục tay cầm thông thiên giản vung lên, bá khí hét to. Nghe thường công chúa mọi người hoàn hồn, Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt phạch một cái tất cả đều âm trầm xuống, lại chết một cái thiên kiêu, chuyện này đối với bọn hắn là một cái trọng thương. Càng là một cái lớn lao sỉ nhục, có thể hiện tại bọn hắn không ai dám đi lên rửa sạch sỉ nhục này. Tô Mục quá mức cường đại, quá mức quỷ dị, ai cũng đoán không ra, cũng không muốn phía trên đi chịu chết. Ta đến chiến ngươi, nhưng nửa ngày sau đó, Hạ Giang vẫn là cầm lấy thông thiên giản, hung lệ nhìn lấy Tô Mục, hắn thân là hạ tộc thiên kiêu lĩnh đội có thể không phải là không có át chủ bài. chương 580, Tăng Phúc Đệ Nhất Nhân, Zeng Zeng Zeng, Hạ Giang đứng tại tô mục đối diện, chậm rãi huy động thông thiên giản, thông thiên giản vậy mà trong tay hắn chấn động kịch liệt lên. phảng phất là đã đến cực hạn chịu đựng, thương lan đế quốc mọi người thấy thần sắc cứng đờ, trong mắt đều xuất hiện nghi hoặc. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bọn họ cơ bản đều là lần đầu tiên kiến thức thông thiên giản, tự nhiên là không biết thông thiên giản tại sao lại xuất hiện loại tình huống này nghiêm ca đây là có chuyện gì hoa tộc thiên kiêu không khỏi hỏi hướng hoa tử nghiêm đã thấy hoa tử nghiêm sắc mặt đã cực kỳ khó coi hắn đã vô cùng thuần thục thông thiên giản hùng hậu cương khí đã đến thông thiên giản cực hạn chịu đựng hoa tộc thiên kiêu nghe được câu này chợt cảm thấy lòng tràn đầy khó khăn một miệng lưỡi khô không khốc hỏi thăm cái này điều này có ý vị gì cái này mang ý nghĩa hắn hiện tại cũng là thông thiên cảnh. Cái gì, hoa tộc chúng thiên kiêu nghe nói như thế trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Còn không phải thông thiên cảnh, thì tương đương với thông thiên cảnh. Cái này quá điên cuồng, cái kia tô mục còn có thể thắng lợi sao? Mạnh như vậy công kích, hắn còn có thể đỡ nổi sao? Lập tức, bọn họ thì lo lắng nhìn về phía tô mục, còn lại người nghe xong bọn họ đối thoại cũng là đồng dạng phản ứng, nhìn lấy tô mục đầy mắt sầu lo. Chỉ có nhị hoàng tử cùng tam công chúa thở vào một hơi, trước đó tô mục biểu hiện cũng không thể gọi là là cường thế, quả thực là dọa người. Một chiêu giết một cái thiên kiêu, toàn bộ thương lan đế quốc, từ xưa đến nay cũng chỉ ra tô mục cái này một cái yêu nghiệt. Tại bọn họ cơ hồ muốn tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn đến hạ giang mạnh như vậy, tự nhiên là mừng rỡ. Tô mục, không biết người còn có thể hay không một chiêu thắng ta. Hạ giang nhìn chằm chằm tô mục cười ta mở miệng, đây chính là hắn thực lực, nhìn đến sao. Sợ hãi sao, tô mục không có mở miệng, vẫn là một mặt đạm mạc. Vẫn còn giả bộ, hạ giang ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy thân thể chấn động. Ken ken ken, trên thân trực tiếp phát ra kim loại tiếng va chạm vang, chỉ thấy hắn cương khí trên khải giáp hiện lên từng cây giống như cốt thép đồng dạng cứng rắn dạng mảnh, phòng ngự lực trực tiếp thăng cấp. Cực hạn tăng lên cương khí khải giáp cường độ, nhưng hắn cái này không phải là bởi vì công pháp, mà chính là bí thuật. Đơn là địa giai công pháp, không cách nào đem hắn cương khí khải giáp tăng lên nhiều như vậy tăng lên hết cương khí khải giáp cường độ về sau, Hạ Giang tiếp tục ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, hiện tại, sợ hãi sao? Lấy hắn hiện tại cương khí khải giáp cường độ, cũng đã là đặt chân tại thế bất bại. Hắn người nắm giữ thông thiên giản, là đúng thực lực suy yếu, chỉ có hắn, là tăng cường. Tô Mục sắc mặt y nguyên không thay đổi, chỉ là giơ tay lên, dựng thẳng lên hai ngón tay. Hạ Giang nhướng mày, có ý tứ gì? Hai chiêu, hai chiêu bên trong, tất sát ngươi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, Thông qua Thông Thiên Giản tăng cường thực lực cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng có hắn tăng phúc cao. Ngươi, Hạ Giang thần sắc động lại, sắc mặt biến đến tái nhợt, vốn là hắn khoe khoang ngạo nghễ, kết quả Tô Mục so với hắn còn cuồng. Tô Mục, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất so ta còn cuồng nhân. Nhưng cuồng là muốn trả giá đắt. Siêu, Hạ Giang quát lạnh lấy, Thông Thiên Giản vung lên, một đạo kiếm hình cương khí thì thẳng hướng Tô Mục. Kiếm cương lại là kiếm cương thương lan đế quốc mọi người thấy ánh mắt ngưng tụ nguyên lai không chỉ là tô mục ngưng tụ kiếm cương hạ giang cũng đồng dạng thành tựu không phải kiếm cương nhưng rất nhanh bọn họ thì nhận ra đến đều là phủ định lắc đầu hắn chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý đem kiếm ý áp đặt tại cương khí phía trên mà thôi không gọi được là kiếm cương muốn thành tựu kiếm cương nhất định muốn tại thông thiên cảnh trở lên lĩnh ngộ kiếm thế mới được không phải ai đều có tô mục như thế kỳ ngộ càng không phải là ai cũng có tô mục như thế thiên phú, có thể đem kiếm ý dung nhập cương khí thành tựu kiếm cương, theo bọn họ biết, tạm thời còn chỉ có tô mục một người làm đến. Hiểu rõ hạ giang kiếm cương về sau, tất cả mọi người âm thầm thở phào, nhưng rất nhanh bọn họ tâm thì nhấc lên, coi như không phải thật sự kiếm cương, hạ giang thực lực cũng muốn so trước đó cái kia hai cái mạnh hơn quá nhiều. Tô mục còn có thể đỡ nổi sao, oanh, đột nhiên hỏa diễm ngút trời âm thanh vang lên, để bọn hắn kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tô mục trên tay thông thiên giản, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lửa, hỏa thuộc tính lực lượng, mọi người hoảng sợ, nhưng bọn hắn kinh hãi không phải hỏa thuộc tính lực lượng, rốt cuộc bọn họ đều đã không phải lần đầu tiên kiến thức, bọn họ tránh thức kinh hãi là lửa, hỏa diễm. Trước đó tô mục sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng thời điểm có thể không có một chút hỏa diễm, có chỉ là nhiệt độ cao. Hiện tại có thể giấy lên hỏa diễm, đủ để chứng minh, uy lực tuyệt không phải giống nhau mà nói. Thông thiên giản, giống như đem hắn thuộc tính lực lược tiến một bước tăng cường nhìn đến tăng cường không chỉ là hạ giang tô mục muốn so hắn tăng cường càng nhiều thương lan đế quốc mọi người thấy mừng rỡ nhưng sau một khắc bọn họ thì gấp đến độ nhảy dựng lên đừng có lại dùng lửa a à, dùng kiếm cương dùng kiếm cương bọn họ xem như nhìn ra tô mục cũng là đang thí nghiệm ba loại cương khí uy lực nhưng đều ở cái này mấu chốt cũng đừng dùng hỏa cương dùng uy lực càng mạnh kiếm cương a à hỏa cương coi như tăng cường uy lực cũng tuyệt đối không sánh bằng kiếm cương thế mà bọn họ hô lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng tô mục đã vung lên thông thiên giản một đạo hỏa cương trực tiếp đánh tới siêu oanh hai đạo cương khí trên không trung va chạm giống như dầu hỏa thùng va chạm đồng dạng ngút trời hỏa diễm vọt lên tia lửa tung tóe thế mà hai đạo công kích cũng không phải là lẫn nhau chôn vùi mà chính là hạ giang cương khí trực tiếp bị thiêu đốt hỏa cương tiếp tục hướng về hạ giang đánh tới trong nháy mắt, vân vị đế quốc sắc mặt người thì khó coi xuống tới, gắt gao nhìn chầm chầm Hạ Giang. Nhất định muốn ngăn trở, không thể thua, tuyệt không thể thua, như là lần này thua, thì không chỉ có là quốc uy vấn đề, càng là mất đi vất vả đánh xuống biên cương bản đồ. Nghe thường công chúa càng là sắc mặt đều biến đến dữ tợn, nàng dùng mấy chục ngàn tướng sĩ đánh xuống biên cương bản đồ đến đổi tô mục mệnh, cái này đều nếu như đổi không đến, nàng chỉ sợ muốn bị tức điên. Theo nàng quật khởi bắt đầu, xông qua bao nhiêu gặp trắc trở giết bao nhiêu người không một thất bại nàng cũng không tin sẽ ở tô mục nơi này thất bại uống hạ giang ngược lại là không nghĩ quá nhiều cũng không cho phép hắn đi nghĩ nhiều như vậy gầm nhẹ lập tức vung giản oanh lại lần nữa một đạo cương khí giết ra ánh lửa ngút trời nóng rực nhiệt độ cao đập vào mặt hạ giang rốt cục sắc mặt thay đổi không đúng hắn hỏa thuộc tính lực lượng có thể thiêu đốt cương khí hắn rốt cục phát hiện Tô Mục cương khí cũng không phải là trực tiếp hủy diệt hắn cương khí, mà chính là đem hắn cương khí trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cương khí ngược lại cổ vũ Tô Mục hỏa cương, tại sao có thể như vậy, hắn thuộc tính lực lượng làm sao có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Hạ Giang trong lòng không thể tin tê, thi thao, lúc này trong óc xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên minh bạch Hạ Vân Bình vì sao lại bị đông cứng chết. Hắn thông qua thông thiên giản, nắm giữ thuộc tính khống chế tại cương khí phía trên lực lượng. Tô mục trước đó một mực chỉ là đem thuộc tính lực lượng dung nhập vào cương khí bên trong, nhưng cầm lên thông thiên giản về sau thì biến, hết thảy đều biến. Thuộc tính lực lượng trực tiếp khống chế cương khí, để cương khí trở thành thuộc tính lực lượng vật dẫn, dạng này liền có thể để thuộc tính lực lượng cao hơn một tầng lầu. Thế mà hắn hiểu được đã muộn, càng sinh ra không cái tác dụng gì, hỏa cương đã giết tới trước mặt. Oanh, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới. Rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. mươi 581, cứ việc đem bọn hắn gọi tới. Hạ Giang chỉ có thể liều chết huy động thông thiên giản, thế mà ngay tại đụng phải hỏa cương một khắc này, cũng là ngút trời hỏa diễm. a à, đón lấy, tê tâm liệt phế kêu thảm vang lên, Hạ Giang toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, trực tiếp hóa thành một hỏa nhân. a à, thảm cảnh, nhìn thấy mà giật mình, kêu thảm, khiếp người không thôi. Hỏa cương trực tiếp thiêu đốt cương khí, Hạ Giang trực tiếp mất đi sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị thiêu đốt. Thương Lan đế quốc mọi người thấy phải là dùng mình, cái này còn cái nào cần dùng đến hai chiêu, một chiêu cũng đủ để tới chết. Nhưng không có người nào đi đáng thương hắn, chết tại Hạ Giang thủ hạ bách tính bình dân, chết có thể so sánh hắn thảm nhiều. Bọn họ cũng không có tư cách đi đáng thương một cái đồ phu. Hạ Giang vân vị đế quốc người một trận kinh khủng về sau đều là bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng đi lên cứu hạ giang. Siêu, nhưng hiển nhiên tô mục sẽ không cho bọn họ cơ hội này, thông thiên giản vung lên, cũng là một đạo kiếm cương đánh tới. Tô mục, ngươi dám, nghe thường công chúa bọn họ nhìn đến nổi giận, muốn rách cả mí mắt bạo hống. Phốc phốc, thế mà bọn họ lại giận đều không làm nên chuyện gì, tô mục công kích quá mức quả quyết, quá nhanh, bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm cương thẳng hướng hạ giang, đem hạ giang xuyên thấu. ầm um, hạ giang ngã xuống đất, thân thể phía trên hỏa diếm cũng thiêu đốt hầu như không còn, đã hóa thành một bộ xác chết cháy. Hạ giang, nghe thường công chúa bọn họ vò tới một nửa dừng lại, cũng không cần thiết lại sông đi lên, hạ giang đã không chết có thể lại chết. Tô mục, ngươi khinh người quá đáng. Một cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra chỉ vào tô mục giận không nhịn nổi hết to, tô mục lại chỉ là cười nhạt một chút. Nếu như ta khinh người quá đáng, các ngươi, một cái đều không sống. Cái kia hạ tộc thiên kiêu thần sắc động lại, sau đó hắn thì cùng hắn thiên kiêu nổi trận lôi đình. Tô mục, người khác quá phách lối, người nghĩ rằng chúng ta cũng là hạ tộc mạnh nhất sao? Chúng ta hạ tộc nội tình, người không tưởng tượng nổi. Tại chúng ta ngang nhau tuổi tác, thông thiên cảnh thiên kiêu thế nhưng là không ít, tùy tiện tới một cái liền có thể bóp chết ngươi. Tô Mục lại lần nữa cười, khinh miệt nói đây chính là kẻ vô năng kêu gào sao. Như là không phục, người cứ việc đem bọn hắn gọi tới. Hôm nay, ta thì giết cái thông thiên cảnh thử một chút. Lời này vừa nói ra, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia hạ tộc thiên kiêu, càng là một chữ đều nói không nên lời. Mới triệt địa cảnh 6 tầng thì dám tuyên bố giết thông thiên cảnh, cũng chỉ có tô mục dám như thế cuồng. Tô mục cũng dùng hành động, thành công để những cái kia hạ tộc thiên kiêu im miệng. Tô mục, người rõ ràng đã thắng, vì sao còn muốn giết người? những cái kia hạ tộc thiên kiêu hiển nhiên không phải tô mục đối thủ tô mục khí chàng thực sự quá mạnh nghe thường công chúa chỉ tốt chính mình đi ra chất vấn hắn không có nhận thua ta cũng không có vượt qua ba chiêu sao có thể gọi thắng tô mục quay đầu nhìn về phía nghe thường công chúa lạnh nhạt mở miệng hắn đều nhanh muốn bị thiêu chết tại sao không gọi thắng nghe thường công chúa ánh mắt lạnh lẽo còn ở nơi này cãi chảy cãi cối nghe thường công chúa việc này ngươi cần phải cảm tạ ta Tô Mục vẫn là một mặt lạnh nhạt, nghề thường công chúa nghe nói như thế lại là tức giận vô cùng mà cười, nàng còn muốn cảm tạ. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, hắn đều nhanh muốn bị thiêu chết nhưng lại không biết tự cứu, cùng nhìn lấy hắn bị thống khổ thiêu chết, còn không bằng cho hắn một thống khoái. Dạng này đã giảm bớt hắn thống khổ, lại giảm bớt các ngươi cứu hắn phiền phức, chẳng lẽ các ngươi không cần phải cảm tạ ta. Nhìn lấy tô mục một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, thương lan đế quốc mọi người khóe miệng kéo một cái, cái này còn có thể nói như vậy ngay sau đó bọn họ liền không nhịn được vui mừng tô mục không chỉ thực lực thủ đoạn mạnh mồm mép đó cũng là độc ác hung ác lời này chỉ sợ muốn đem vân vị đế quốc người tại chỗ tức chết nghe thường công chúa sắc mặt đã tức giận đến tái nhợt nàng thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người quá không biết xấu hổ loại lời này hắn làm sao nói ra được vân vị đế quốc người khác đều nhanh muốn tức điên hung lệ ánh mắt cơ hồ muốn đem tô mục cho xé xác năm cục ba thắng nghề thường công chúa, đa tạ. Tô mục có thể mặc kệ bọn hắn khí tới trình độ nào, khóe miệng khẽ nhách, đi lên kiếm thông thiên giản. Nhìn đến tô mục đi lên, đế chủ lập tức hoàn hồn, đối một bên thông thiên cảnh đánh một cái ánh mắt, cái kia thông thiên cảnh hiểu ý, lập tức đằng sau 10 cái thông thiên cảnh tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tùy thời động thủ. Bọn họ làm là như vậy tại bảo vệ tô mục, e sợ cho nghe thường công chúa mất lý trí, liều lĩnh đối phó tô mục bất quá hiển nhiên nghe thường công chúa không phải dễ dàng như vậy mất lý trí người toàn bộ đế quốc vận mệnh đều trưởng khống tại trong tay nàng làm sao có khả năng đánh cược đế quốc thì vì đối phó một cái tô mục tô mục bản cung nhớ kỹ ngươi nghe thường công chúa toát tô mục liếc một chút ngẩng đầu đối đế chủ ôm một cái quyền bệ hạ cáo từ chúng ta đi tô mục ngươi cho chúng ta chờ thù này chúng ta sớm muộn hội báo hạ tộc chúng thiên kiêu toát tô mục liếc một chút Quảng xuống hung ác lời nói không cam lòng theo rời đi, hôm nay là bọn họ hạ tộc sỉ nhục. Nhìn lấy nghe thường công chúa bọn họ rời đi, đế chủ mọi người thở phào, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười đi hướng tô mục. Tô mục, người thế nhưng là nước ta đại công thần A. Đế chủ đi đến tô mục trước mặt, cười sang sảng nói. Chấm đại biểu biên cương tướng sĩ cùng đế quốc bách tính, cảm tạ ngươi nỗ lực. Nói xong, đế chủ hít sâu một hơi, đối tô mục ôm quyền gập cong đế chủ người phía sau cũng đều vội vàng đi theo ôm quyền gập cong biểu đạt bọn họ cao quý nhất kinh ý đế chủ nói quá lời đây là tại hạ bản phận tô mục cất kỹ hai thanh thông thiên giản nói xong cũng đối đại hoàng tử đánh một cái ánh mắt đại hoàng tử sững sờ một chút ngay sau đó vội vàng đối đế chủ ôm quyền phụ hoàng tô công tử cùng nhi thần còn có chuyện quan trọng thương lược xin hãy tha lỗi đế chủ do dự một chút ngay sau đó khoát khoát tay chiếu cố tốt tô công tử Phụ hoàng yên tâm, đại hoàng tử gật gật đầu, liền vội vàng mang theo tô mục rời đi. Hoa Hình Nguyệt thấy thế, do dự một chút liền vội vàng theo sau, nhưng ở nửa đường bị người giữ chặt, quay đầu chỉ thấy là Hoa Tử Nghiêm, trong mắt không khỏi xuất hiện nghi hoặc, lôi kéo nàng làm gì? Ai, thật sự là con gái lớn không dùng được a. À? Gặp Hoa Tử Nghiêm lắc đầu cảm thán, Hoa Hình Nguyệt khóe miệng kéo một cái, lời này phụ thân nàng nói mới hợp lý a. À? Hình Nguyệt, cố lên, đem hắn cầm xuống. Ngay sau đó hoa tử nghiêm đối hoa hình nguyệt nháy mắt ra hiệu cổ vũ, hoa hình nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hất ra hoa tử nghiêm tay, tiếp tục đuổi đi lên. Biết, nhìn lấy hoa hình nguyệt bóng lưng, hoa tử nghiêm nét mặt biểu lộ vui mừng nụ cười, chỉ cần đem tô mục cầm xuống, vậy bọn hắn hoa tộc thì lại tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Về, sau tô mục cũng là nhà mình huynh đệ, các ngươi về sau chú ý một chút thái độ. Hoa tử nghiêm quay đầu đối hoa thiên vũ bọn họ lời nói, ánh mắt riêng là tại hoa thiên vũ trên thân dừng lại lâu nhất nghiêm ca còn cần đến nói những thứ này ta đã sớm coi tô mục là thành nhà mình huynh đệ lời này liền khách khí tô mục giúp chúng ta tìm về tôn nghiêm còn giết sáu cái hạ tộc thiên kiêu hắn chính là ta huynh đệ sinh tử hoa tử nghiêm hài lòng gật đầu ánh mắt tiếp tục rơi vào hoa thiên vũ trên thân hoa thiên vũ khóe miệng kéo một cái còn nhìn hắn làm gì a à, ngươi nhìn hắn giống ngu ngốc không hắn sẽ còn đi gây tô mục đi chịu chết chương 582, thông thiên cảnh quan trọng. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô Huynh, người thế nào? Đại hoàng tử gặp Tô Mục sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Tô Mục thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, chỉ là tiêu hao nghiêm trọng một số. Thông thiên giản tuy nhiên cổ vũ hắn thực lực, nhưng cưỡng ép đem thuộc tính lực lượng khống chế tại cương khí phía trên, thêm nữa cương khí ly thể tiêu hao rất lớn, chỉ là vài cái công kích liền đã mau đưa hắn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Tô Mục cũng không tiếc hận, ngược lại trong mắt lóe ra hưng phấn, làm đến những thứ này, hắn chỉ cần đột phá đến triệt địa cảnh đỉnh phong, các loại nguyên châu số lượng đầy đủ, đầy đủ treo chống nhiều lần công kích, hắn liền có thể tránh thức làm đến tại triệt địa cảnh giết thông thiên cảnh. Một phen phấn chấn về sau, tô mục nội thị lấy ám mạch, không khỏi cười khổ, hắn hiện tại mỗi một điều ám mạch bên trong có 6.000 khỏa nguyên châu. Ba điều ám mạch thêm lên cũng là trọn vẹn 18.000 khỏa. Đánh đến bây giờ, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, đau đầu, tô mục xoa xoa thái dương huyệt, hắn vừa mới đã để đại hoàng tử sắp xếp người đi xuống chuẩn bị nguyên tủy, tại cuộc đi săn mùa thu trước khi bắt đầu, hẳn là có thể đầy đủ đem nguyên châu khôi phục không sai biệt lắm, tránh thức lệnh hắn đau đầu là đột phá thông thiên cảnh. Đột phá thông thiên cảnh, riêng là nguyên châu số lượng, thì muốn đạt tới 10.000 khỏa. Ba điều ám mạch cũng là 30.000 khỏa nguyên châu. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, Trọng yếu nhất là hắn muốn dự định tại thông thiên cảnh trước đó đã thông đầu thứ tư ám mạch, nói cách khác đột phá thông thiên cảnh, muốn chuẩn bị 40.000 khỏa nguyên châu. Bất quá cái này còn không phải khó khăn nhất, khó khăn nhất là đem nguyên châu áp xúc thành càng thêm áp xúc nguyên tinh, một khỏa nguyên tinh tương đương với 10.000 khỏa nguyên châu. Một khi đột phá thông thiên cảnh, thực lực chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nghĩ tới những thứ này độ khó khăn về sau, tô mục chỉ là cười khổ lắc đầu, sau đó thì ánh mắt sắc bén mà kiên định lại lớn khó khăn, hắn đều sẽ đi đột phá. Khó khăn càng lớn, sau khi đột phá cũng là càng mạnh, vì sao không thể đánh cược một lần. Điện hạ, không bao lâu, nguyên tủy liền đã đưa đến, trọn vẹn một khối lớn, so với lần trước tại nguyên thạch quán được đến nguyên tủy phân lượng còn nặng hơn. Tối thiểu 30 cân, tần huynh, cái này, tô mục nhìn đến không rời mắt nổi con ngươi, có những thứ này nguyên tủy, hắn nguyên châu tuyệt đối có thể khôi phục. Nhưng đây cũng quá quý giá, cho dù là nguyên thạch quán cũng khó duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, đại hoàng tử đây là đem nhà mình cơ sở lấy ra. Tô huynh, người giúp ta nhiều như vậy, ta bây giờ có được địa vị cùng đãi ngộ, thậm chí ta cái mạng này, đều là ngươi cho, thì những vật này, không đáng nhắc đến. Đại hoàng tử cười nhạt lắc đầu nói, thì những vật này, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Qua ngày mai, cũng là cuộc đi săn mùa thu, còn mời Tô huynh chuẩn bị sẵn sàng. Không giống nhau Tô Mục cự tuyệt, đại hoàng tử thì đưa tay ôm quyền nói. Tô Mục trọng trọng gật đầu, lần này cuộc đi săn mùa thu, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên trên diện rộng. Dù là khác thủ đoạn lại nhiều, thực lực mạnh hơn, hiện tại đã bắt đầu trực diện thông thiên cảnh cường giả, chỉ là chút thực lực ấy đã không đủ, nhất định phải nhanh chóng tăng trưởng. Không có nhiều lời, Tô Mục cầm L, ấy nguyên tủy liền xuống đi, mà hắn vừa đi, hoa hình nguyệt chân sau thì đến đại sảnh. Đại hoàng tử điện hạ, Tô Mục đâu? Hoa hình nguyệt bốn chỗ đều không nhìn thấy tô mục bóng người, không khỏi hỏi. Tô hình phía dưới đi tu luyện, đại hoàng tử dò xét liếc một chút hoa hình nguyệt, nhạt mở miệng cười, trong lòng cảm thán tô mục diễm phúc sâu. Cũng không biết chờ ta, hoa hình nguyệt oán khí mười phần, thì không muốn nhìn như vậy gặp nàng. Điện hạ, có thể hay không vì ta an bài một gian phòng trọ. Ta tại người cái này quấy dày mấy ngày, đương nhiên có thể, đại hoàng tử vui mừng, lập tức liền đi cho hoa hình nguyệt an bài gian phòng một ngày hai đêm thoáng qua tức thì, nháy mắt liền tới ngày thứ ba sáng sớm. Hô, một gian trong phòng khách, tô mục thở dài một ngụm chọc khí, mở to mắt một đạo lệ quang lóe qua. Nguyên Châu khôi phục được không sai biệt lắm, đồng thời có không ít tinh tiến. Chiến đấu một đêm, thu hoạch tương đối khá, chuyển tay lấy ra hai thanh thông thiên giản, vuốt ve giản thân thể, nhếch miệng lên. Hai thanh thông thiên giản, trước không vội lấy dùng đến tinh luyện tài liệu, trước dùng đến chiến đấu không có đột phá thông thiên cảnh trước đó thông thiên giản cũng là hắn lớn nhất đại tư bản truyền tay đem phía sau lưng phía trên hai đem kiếm thu lại thông thiên giản thay vào đó tô huynh đứng dậy rời đi gian phòng về sau chỉ thấy đại hoàng tử ở bên ngoài đã chờ đợi thật lâu bên cạnh còn đứng lấy hoa hinh nguyệt tần huynh cuộc đi săn mùa thu ngươi cũng muốn tham gia a tô mục đối hoa hinh nguyệt gật đầu ra hiệu về sau hỏi hướng đại hoàng tử đại hoàng tử gật đầu nói Cuộc đi săn mùa thu kỳ ngộ đông đảo, ta tự nhiên không thể bỏ qua, đồng thời ta tuổi tác không nhỏ, lần này bỏ lỡ, liền không có lần sau cơ hội. Cuộc đi săn mùa thu đối thực lực đồng thời không có cái gì hạn chế, nhưng giới hạn tuổi tác là tại 30 tuổi trở xuống. Đi thôi, tô mục gật gật đầu, cùng đại hoàng tử bọn họ cùng lúc xuất phát. Đi ra sân nhỏ về sau, tô mục cùng hoa hình nguyệt đều không có ngồi đại hoàng tử liến kiệu, đại hoàng tử cũng thẳng thắn không ngồi, cùng một chỗ cưỡi ngựa xuất phát đến thành cửa thành Tây, chỉ thấy đế chủ tại trên tường thành ngồi tại trên long ỷ chờ đã lâu, thương lan đế quốc chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu đồng đều đã đến chàng, nghe thường công chúa bọn hắn cũng đều đến, cùng thương lan người đế quốc phân biệt rõ ràng, độc chiếm một nơi. Tô Mục nhìn một chút nghe thường công chúa bên kia, ánh mắt chấp động, chỉ thấy nghe thường công chúa hôm nay bên người nhiều không ít tuổi trẻ người, cả đám đều khí tức hùng hậu, tu vi đều tại triệt địa cảnh tiền kỳ trở lên. Tô Huynh, những cái kia nhiều đi ra người, đều là vân vị đế quốc trăm năm thế gia thiên kiêu đại hoàng tử gặp tô mục nhìn về phía nghe thường công chúa bên kia giải thích nói hoàng thất cuộc đi săn mùa thu mười năm mới có thể cử hành một lần vân vị đế quốc người đều không muốn bỏ qua liền nỗ lực đắt đỏ đại giới đổi lấy tiến vào cuộc đi săn mùa thu tư cách đây cũng là một lần hai nước giao lưu bất quá bọn hắn sinh tử chúng ta cũng sẽ không phụ trách đại hoàng tử nói trong mắt lóe lên một vệt hàn mang đối với vân vị đế quốc người mà nói mạo hiểm cùng thu hoạch đều là to lớn đến mức có thể sống bao nhiêu người trở về liền muốn xem bọn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn nghe thường công chúa cũng sẽ tham gia tô mục hỏi sẽ không đại hoàng tử lắc đầu nói nghe thường công chúa là vân vị đế quốc tránh thức nhân vật trọng yếu nàng không biết đặt mình vào nguy hiểm đồng dạng chúng ta cũng không hy vọng nàng tham gia tô mục hơi hơi gật đầu nghe thường công chúa muốn là tại cuộc đi săn mùa thu bên trong ra cái nguy hiểm tính mạng cái kia chính là đế quốc chiến tranh không tham gia không chỉ có tránh cho những thứ này cũng miễn cho còn muốn bọn họ bảo hộ tại tô mục trông đi qua thời điểm nghe thường công chúa mọi người cũng nhìn sang nhìn đến sắc mặt hắn trong nháy mắt thì biến không được khá nhìn mà những cái kia trăm năm thế ra thiên kiêu nhìn lấy tô mục thì là nghi hoặc hắn cũng là cái kia tô mục thật đúng là tuổi trẻ xinh đẹp đùm một cái trăm năm thế gia thiên tri kiều nữ vừa mới cảm thán đột nhiên cũng là một bàn tay hô đến đánh cho nàng hai mắt nổi đom đóm cái kia tiểu xúc sinh giết chúng ta sáu cái tộc nhân ngươi còn cảm thấy hắn tuổi trẻ hắn xinh đẹp hạ tộc một thiên kiêu phẫn nộ quát bọn họ lửa giận đã áp lực một ngày hai đêm còn dám tại trước mặt bọn hắn khen tô mục tìm đánh cái kia trăm năm thế gia nữ thiên kiều bụng mặt không dám nói lời nào trong lòng phẫn hận không thôi chẳng lẽ nàng nói có lỗi hạ tộc chúng thiên kiêu tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm tô mục, đều hận không thể sinh ăn thịt, uống máu, ngủ ra. Nhưng làm bọn hắn nhìn đến tô mục trên lưng hai thanh thông thiên giản lúc, sắc mặt nhất thời thì biến. Tên vương bát đản này, thế mà đem thông thiên giản mang trên thân. chương 583, huyễn thú, thần tượng đạo. Hạ tộc thiên kiêu nhóm nhìn lấy cái kia hai thanh thông thiên giản, trong mắt cũng không khỏi toát ra hoảng sợ, tô mục ba loại cương khí ly thể uy lực, bọn họ đều là rõ như ban ngày, thì bọn họ cũng đỡ không nổi tô mục một chiêu mà vân vị đế quốc những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn lấy ngược lại là không có quá lớn cảm giác một là bọn họ không có được chứng kiến tô mục lợi hại hai là tô mục không có cầm thông thiên giản đều giết ba cái hạ tộc thiên kiêu cầm thông thiên giản cũng chỉ là giết ba cái giống như đồng thời không có cái gì khác nhau quá nhiều nhiều nhất tiến cuộc đi săn mùa thu bọn họ không trêu chọc tô mục chính là nghe thường công chúa nhìn đến tô mục công khai lưng cõng hai thanh thông thiên giản sắc mặt cũng là 10 phần không dễ nhìn, trước muộn nhất chiến, nàng không chỉ có ném biên cương thành trì, hai thanh thông thiên giản cũng là 10 phần đắt đỏ. Tô mục xui như vậy lấy thông thiên giản rêu rao khắp nơi, càng giống là đang khoe khoang, công nhiên đánh nàng mặt. Đến cuộc đi săn mùa thu, nhớ lấy không nên trêu chọc tô mục. Nghe thường công chúa quay đầu trịnh trọng đối chỗ có thiên kiêu nói, trêu chọc tô mục xuống chẳng đã thấy, trêu chọc hắn hẳn phải chết. Nàng cũng không muốn mang theo những thứ này thiên kiêu đến, trở về thời điểm chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Chỗ có thiên kiêu đều gật đầu, thì liền hà tộc thiên kiêu cũng không ngoại lệ, bọn họ coi như đối tô mục lại hật, hiện tại cũng không có trêu chọc tô mục tư cách. Gặp người đã đến đầy đủ, đế chủ thì đứng dậy bắt đầu giảng một số quan diện lời nói, không nằm ngoài chúc phúc, xúc tiến hai nước giao lưu. Tô mục ở phía dưới nghe được không thú vị, đại hoàng tử cũng bắt đầu cùng tô mục giảng thuật cuộc đi săn mùa thu quy tắc. Tô huynh, cuộc đi săn mùa thu chỉ có 6 canh giờ, thời gian vừa đến, liền sẽ bị bắt buộc rời đi. Mà cuộc đi săn mùa thu địa điểm, thì là một chỗ bí cảnh, tại bí cảnh bên trong, tồn tại có vô số huyễn thú. Huyễn thú, tô mục hơi nhíu mày, trên mặt hiền lộ kinh hãi, thương lan đế quốc cảnh nội, vậy mà lưu giữ tại cường đại như vậy tồn tại. Đại hoàng tử gật gật đầu, tiếp tục nói huyễn thú cực giống yêu thú, nhưng chúng nó không phải thân thể máu thịt mà chính là từ một loại nào đó lực lượng cường đại hình thành. Tô Mục nghe được giật mình, nguyên lai like là loại này huyễn thú nếu như là hỏa tôn trong trí nhớ loại kia huyễn thú vậy liền quá dọa người đừng nói bọn họ thông thiên cảnh đi vào đều là có một cái chết một cái bí cảnh bên trong huyễn thú thực lực cường đại ít nhất là tại triệt địa cảnh trở lên mà kỳ ngộ ngay tại huyễn thú thể nội bất luận cái gì một đầu huyễn thú đều tồn tại một khoản nội đan mỗi khoản nội đan đều có khác biệt hiệu quả tương đương với các loại đan dược nhưng hiệu quả muốn so bất luận cái gì đan dược đều mạnh hơn nhiều đồng thời không biết tích lũy đan độc. Tô Mục nghe xong ánh mắt hơi sáng, cái này không phải liền là tương đương với thượng cổ đan dược sao. Đồ tốt, bất quá nội đan cũng không hết là đồ tốt, bên trong tối thiểu có sáu thành trở lên là có độc, Tô Huy. N.S. Người cũng đừng tùy tiện phục dụng, nhất định muốn cẩn thận phán đoán. Đại Hoàng tử đột nhiên một mặt ngưng trọng, như là sai uống thuốc độc đan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì phí tổn to lớn đại giới mới có thể chỉ tốt, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bí cảnh bên trong còn có một cái thần tượng đạo thần tượng đạo bên trong có một chiếc nhẫn nghe nói được đến chiếc nhẫn kia liền có thể nhất phi trùng thiên nói đến đây thời điểm đại hoàng tử trên mặt không khỏi nổi lên kích động thần tượng đạo mới là hiếu kỳ nhất ngộ chỉ tiếc nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xông qua thần tượng đạo được đến chiếc nhẫn kia tô mục nghe được đến hứng thú cái này cuộc đi săn mùa thu là càng ngày càng thú vị cầu chúc chư vị nhiều đến kỳ ngộ khải hoàn mà về. Theo đế chủ sau cùng một tiếng chúc phúc, tất cả mọi người bắt đầu hướng về ngoài thành xuất phát. Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu địa điểm ở cửa thành bên ngoài trăm dặm chỗ một dãy núi bên trong, tại tòa này sơn mạch bên trong, quanh năm chỉ có một chi đội ngũ chấn giữ, tại bí cảnh không có mở ra trước đó, căn bản không cần dùng nhiều nhiều ít binh lực, bởi vì không có cách nào đi vào. Chỉ có tại bí cảnh mở ra cùng ngày, hoàng thất mới có thể phái trọng binh chấn giữ. Giá, sương mù dày đặc cuồn cuộn bên trong các đại thiên kiêu rốt cuộc đuổi tới sơn mạch ở trong dãy núi tâm một tòa vách núi treo leo phía trên một cái lộ ra vô tận u ám hắc động xoay quanh ở phía trên tô mục mọi người đuổi tới ánh mắt đều là sắc bén có thể hay không nhất phi trùng thiên thì nhìn lần này cuộc đi săn mùa thu đi chỗ có thiên kiêu toàn bộ phóng tới bí cảnh cửa vào cùng trước đó mê tung tầm ảnh một dạng tô mục chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái thoáng một trận choáng váng về sau liền phát hiện đến một địa phương khác. Nhìn một màn trước mắt, tô mục hơi nhíu mày, lần này không so mê tung tầm ảnh, bí cảnh bên trong là xanh um tươi tốt, cũng là một chỗ rừng sâu núi thẳm. Ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì người, tô mục lắc đầu thì lựa chọn tiến lên, tùy cơ truyền tống, bí cảnh hiện tượng bình thường. Ừm, vừa đi chưa được mấy bước, tô mục thì bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên lùm cây, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh bạch, sau một khắc, trong bụi cỏ thì không có dấu hiệu nào xông ra một đạo bóng đen, nhào về phía tô mục. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một đầu kỳ lạ hình dáng màu đen yêu thú, mà cái này cũng là bí cảnh nết có huyến thú. Không biết tự lượng sức mình, tô mục thân hình cũng không có động một chút, trực tiếp vung giản một bổ. Phốc, thông thiên giản đánh vào huyến thú trên thân, huyến thú liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, thì hóa thành khói xanh tiêu tán trên không trung. Xuất hiện không có chút nào âm thanh, chết cũng vô cùng an tĩnh. Cái này ngược lại làm cho Tô Mục cảm thấy dễ chịu, không có yêu thú như vậy ồn ào, cả người đều cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Huyến thú mạnh nhất cũng không phải là thực lực, mà chính là ẩn núp năng lực, huyến thú có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, đồng thời không có chút nào khí tức, khắp nơi tiến vào bí cảnh người đều tại không có chút nào phát giác phía dưới liền bị huyến thú đánh lén. Nhưng thì huyến thú những cái kia thủ đoạn tại Tô Mục trước mặt, cũng chỉ là trò trẻ con, hắn tùy tiện dùng linh hồn lực lượng quét qua, những cái kia huyễn thú thì lộ ra nguyên hình. Tô Mục cúi đầu xem xét, chỉ thấy huyễn thú vừa chết địa phương có một quả đỏ như máu đan dược rơi xuống tại cỏ dại phía trên, nhặt lên xem xét. Đây chính là nội đan A, dùng linh hồn lực lượng tìm tòi, Tô Mục trên mặt hiển lộ thất vọng. Chỉ là tương đương với một cái tứ phẩm rèn luyện kinh mạch đan dược. Hiện tại tứ phẩm đan dược đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có ngũ phẩm đan dược mới miễn cưỡng có chút tác dụng, nhưng muốn đối với hắn sinh ra tác dụng cực lớn nhất định muốn lục phẩm trở lên đan dược nhìn tới vẫn là muốn giết càng mạnh nguyễn thú mới được tuy nhiên lần này vận khí cây ếch ông tệ thu hoạch được không phải độc đan nhưng không có tác dụng nội đan thì đơn thuần là lãng phí thời gian bạch tô mục thân hình nhảy lên xông về phía trước theo đạo lý càng là phía trước nguyễn thú thì càng mạnh như vậy nội đan phẩm chất lại càng tốt sự thật chứng minh hắn suy đoán không sai theo không ngừng xâm nhập linh hồn lực lượng quét đến huyễn thú thực lực thì không ngừng tại tăng cường, đợi đến một phút về sau, có thể điều tra đến huyễn thú thực lực đều tại triệt địa cảnh 8 tầng trở lên. Theo lấy thực lực gia tăng, huyễn thú ẩn nạp năng lực cũng càng mạnh, tô mục nếu như không sử dụng đại lượng linh hồn lực lượng đều khó mà tra ra, đành phải chậm dần tốc độ. Mà hắn rơi xuống đất cách đó không xa, đang có 3 người kết đội tiến lên, cảm nhận được tô mục khí tức, ào ào nhìn lại. Tô, tô mục, nhìn đến tô mục một khắc, ba người kia đều là sắc mặt đột biến, trong lòng run lên. Bọn họ đều là vân vị đế quốc trăm năm thế gia thiên kiêu, nhìn đến tô mục há có thể không sợ. Vân vị đế quốc người, tô mục bước chân dừng lại, yên tĩnh nhìn lấy ba người. Nhìn đến tô mục thì đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn, ba người bỗng cảm giác núi lớn áp lực, mồ hôi lạnh tại chán toát ra, muốn là tô mục đối bọn hắn động thủ, bọn họ thì tất cả đều chơi xong. Trường 584, dò đường mà chết, tô, tô công tử ngài mời nửa ngày đi qua một người lấy dũng khí cứng ngắc kéo ra vẻ tươi cười nói tô mục y nguyên không nhúc nhích ba người kia càng cảm thấy núi lớn áp lực người có đi hay không a à, người không đi chúng ta có thể đi cái kia vậy chúng ta đi trước ba người thực sự chịu không được cứng ngắc cười lấy quay người đi thẳng về phía trước nếu như không muốn chết lời nói các người tốt nhất là đường vòng tô mục lúc này mở miệng ba người này thái độ còn tính là không tệ nhắc nhở một chút, đến mức có nghe hay không vậy liền không liên quan hắn. Đường vòng, ba người kia liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đây là tại hoảng sợ bọn họ sao? Bọn họ cũng không phải bị sợ hãi, bọn họ có thể không tin tô mục hội hảo tâm như vậy nhắc nhở bọn họ, tất nhiên có khác mục đích. Gặp ba người bọn họ giả bộ như không nghe thấy, tô mục lắc đầu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, đã như vậy, cái kia lại vừa vặn giúp hắn dò đường, giúp hắn tiết kiệm một chút linh hồn lực lượng không cần phải để ý đến hắn, hắn một cái thương lan người sẽ như vậy hảo tâm. Ôi, thật coi chúng ta là thành ngu ngốc, phía trước khẳng định có đồ tốt, hạ tộc thiên kiêu trong đêm thương thảo ra một bộ nhằm vào hắn phương án, chúng ta không cần sợ hắn. Ba người sau khi đi xa thấp giọng nghị luận, đối tô mục là châm chọc khiêu khích. Một đêm kia thông thiên giản chi đấu, tô mục đem bọn hắn lá gan đều dọa cho phá, đừng nói bọn họ, những cái kia hạ tộc thiên kiêu cũng không dám tham gia cuộc đi săn mùa thu, rốt cuộc ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng bọn hắn thương thảo một ngày một đêm, rốt cuộc nghĩ ra đối sách. Bọn họ sợ vẫn là sợ tô mục, nhưng không có sợ đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cấp độ. Lại đi một hồi, vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì, ba trong lòng người díu cợt càng sâu. Bạch, ngay tại ba người ta buông lỏng cảnh giác lúc, một đạo bóng đen bỗng nhiên đánh tới, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Huyến thú, ba người sắc mặt đại biến, lập lập tức tiến hành đánh trả. nhưng đầu này Huyễn thú thực lực đã đến triệt địa cảnh chín tầng, thì bọn họ cái kia chút thực lực không chịu nổi một kích. trên người bọn họ cương khí khải giác càng là cùng giấy một dạng, bị Huyễn thú một chảo cào nát. phốc ba người trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực ba đạo vết cào đủ để thấy xương. thật có Huyễn thú, ba người ngẩng đầu nhìn trước mắt Huyễn thú kinh khủng nuốt nước miếng mạnh như vậy Huyễn thú khó trách tô mục hội gọi bọn hắn đường vòng triệt địa cảnh chín tầng huyễn thú nội đan khẳng định không tệ tô mục nhìn lấy đầu kia huyễn thú trong mắt xuất hiện hưng phấn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút triệt địa cảnh chín tầng huyễn thú nội đan bạch đột nhiên âm thanh xé gió lên tô mục quay đầu nhìn lại trong mắt nổi lên kinh hỉ. lại một đầu huyễn thú dấu thật đúng là đầy đủ sâu trước đó hắn chỉ điều tra đến có một đầu huyễn thú không nghĩ tới còn có một đầu huyễn thú ẩn núp còn có một đầu, ba người kia nhìn đến xuất hiện con thứ hai huyễn thú, trực tiếp tuyệt vọng, chỉ là một đầu cũng đủ để muốn mạng bọn họ, còn tới một đầu, là sợ bọn họ không chết đầy đủ thảm sao. Bất quá ba người cũng không phải hạng người bình thường, bọn họ dám tới nơi này, tự nhiên là có chính mình át chủ bài. Phốc phốc, lấy thương tổn tránh thoát con thứ hai huyễn thú công kích, ba người xoay người lấy ra một viên thuốc ăn vào, trong nháy mắt cương khí khải giáp độ cứng không ngừng tăng cường. Cấm kỵ đan dược, Tô Mục nhìn lấy mắt sáng lên, thẳng thắn dựa vào tại trên cây xem kịch, coi như cương khí khải giáp tăng cường lại có thể thế nào. Đối mặt hai đầu triệt địa cảnh chín tầng, Nguyễn Thú cũng chạy không thoát vừa chết. Ninh Ninh đang đang, ba người dựa vào cấm kỵ đan dược gượng chống một hồi, nhưng dần dần bọn họ thì phát hiện không hợp lý. Bọn họ đánh Nguyễn Thú chẳng có tác dụng gì có, Nguyễn Thú đánh bọn hắn lại chiêu chiêu chí mạng, muốn chạy, Nguyễn Thú tốc độ có thể so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Ba người khổ cực phát hiện cấm kỵ đan dược là một chút tác dụng đều không có chỉ là trì hoãn hắn chết mà thôi cứu mạng tô huynh cứu ta tô huynh tô đại ca chúng ta sai nhanh cứu lấy chúng ta ba người đành phải hướng tô mục kêu cứu nhưng tô mục đứng ở nơi đó xem kịch bất phi sở động cầu ngươi đại ca chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý ba người gặp tô mục không chịu cứu bọn hắn kêu khóc lấy khẩn cầu lại không cứu bọn họ bọn họ thì thật chết chắc Tô Mục vẫn như cũ bất động. Trước đó không phải xem như không nghe thấy sao? Hắn cũng làm như không nhìn thấy. Huống chi hắn đã khuyên qua, chính mình tự tìm cái chết có thể trách đến người nào? Tô Mục, ngươi làm thật thấy chết không cứu. A, à, hạ tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta vân vị đế quốc, chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn Nghe lấy bọn hắn chửi mắng, Tô Mục móc móc lỗ tai. Loại lời này hắn thực đang nghe được quá nhiều. Chú hắn, có thể hay không chú ra điểm trò mới? À, không bao lâu, ba người thì chết hai cái. Bạch, theo huyến thú nhào lên, cái cuối cùng cũng muốn lập tức theo lên đường. Vù vù, âm thanh xé gió lại lần nữa vang lên, lúc này tô mục đứng thẳng người, chỉ thấy hai bóng người cấp tốc hướng bên này vọt tới. Biển mau xúc sinh, chết đi, hét to bên trong, hai người thẳng giết cái kia hai đầu Huyễn thú. Ninh ninh ninh, phốc, hai đầu huyến thú không có vài cái thì được giải quyết, không chết người kia bị thành công được cứu vớt. Đào huynh, co quắp ngồi dưới đất chờ chết người kia nhìn đến hai cái hạ tộc thiên kiêu cứu, cứu hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hạ phi đào hai người hướng hắn gật gật đầu, trước tiên đem hai khỏa nội đan nhặt lên mới hỏi hướng hắn các ngươi đến tới đây làm gì. Lấy thực lực các ngươi tới nơi này, sẽ chỉ là chịu chết. Người kia ăn vào đan dược sau trên mặt hiện lên ngượng ngập, đây không phải bên ngoài huyến thú nội đan hiệu quả không quá ra sức, bọn họ mới đến nơi đây thử thời vận. Bất quá lời này hắn là sẽ không nói mà chính là quay đầu nhìn về phía tô mục, thần sắc dữ tợn, thấy chết không cứu, hại chết hắn hai cái tộc nhân, hắn muốn là để tô mục tốt hơn, cái kia chính là thẹn với cái kia hai cái huynh đệ. đào ca, chúng ta đến nơi này đều là bởi vì hắn. tô mục, hạ phi đào hai người quay đầu nhìn về phía tô mục, trong mắt lóe lên kiêng kỵ, bọn họ không muốn nhất đụng phải cũng là tô mục, tận lực bảo trì tại bí cảnh bên trong nước giếng không phạm nước sông. đào ca, vốn là chúng ta là không lại muốn tới nơi này là ở nửa đường phía trên đụng tới hắn hắn tìm không thấy huyễn thú thì buộc chúng ta ở phía trước dò đường chúng ta dẫn ra hai đập u huyễn thú hắn lại thấy chết không cứu là ở chỗ này xem chúng ta bị giết đào ca hắn là không đem chúng ta vân vị đế quốc người làm người nhìn cũng là coi chúng ta là thành súc sinh nô dịch a à. cái này người nói là lòng đầy căm phẫn càng nói càng kích động phảng phất thật tất cả đều là tô mục sai cái gì mà hạ phi đào hai người nghe được đã là mặt mũi tràn đầy lệ khí, lửa giận mút trời. Vậy mà như thế khi nhục bọn họ vân vị đế quốc người, há có thể nhẫn. Đào ca, ta biết các người nghiên cứu ra đối phó hắn phương pháp, mau ra tay giết hắn. Gặp thành công chọc giận hạ phi đào hai người, người kia liền rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Như là lại tùy ý hắn tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta thì đừng mơ có ai sống. Đào ca, chúng ta vân vị đế quốc, làm sao có thể thụ một cái thương lan người như thế khi nhục. Nghe lấy hắn nộ hống, hạ phi đào hai người đã giận không nhịn nổi, nhìn lấy tô mục đã là sát khí ngút trời. Tô mục, người không đem chúng ta người làm người nhìn, người khinh người quá đáng. Người thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao. Tô mục nhìn lấy nổi giận hạ phi đào hai người, không khỏi cười nhạt một chút, nhìn lấy cái kia người trong mắt lóe lên một vệt hàn quang về sau, nhấp nhô mở miệng đã như vậy, các ngươi thì cùng tiến lên vì bọn họ báo thù đi. Hắn cũng mặc kệ cái gì đổi trắng thay đen, càng không cần đến giải thích, cũng không cần đến đi cùng mấy cái chết người giải thích. Chương 585, Tiểu Thông Minh cùng Vô Tri. Gặp Tô Mục không chút do dự liền định động thủ, Hạ Phi Đào hai người thần sắc động lại, bọn họ là thật không muốn cùng Tô Mục đánh, cho dù là bọn họ có đối phó Tô Mục biện pháp, nhưng đó là bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng, rốt cuộc bọn họ đến cuộc đi săn mùa thu là vì kỳ ngộ, là vì tăng trưởng thực lực. Tô Mục người không giải thích giải thích sao? Hạ Phi Đào trầm giọng nói, nếu như có thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích lời nói, bọn họ còn có thể tiếp nhận, ngược lại Tô Mục giết không phải bọn họ hạ tộc thiên kiêu. Mà cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn lấy Hạ Phi Đào thì là mộc, giải thích. Cái này thời điểm còn muốn nghe hắn giải thích, có lầm hay không, loại này xỉ nhục các ngươi cũng chịu đựng đến. Không cần thiết giải thích, Tô Mục Đạm Mạc mở miệng, trong mắt trải qua một đạo lệ quang các ngươi cũng không xứng để cho ta giải thích cuồng vọng, thật coi chính mình vô địch. Hạ Phi Đào bị Tô Mục cuồng vọng tức giận đến không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi hét to lấy, đưa tay huy kiếm. Tô Mục, người mặc dù dựa vào thông thiên giản làm đến thực lực tăng phúc, nhưng thông thiên cảnh cùng triệt địa cảnh tranh lệch, cũng không chỉ là cương khí ly thể đơn giản như vậy. Lần trước như thế công kích, người có thể sử dụng mấy lần. Tô Mục nhìn lấy Hạ Phi Đào hai người khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không ngu xuẩn, đem hắn tình huống phân tích vô cùng thấu triệt nhưng cái này lại như thế nào đâu một lần cũng đủ để giết các ngươi hạ phi đào hai người mặt mũi tràn đầy bạo lệ dù bọn hắn lại có thể chịu cũng chịu đựng không nổi làm nhục như vậy vù vù hai người trực tiếp huy kiếm không nói nữa thẳng hướng tô mục tô mục rút ra hai thanh thông thiên giản vung giản đánh ra băng hỏa cương khí siêu siêu nhìn đến băng cương hỏa cương đánh tới hạ phi đào hai người biến sắc lập tức tăng dày cương khí khải giáp chuyên tâm bổ về phía băng hỏa cương khí đùm oanh hỏa diếm cùng băng xương vẩy ra lập tức bao phủ lại hai người t hừ hạ phi đào bị đông cứng run một người khác thì là bị thiêu kêu rên hai người thân hình nhanh lùi lại chỉ gặp bọn họ trên người một người phủ đầy băng xương một người mặt mũi tràn đầy cháy đen y phục cũng bị thiêu không ít nhưng hai người đều không có bị một chiêu giết chết cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu nhìn đến trước tiên mừng rỡ phương án quả nhiên hữu hiệu thật không hổ là thương thảo lâu như vậy phương pháp, cứng rắn thụ nhất kích mà không chết, chiến thắng hy vọng thì gia tăng thật lớn. Mà không cương khí ly thể uy hiếp, p, tô mục liền thành không có hàm răng lão hổ, rốt cuộc phách lối không đứng dậy. Quả nhiên hữu hiệu, hạ phi đào hai người cúi đầu nhìn lấy chính mình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bọn họ suy đoán quả nhiên không sai. Còn thật thông minh, tô mục rất ngạc nhiên hơi nhíu mày, nhìn đến vân vị đế quốc người còn thật thông minh, chỉ dùng chút điểm thời gian này thì nghĩ ra ứng đối hắn công kích biện pháp. Tô Mục, người thuộc tính cương khí xác thực cường đại, nhưng đáng tiếc, dù sao cũng là lấy cương khí làm vật trung gian, chúng ta chỉ muốn gom lại cương khí, người thuộc tính cương khí thì không cách nào khoe oai. Ha ha, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, người cuối cùng không phải đan nguyên cảnh. Thành công chặn xuống thuộc tính cương khí, hạ phi đào hai người đều đắc ý cười ha hả đây chính là có thể giết triệt địa cảnh đỉnh phong công kích, bọn họ yên ổn không có chuyện gì, lại cao hứng cũng không quá đáng. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, chỉ là ngăn lại hắn nhất kích, thì đắc ý như vậy phong hình. Hắn băng hỏa thuộc tính lực lượng đúng là có cái này tai hại, trong thời gian ngắn cũng vô pháp giải quyết, nhưng hắn mạnh nhất cũng không phải thuộc tính cương khí, mà chính là kiếm cương. Siêu, siêu, thông thiên giản vung lên, hai đạo kiếm cương trong nháy mắt thì giết ra ngoài. Hạ phi đào hai người nhìn đến nụ cười lập tức thu vào, trong mắt trải qua một đạo lệ quang về sau thì thân thể nhỏ mồi xổm quay người lấy ra một viên thuốc ăn vào, cương khí khải giáp liền nhanh chóng thêm dày. Cùng những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu một dạng, bọn họ cũng mang cấm kỵ đan dược, có thể cực lớn tăng cường cương khí khải giáp độ cứng. Chính là vì ứng đối tô mục kiếm cương, chỉ cần kiếm cương không đánh tan được bọn họ cương khí khải giáp, vậy bọn hắn liền có thể phản sát tô mục. Đinh đinh đang đang, hai người ngăn lại kiếm cương, kiếm cương đem hai người họ cương khí khải giáp bổ ra nhưng không đủ để chí mạng hạ phi đào hai người liếc nhau trên mặt lại lần nữa vung lên nụ cười tô mục người tử kỳ đến bây giờ nhìn ngươi còn thế nào đối phó chúng ta chết đi hai người hưng phấn bạo hống lấy thẳng hướng tô mục hiện tại giờ đến phiên bọn họ xuất thủ tô mục nhìn lấy vẫn là lắc đầu thông minh là thông minh cũng là quá vô tri keng hai thanh thông thiên giản bổ cùng một chỗ băng hỏa cương khí trong nháy mắt phun trào. Từ khi thành tựu băng hỏa thuộc tính về sau, hắn thì xưa nay không là dựa vào duy nhất thuộc tính khoe oai. Băng hỏa dung hợp mới là uy lực mạnh nhất, siêu, một đạo to lớn cương khí theo song giản ở giữa giết ra, hồng lam nửa này nửa kia, phá lệ chứa mắt. Đây là, hạ phi đào hai người nhìn đến đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này để bọn hắn nhớ tới đêm đó chiến đấu phía trên không ngừng oanh minh. Hắn lại đem băng hỏa cương khí dung hợp, Cương khí đều ly thể, hắn làm sao chả có thể dung hợp một chỗ. Hai người trên mặt đắc ý cùng nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh khủng. Duy nhất thuộc tính cương khí thì mạnh như vậy, dung hợp một chỗ uy lực, có thể nghĩ. Hai da đầu trong nháy mắt bắt đầu run lên, có thể tên đã trên dây không phát không được, bọn họ cũng vô pháp lui lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục giết tới. Đinh ninh, ầm ầm, ngút trời tiếng vang, chấn động sơn lâm, tùy theo khói đặc dâng lên, còn như núi lửa bạo phát chung quanh cây cối bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt phanh phanh hai bóng người theo trong khói giày đặc lao ra hung hăng đập tại cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu trước mặt đào ca cái kia thiên kiêu nhìn đến hạ phi đào hai người đập tại trước mặt hấp hối sắc mặt trực tiếp trắng bệch tiếp lấy tiếng bước chân vang lên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tô mục đã tay cầm thông thiên giản đến trước mặt trực tiếp đem hắn dọa đến lại lần nữa co quắp ngồi dưới đất hoảng sợ cả người đều run rẩy không, đừng có giết ta, lập tức đầy mắt kinh khủng khẩn cầu, tiếp lấy liền vội vàng đứng lên hướng về tô mục quỳ xuống dập đầu. Tô đại nhân, đại nhân, ta sai, ta cũng không dám nữa, cầu ngài tê. Ha ta một cái mạng chó, ai có thể nghĩ tới, vân vị đế quốc nhiều người như vậy thương thảo lâu như vậy đối sách, đối tô mục nền vốn không có hiệu quả gì, bọn họ triệt triệt để để thua. Bọn họ y nguyên muốn sống tại đối tô mục hoảng sợ phía dưới. Bọn họ đều phải chết, ngươi không cùng bọn hắn nói một chút chân tướng sao? Nghe đến Tô Mục lời nói, cái kia thiên kiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, chân tướng. Ngay sau đó hiểu được ý, liên tục không ngừng gật đầu, đối hạ phi đào hai người nói xảy ra chuyện tránh thức đi qua. Phốc, ngươi, hạ phi đào hai người nghe xong, trực tiếp tức giận đến thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy cái kia thiên kiêu, hại chết bọn họ, thế mà là người một nhà. Muốn là chi tiết lẽ ra, bọn họ căn bản liền sẽ không động thủ, càng sẽ không bị đánh thành dạng này giờ phút này hai người đều hận không thể đem cái này người cho xé xác nhưng bọn hắn đã bị đánh không cách nào động đậy chỉ có thể dùng ăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia cái kia thiên kiêu e ngại cúi đầu xuống quay đầu run lẩy bẩy khẩn cầu nhìn lấy tô mục đại nhân ta ta đã nói có thể có thể buông tha ta sao ta không thích giải thích chỉ là để ngươi đến giải thích một chút khi nào nói qua muốn thả qua ngươi tô mục nhìn xuống cái kia thiên kiêu đạm mạc mở miệng chương 586, thay chuyển đạt, cái, cái gì, cái kia thiên kiêu ngẩng đầu nhìn tô mục mộng, cái này đều không buông tha hắn. Vậy hắn giải thích có ý nghĩa gì? Đùm, tô mục một giản đi xuống, cái kia thiên kiêu đầu trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp tắt thở. Giải quyết xong hắn, tô mục quay đầu nhìn về phía hạ phi đào hai người. Ôi, gặp tô mục nhìn sang, hạ phi đào hai người tự diếu cười lạnh, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tiếp xuống tới tử vong vận mệnh. Bọn họ, nhận thua ầm um, một tiếng vang trầm hạ phi đào thân thể run lên trong lòng dâng lên bi thương hắn biết hắn tộc nhân đã bị tô mục giết ầm um, phốc sau một khắc hạ phi đào chỉ cảm thấy bụng bị trọng thương kịch liệt đau nhức để hắn thân thể đều cong lên đến không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra một cỗ bén nhọn lực lượng đột nhiên tràn vào ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi a à, hạ phi đào tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng rừng cây hắn trên thân khí tức đang nhanh chóng tiêu tán các loại tô mục ngồi dậy, hạ phi đào đã thành một cái không có tu vi, triệt triệt để để phế nhân. Đan điền ta, ta kinh mạch, hạ phi đào phát hiện đan điền bị hủy, kinh mạch bị đều tàn phá, giờ phút này liền thống khổ đều quên, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Tô mục, giết người bất quá đầu chạm đất, người vì sao phải đối với ta như vậy? Có gan người thì giết ta, phế đan điền, hắn còn có thể một lần nữa lại đến, nhưng kinh mạch đều bị phá hủy, hắn đời này đều xong chờ đợi hắn chỉ có khinh thường cùng phỉ nhổ. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn, nếu như người muốn chết càng nhiều người, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nghe đến tô mục tràn ngập sát khí lời nói, hạ phi đào sững sờ, có ý tứ gì? Lưu ngươi một mạng, là cho ngươi đi nói cho các ngươi tộc nhân, để hắn không nên chiêu chọc ta người. Bằng không, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều đi không ra nơi này. Tô mục mặt mũi tràn đầy sát khí, hạ tộc nếu là thật sự dám tiếp tục trêu chọc hắn vậy hắn để đó kỳ ngộ không muốn cũng phải đem hạ tộc giết sạch sành xanh hạ phi đào một cái dùng mình trầm mặc xuống hắn biết tô mục tuyệt đối sẽ nói được thì làm được ta sẽ chuyển đạt trầm mặc một lát sau hạ phi đào không thể không tiếp nhận hiện thực đáp ứng vì tô mục chuyển đạt thế nhưng là các người thương lan đế cút nhiều người như vậy tổng không làm cho chúng ta tất cả đều đi vòng qua a tiếp lấy hạ phi đào có chút không phục bọn họ nỗ lực đắt đỏ đại giới mới có thể tới tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, muốn là gặp người thì đi trốn, vậy bọn hắn tới tham gia cuộc đi săn mùa thu có ý nghĩa gì? Đương nhiên không dùng, tô mục lạnh nhạt mở miệng, hắn chỉ bảo vệ mình người, hắn người, có thể không có tư cách để hắn đến bảo hộ. Hoa tộc cùng đại, hoàng tử người, còn có, người nhà họ cốc các người cũng không thể động. Bằng không, ầm, tô mục vung giản tại mặt đất đánh ra một đạo khe rãnh, chọc hắn người, cũng là loại kết cục này. Hạ Phi Đào nhìn trên mặt đất khe rãnh, nuốt nước miếng, liên tục không ngừng gật đầu. Đem nội đan giao ra, cút đi. Hạ Phi Đào trừng mắt, còn muốn hắn tân tân khổ khổ được đến nội đan. Nhưng tô mục hắn không thể trêu vào, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, chuyển tay đem vừa mới được đến nội đan lấy ra. Bọn họ đều là cùng một thời gian đến nơi đây, ở ngoại vi giết một vòng về sau thì thẳng đến vòng trong, tốt nội đan, thì vừa mới giết cái kia hai đầu huyễn thú. Tô mục tiếp nhận nội đan về sau, lại tại khác trên người một người đem nội đan tìm ra đến, ánh mắt quét qua, ánh mắt hơi sáng. Đồ tốt, có thể so với ngũ phẩm khôi phục đan dược, mặc dù chỉ là khôi phục tính nội đan, nhưng cũng có thể vì tiếp xuống tới săn giết phát huy trợ lực, hắn muốn giết triệt địa cảnh 10 tầng huyễn thú nhất định phải mượn dùng thông thiên giản làm đến cương khí ly thể, lấy tăng cường thực lực, như vậy tiêu hao cũng là một cái phi thường lớn vấn đề, có cái này hai khỏa nội đan, vừa vặn bổ túc. Hạ Phi Đào đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, một bên trong lòng chú tô mục ăn nội đan cho hạ độc chết, một bên lấy ra một quả liệu thương đan ăn vào, khó khăn rời đi. Bí cảnh các nơi, đều đã bắt đầu điên cuồng giết hại, hoặc là giết huyến thú, hoặc là bị huyến thú giết, còn có tranh đoạt huyến thú nội đan, tàn sát lẫn nhau. Hành tàu tại bí cảnh bên trong vân vị đế quốc thiên kiêu, đều có ý thức tránh đi hoa tộc thiên kiêu cùng đại hoàng tử người, bọn họ đều rõ ràng, hoa tộc, đại hoàng tử cùng tô mục đều quan hệ không ít, bọn họ như là động những thứ này người, Tô Mục tuyệt đối sẽ tìm tới bọn họ, cùng bọn hắn không xong. Nhưng hoa tộc cùng đại hoàng tử người bọn họ không dám chọc, hắn người vẫn là dám khi dễ, thí dụ như Thái Trúc Quốc Tam Đại Trăm Năm Thế Gia Thiên Kiêu. Tại bí cảnh bên trong, trừ hai đại ẩn thế gia tộc bên ngoài, còn lại người đều là trước tiên tìm tộc nhân đồng bạn, sau đó kết bạn mà đi, cộng đồng tác chiến, dạng này đã có thể giảm xuống bị giết mạo hiểm, cũng có thể hợp lực đánh giết huyễn thú, thu hoạch được càng tốt hơn nội đan. Phốc, trong rừng rậm nơi nào đó cốc chính đào năm người hợp tác hao hết khí lực rốt cuộc chém xuống một đầu triệt địa cảnh tám tầng nguyễn thú đào ca cái này chúng ta kiếm bộn nhìn về phía trước rơi xuống đất nội đan cốc phong hưng phấn nói cốc chính đào gật gật đầu trên mặt nhịn không được vung lên nụ cười bọn họ hết thảy năm người chỉ cần có thể chém xuống năm đầu nguyễn thú thì mỗi người đều có thể có một khoản nội đan đương nhiên tiền đề phải là tốt nội đan không phải độc đan vận khí không tệ a à cốc chính đào vừa mới lên đi nhặt lên nội đan một đạo chiêu tức thanh âm đột nhiên vang lên để bọn hắn năm người đều là trong lòng giật mình ai năm người tìm kiếm khắp nơi cuối cùng ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy trên một cây đại thụ nhảy xuống hai người nhìn đến hai người này bộ dáng lại cảm nhận được trên người bọn họ khí tức cường đại cốc chính đào năm người đều là sợ hãi lui lại hạ tộc người hỏng bét làm sao lại gặp gỡ bọn họ tiếp lấy năm người trong lòng trầm xuống thế mà vận khí như thế không tốt, còn đụng một cái cũng là hai cái, riêng là một cái hạ tộc thiên kiêu cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Chạy, cốc chính đào từng bước lui lại lấy, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Cốc phong bốn người sợ hãi nuốt nước miếng, đều chỉ có chạy trốn bảo mệnh tâm tư. Bạch, nhưng bọn hắn mới vừa vặn khởi hành, một cái hạ tộc thiên kiêu thì bảo lao ra, đem bọn hắn cản lại. Thương lan người, muốn chạy, trong tay chúng ta, các người có thể chạy trốn được cốc chính đào năm người trong lòng lại lần nữa trầm xuống đây là để mắt tới bọn họ đào ca cốc phong xin giúp đỡ nhìn về phía cốc chính đào nhanh nghĩ một chút biện pháp không phải vậy bọn họ thì đều phải ở lại chỗ này cốc chính đào thở sâu ổn định một chút tâm thần sau đứng ra đi ha Y vị giữa chúng ta đồng thời đều nhanh a à. mọi người tiến đến đều là vì cầu kỳ ngộ nếu là có chuyện phân công cứ việc nói không muốn thương tổn hòa khí hai cái hạ tộc thiên kiêu cười lạnh thương tổn hòa khí thật đúng là hội nâng lên chính mình, thì các ngươi cũng xứng cùng bọn hắn hòa đàm khí. Thức thời, đem nội đan giao ra, còn có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ, bằng không, một hạ tộc thiên kiêu mở miệng, trong mắt hàn mang lấp lóe cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cốc chính đào sắc mặt khó coi, quả nhiên, thì là hướng về phía trong bọn họ đan mà đến. Hai vị, lấy các người tu vi săn giết triệt địa cảnh chín tầng huyến thú, hẳn là không hề khó khăn, cần gì nhìn chằm chằm chúng ta trên tay khỏa này hạ cấp nội đan đây. Có thực lực lại không đi tìm tốt, ngược lại nhìn bọn hắn chằm chằm nội đan, hạ tộc thiên kiêu cũng là loại này ti tiện chi đồ. Nhìn đến các ngươi là không muốn cho, thế mà hạ tộc thiên kiêu cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, lạnh mở miệng cười trực tiếp rút kiếm. Thực lực bọn hắn là mạnh, nhưng săn giết huyến thú thế nhưng là có không nhỏ mạo hiểm, còn phải tốn thời gian tìm huyến thú, nào có trực tiếp đoạt bớt việc. Còn có, bọn họ tại tô mục chỗ đó thụ đầy bụng tức giận cũng nên cầm thương lan người đế quốc đến phát tiết một chút hoa tộc người bọn họ khi dễ không đại hoàng tử người bọn họ không dám khi dễ trăm năm thế gia thiên kiêu bọn họ còn không thể khi dễ khi dễ cùng lúc đó hạ phi đào đang liều mạng chạy về đằng này đều không để ý tới khôi phục thương thế kéo dài đường còn muốn cẩn thận huyễn thú hắn thì thừa điểm thân thể lực lược muốn là đụng phải huyễn thú hẳn phải chết không nghi ngờ có thể hắn vẫn là không dám đi quá chậm, hắn sợ thông báo chậm, liền sẽ có tộc nhân chọc giận tô mục cái kia đau phủ. Nếu là bởi vì hắn nguyên nhân mà dẫn đến bọn họ người tất cả đều đi không ra bí cảnh, vậy hắn cũng là gia tộc thậm chí đế quốc thiên cổ tội nhân. Hy vọng bọn họ lý trí một chút A, có thể hàng vạn hàng nghìn không nên chiêu chọc tô một người A. chương 587, tai bay vạ gió, hồng hộc, trong lòng yên lặng cầu nguyện thời điểm, hạ phi đào đã mệt mỏi thở hồng hộc, đoạn đường này xem như may mắn, không có động phải huyễn thú, nhưng cũng mệt mỏi quá sức. Lấy thêm ra một viên thuốc về sau, không dám nghỉ ngơi, tiếp tục xông về phía trước. Có tộc nhân khí tức, dựa vào chính mình cảm giác lưu lại, Hạ Phi Đào rốt cuộc tại ngoài nửa dặm cảm nhận được tộc nhân khí tức, trong lòng vui vẻ, ra tốc tiến lên. Ken, Phốc, bên kia, cốc chính đào bọn họ đã cùng hạ tộc hai đại thiên kiêu đánh lên, tân tân khổ khổ được đến nội đan, bọn họ không có khả năng thì dễ dàng như vậy từ bỏ nhưng bọn hắn thêm lên đều không phải là một cái hạ tộc thiên kiêu đối thủ không có vài cái thì toàn bị đánh ngã trên mặt đất ta cho ta cho khác thương tổn bọn họ gặp hạ tộc thiên kiêu dự định tiếp tục động thủ cốc chính đào vội vàng đem nội đan móc ra tới cho bọn hắn chỉ hy vọng hạ tộc thiên kiêu khác thương tổn hắn tộc nhân sớm lấy ra không là được cần ăn đòn một hạ tộc thiên kiêu đoạt lấy nội đan mắng sớm lấy ra còn muốn bị đánh lãng phí bọn họ thời gian ầm um, qua wow cái kia hạ tộc thiên kiêu một chân đem cốc chính đào đá ra đi, cốc chính đào quỳ trên mặt đất trực tiếp nôn ra máu. Hạ phi đào vừa thở hồng hộc xông lại, liếc mắt liền thấy một màn này, trong nháy mắt cả người trực tiếp ngốc, hắn lớn nhất không kỳ vọng phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Các người đang làm gì? Nghĩ đến tô mục biết được việc này hội hạng gì nổi giận lúc, hạ phi đào ra đầu cũng bắt đầu run lên, vội vàng xông đi lên trợt quát lên. Đào ca, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nhìn đến hạ phi đào sướng sờ, ngay sau đó nhướng mày, làm sao thụ nặng như vậy thương tổn. Còn có, cái này thái độ gì? Các ngươi là cái kia trăm năm thế ra người. Hạ phi đào không để ý đến hai người, mà chính là tâm thần bất định hỏi hướng cốc chính đào bọn họ. Cốc chính đào năm người nhìn đến lại tới một cái hạ tộc thiên kiêu. Trong lòng càng thêm nặng nề, cốc phong tại đỡ dậy cốc chính đào về sau, sợ hãi nhìn lấy hạ phi đào. Chúng ta là người nhà họ cốc. Hạ Phi đào một cái lảo đảo, quả nhiên, đào ca, người cái này là làm sao, đem nội đan còn cho bọn hắn. Một hạ tộc thiên kiêu mới vừa lên đến đặt câu hỏi, Hạ Phi đào thì nổi giận nói. Cái kia hạ tộc thiên kiêu bước chân dừng lại, quay đầu cùng một người khác liếc nhau, đều cho mộc, đây là nổi điên làm gì. Cướp đến tay nào có còn trở về đạo lý, nhanh điểm, Hạ Phi đào chìm mặt giận giữ mắng mỏ, còn lề mà lề mề làm gì. Gặp Hạ Phi đào kiên quyết như thế, thì liền cốc chính đào bọn họ đều mộc, bọn họ không hiểu Hạ Phi đào tại sao phải giúp bọn họ, đồng thời đánh bọn hắn cướp đi nội đan, lại còn trở về, chơi vui. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu càng thêm không thể nào hiểu được, bất mãn nhìn về phía Hạ Phi đào. Đào ca, vì cái gì còn cho bọn hắn? Bọn họ cũng là một cái trăm năm thế gia thiên kiêu mà thôi, chúng ta dựa vào cái gì phải sợ? Vì cái gì? Hạ Phi đào tự diếu cười một tiếng, sau đó xé mở bụng kết đầy máu vậy y phục, lộ ra khiếp người vết thương cho bọn hắn nhìn. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nhìn đến giật mình, lại cảm thụ hạ phi đào khí tức, càng là cả kinh nhảy dựng lên. Đào ca, người tù vi, là ai thương tổn ngươi? Hai người không thể tin mở miệng, cái này tuyệt đối không phải là huyến thú thương tổn, huyễn thú không có khả năng thương tổn như thế tinh chuẩn, đồng thời hạ phi đào tu vi đều không, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Là tô mục, hạ phi đào nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong mắt là nồng đậm hận ý đem hắn đánh thành dạng này, cho dù là chết, hắn cũng đối Tô Mục hận ý ngập trời. Tô Mục, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa bị bị sợ nhảy lên, sau đó không thể tin liếc nhau, không khỏi nói. Chúng ta không phải thương thảo ra đối sách sao, hoàn toàn không dùng, hữu dụng, hạ phi đào gật đầu nói, bóp nát một viên thuốc thoa lên bụng về sau tiếp tục nói. Nhưng cũng không nhiều lắm dùng, chúng ta hai cái triệt địa cảnh 10 tầng, một cái bị giết, ta bị phế. Bọn họ 10 cái triệt địa cảnh 10 tầng, phía trước muộn bị Tô Mục giết chết ba cái, hiện tại lại giết một cái, tăng thêm hắn, cũng là năm cái triệt địa cảnh tầng thứ 10 kiêu ngạo. Hao tổn một nửa, bọn họ hạ tộc trăm năm qua, đều không có bị qua lớn như thế tổn thất. Cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu cả kinh đầy mắt kinh khủng, không thể không nuốt nước miếng đè xuống rung động trong lòng cùng hoảng sợ. Tô Mục các hạ quả nhiên lợi hại, Tô công tử uy vũ, cốc chính đào bọn họ nghe được một mặt giật mình, lòng tràn đầy phấn chấn khó trách hội giúp bọn hắn, nguyên lai là bị tô mục đánh thảm như vậy, có thể kết giao tô mục, tuyệt đối là bọn họ đời này lớn nhất may mắn. Vốn là ta cũng phải chết, nhưng tô mục lưu ta một mạng, là để cho ta cho các ngươi truyền lời. Hạ phi đào lạnh lùng mở miệng, quét cốc chính đào bọn họ năm người liếc một chút, tiếp tục nói. Nhưng phàm là hoa tộc, đại hoàng tử người cùng người nhà họ cốc, chúng ta cũng không thể động. Muốn là động, hắn liền sẽ để tất cả chúng ta đều đi không ra nơi này. Cuồng vọng, cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu nghe xong nhịn không được gầm thét, quả thực cuồng vọng cùng cực. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp bọn họ, tô mục là cái thứ nhất. Nhưng bọn hắn còn không phải không để mình bị đẩy vòng vòng, bọn họ đối sách đã sử dụng hết, tô mục còn thật có đem bọn hắn giết hại sạch sẽ năng lực. Một hạ tộc thiên kiêu mặt đen lên, không tình nguyện lấy ra nội đan, ném cho cốc chính đảo bọn họ. Lần này là hiểu lầm, chớ để ở trong lòng, do dự một chút, hắn còn lấy ra một bình liệu thương đan cho cốc chính đảo bọn họ, miễn đến bọn hắn đi tô mục chỗ đó cáo trạng. Các ngươi mau chóng đi thông báo hắn người, để bọn hắn tất cả chớ động tay. Gặp hắn hai làm coi như không tệ, Hạ Phi đào vội vàng nói, hắn đều tận lực chạy đến, vẫn là kém chút đúc thành sai lầm lớn, chỉ có thể để hai người bọn họ mau chóng đi thông báo hắn người. Đào ca, vậy còn N, ngươi, một người lo lắng nhìn về phía Hạ Phi đào, hiện tại Hạ Phi đào cũng là một tên phế nhân, tại bí cảnh bên trong là nguy cơ trùng trùng một mình hắn khẳng định đi không ra bí cảnh ta hạ phi đào tự diếu cười một tiếng khoát khoát tay liền xoay người rời đi ta nhìn mệnh a à, các ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh đi thông báo hắn người nhìn lấy hạ phi đào bóng lưng cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu cắn răng một cái thì mau chóng rời đi cốc chính đào năm người tiếp nhận nội đan cùng đan dược nhìn lấy hạ phi đào ba người lần lượt rời đi đều ào ào thở phào hiện tại bọn hắn có tô mục che chở bọn họ cũng chỉ cần chuyên tâm đối phó huyễn thú là đủ cái kia hai cái hạ tộc thiên kiêu lấy tốc độ nhanh nhất thông báo hắn tộc nhân đồng thời cảnh cáo vân vị đế quốc những cái kia trăm năm thế gia thiên kiêu để bọn hắn chớ chiêu chọc quốc gia cùng đại hoàng tử người đến mức hoa tộc bọn họ còn không có chiêu chọc tư cách đi qua một vòng cảnh cáo về sau đại hoàng tử cùng quốc gia chúng người sinh tồn hoàn cảnh xác thực tốt không ít nhưng thái trúc hai tộc còn có nhị hoàng tử cùng tam công chúa bọn họ nhưng là không dễ chịu. Vân vị đế quốc người giận lửa cũng nên có cái phát tiết địa phương, tô mục cùng hắn người bọn họ không dám đụng vào, còn không thể đụng hắn người. Bọn họ cơ hồ chỉ cần là cùng thái trúc hai nhà, nhị hoàng tử cùng tam công chúa nhân tướng ngộ, cơ bản cũng là xuất thủ đánh một trận, đánh bọn hắn là kêu khổ thấu trời, sau cùng thậm chí chỉ có thể trốn ở trong góc run lẩy bẩy, chờ lấy vân vị đế quốc người rời đi về sau bọn họ mới dám ra đây. Sáu canh giờ rất ngắn, còn không chờ mọi người cảm nhận được rõ ràng thời gian trôi qua, liền đã chỉ còn lại một cái canh giờ. Mà cái này cái cuối cùng canh giờ, chỗ có thiên kiêu đều ăn ý không tiếp tục đi săn giết huyến thú, mà chính là hướng vị trí trung tâm nhất tụ tập. Thần tượng đạo, ngay tại thâm sơn lớn nhất hạch tâm khu vực. Tất cả mọi người là hướng về phía cái này hiếu kỳ nhất ngộ mà đến. Có thể hay không nhất phi trùng thiên, chỉ nhìn lần này. chương 588, thần tượng, thần lực tiếp cận hạch tâm khu vực vị trí, Tô Mục Thông Thiên giản vung lên, chém xuống một đầu triệt địa cảnh 10 tầng huyễn thú. Chờ hắn cầm tới nội đan, khóe miệng không khỏi dương lên. Tương đương với cửu chuyển triệt địa đan, cái này đột phá triệt địa cảnh tầng 8 vững vàng. Tăng thêm trước đó thu hoạch được nội đan, đột phá triệt địa cảnh tầng 8 tuyệt đối là nước chảy thành sông. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi thần tượng đạo. Đem nội đan cất kỹ, hiện tại còn không phải phục dùng thời điểm, hướng về khu hạch tâm xuất phát bạch, tô mục thân hình nhảy vọt, không bao lâu liền đến một chỗ rộng lớn bờ sông trong cốc. Bờ sông trong cốc tụ tập hai đại đế quốc thiên kiêu, nhưng phàm là không chết toàn bộ đến. Hà cốc chung quanh là một cái hình cung vách đá, mà phía trước thì là một cái rộng chừng một trượng thông đạo, mà hai bên lối đi, trưng bày từng tôn thần tượng, tổng cộng có 20 tôn. Mà lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác cũng là cuối thông đạo, phần cuối mới trụ phía trên để đó một cái màu đen giới chỉ, mà chiếc nhẫn này, thì là có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên thần vật. Hừ, Tô Mục vừa mới bước vào thần tượng đạo phạm vi, đột nhiên một cố cường đại uy áp đánh tới, trực tiếp đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng áp chế. Theo uy áp tán đi, Tô Mục thì phát hiện mình chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Trên mặt lóe qua một trận cổ quái về sau, thì thần sắc lạnh nhạt, áp chế lực lượng, cái này tại bí cảnh bên trong rất thường thấy, chính là vì thăng bằng tất cả mọi người, có thể hay không được đến cơ duyên, toàn bằng tự thân bản sự. Tô Mục, nhìn đến Tô Mục, phân vị đế quốc người lập tức nghiến răng nghiến lợi theo dõi hắn, toàn bộ thương lan đế quốc, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ số một địch nhân. Mà Tô Mục nhìn chút ánh mắt giống đạo tình huống sau thì cùng đại hoàng tử bọn họ tụ hợp, nhìn đều không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Tô Mục, không, chỉ có là bọn họ hận Tô Mục, nhị hoàng tử cùng tam công chúa người cũng đối Tô Mục hận thấu xương. Bọn họ hiện tại mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, thủ thương không nhẹ, mà cái này đều là bái tô mục ban tặng. Nếu không phải tô mục buông lời, phân vị đế quốc người làm sao lại bắt lấy bọn hắn khi dễ. Tô huynh, tô công tử, gặp tô mục tới, đại hoàng tử cùng quốc gia còn có hoa tộc người đều chủ động phía trên tới đón tiếp. Tô huynh, đa tạ người chiếu cố, người thế nhưng là giúp chúng ta ra ngụm ác khí A. À. Đại hoàng tử đi đến tô mục trước mặt trước tiên mở miệng, liếc liếc một chút nhị hoàng tử cùng tam công chúa người, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười tô mục đảo mắt nhìn đến nhị hoàng tử cùng tam công chúa mọi người khổ cực bộ dáng nhịn không được vui mừng nhìn đến vân vị đế quốc lửa giận toàn bộ vung đến trên người bọn họ tô huynh ta đến theo ngươi nói một chút thần tượng đạo quy tắc đại hoàng tử không có trì hoãn thời gian bắt đầu chỉ vào trên vách đá những tượng thần kia bình luận nơi này thần tượng lý do đã không rõ ràng nhưng chúng ta đều có thể đi lên thu hoạch được thần tượng tán thành một khi bị thần tượng tán thành về sau liền sẽ thu hoạch được thần lực cái kia cái lối đi mới thật sự là thần tượng đạo chúng ta chỉ có dựa vào lấy thần lực mới có thể vượt qua tô mục hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn trên vách đá những tượng thần kia nhìn đến có thể hay không cầm tới chiếc nhẫn kia chỉ cùng thu hoạch được thần lực nhiều ít tương quan tiến vào thần tượng đạo về sau hai bên thần tượng đều sẽ phát động công kích một khi chịu không được lời nói muốn lập tức đi ra bằng không đem về bị những tượng thần kia đánh thành thịt nát đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị thần tượng đạo bên trong xa so những cái kia huyễn thú còn muốn hung hiểm cắt không có khả năng lỗ mãng tô huynh chúng ta đi trước câu thông thần tượng chỉ cần nhìn chúng cái nào tòa thần tượng đem tay đặt ở thần tượng phía trên là đủ nơi này cơ duyên cũng không chỉ là chiếc nhẫn kia chúng ta tiếp nhận thần lực càng nhiều thân thể cơ sở cũng là có thể vượt mạnh nhưng phàm là tiếp nhận hết thần lực người ra ngoài về sau cơ bản đều là thiên phú gia tăng đột phá thông thiên cảnh càng thêm dễ dàng tô mục trong lòng khẽ nhúc nhích còn có chỗ tốt này khó trách vân vị đế quốc người không tiếp đại giới cũng muốn tới tham gia cuộc đi săn mùa thu. bá bá bá, tại bọn họ nói chuyện thời điểm đã có không ít người phóng tới trên vách đá thần tượng bắt đầu câu thông thần tượng thu hoạch được thần lực. câu thông nhanh, không đợi tô mục có hành động, thần tượng nghi tâm thì bắn ra một đạo xài sạch đánh vào câu thông người thể nội. ầm, um, theo đệ nhất nhân rơi xuống đất, mặt đất đều trực tiếp đập ra một cái hố to. T, mọi người thấy thất kinh, cảm thụ lấy hắn trên thân lực lượng càng là líu lưỡi. Lực lượng tăng lên đi thẳng đến triệt địa cảnh 6 tầng. Thần lực quả nhiên cường đại, không có gì ngoài tu vi bên ngoài còn có thể đem thân thể tăng lên tới khủng bố như thế trình độ. Không biết chúng ta thu hoạch được thần lực về sau thực lực có thể tới trình độ nào. Không có câu thông thần tượng người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng là triệt địa cảnh 6 tầng, nếu là bọn họ không thể tăng phúc đến triệt địa cảnh 6 tầng trở lên, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ cơ duyên. Bành, tiếp lấy cái thứ hai câu thông thần tượng người nhảy xuống, mặt đất đều là chấn động. Thương lan người đế quốc nhìn đến, sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Cái thứ hai câu thông thần tượng người là hạ tộc thiên kiêu, hắn thực lực tăng phúc trực tiếp đạt tới triệt địa cảnh tầng 8, sau nguyên bản tu vi chỉ là thấp một cảnh giới. Cái thứ nhất chỉ là tăng phúc đến triệt địa cảnh 6 tầng, có thể trực tiếp cùng cơ duyên nói tạm biệt. Mà cái này, cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Cái kia hạ tộc thiên kiêu bế ngạo nhìn lấy tất cả mọi người, phảng phất đang nói, hắn mới là mạnh nhất. Cái này khiến thương lan người đế quốc càng là khó chịu, cắn răng trong lòng âm thầm thề. Chấm, trong chúng ta nhất định muốn có người tăng phúc đến triệt địa cảnh tầng 8 trở lên. Đây là chúng ta cơ duyên, tuyệt không bị vân vị đế quốc cướp đi. Thần tượng đạo nhiều năm như vậy đều không người được đến bên trong cơ duyên, nếu là bị vân vị đế quốc người cướp đi, vậy bọn hắn toàn bộ thương lan người đế quốc đều muốn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Bành, rất nhanh, Người thứ ba nhảy xuống, Thương Lan Đế quốc mọi người thấy đều thần sắc vui vẻ, đây là hoa tộc Thiên Kiêu. Có thể tiếp lấy nhìn đến hoa tộc Thiên Kiêu sắc mặt nhìn không tốt, lại cảm thụ hắn thực lực, trên mặt mọi người vui sướng trong nháy mắt biến mất, đường đường hoa tộc Thiên Kiêu, thông qua thực lực tăng phúc thế mà chỉ có triệt địa cảnh tầng 5. Vân vị Đế quốc người ngay ở chỗ này nhìn lấy, có thể nói là mất mặt xấu hổ. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, vách đá trước đó đế chủ cùng nghe thường công chúa tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, nhìn đến trăng tròn dâng lên về sau, tất cả mọi người nhìn về phía đế chủ. Đế chủ liếc mắt một cái trăng tròn, chuyển tay theo trong túi chữ vật móc ra một mặt gương đồng, ném về không trung. Ông, ánh trăng chiếu xa tại trên gương đồng, gương đồng trong nháy mắt đứng im trên không trung, sau đó bắn ra ra một cái to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong, chính là thần tượng đạo tình cảnh, có thể rõ ràng nhìn đến tô mục mọi người mặt này gương đồng lần thứ nhất dò xét bí cảnh lúc mang ra có thể tại bí cảnh mở ra ngày tiếp nhận ánh trăng chiếu xạ chiếu dọi ra bí cảnh chi bên trong tình hình nhưng thông qua gương đồng chỉ có thể nhìn thấy thần tượng đạo tình hình bất quá cũng đầy đủ thần tượng đạo mới là bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên nội đan chỉ có thể cổ vũ thực lực tăng trường thiên phú chỉ có tượng thần đạo cơ duyên mới có thể để cho người nhất phi trùng thiên hai đại đế quốc cường giả đều nhìn chằm chằm màn sáng tại nhìn đến hạ tộc thiên kiêu tiếp nhận thần lực về sau, đỉnh đầu xuất hiện một cái kim sắc tám chữ lúc, nghe thường công chúa trong lòng mọi người đều là phấn chấn không thôi. Mỗi một cái tiếp nhận hết thần lực người, đều có thể thông qua màn sáng nhìn đến thực lực bọn hắn tăng phúc, tám chữ thì đại biểu cho triệt địa cảnh tầng 8. Mà triệt địa cảnh trở xuống, thì là không biểu hiện số lượng từ, bất quá từ khi bí cảnh mở ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thực lực tăng phúc đến không triệt địa cảnh người, rốt cuộc đi vào, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Tiếp lấy nhìn đến hoa tộc thiên kiêu thực lực tăng phúc chỉ có triệt địa cảnh tầng 5, nghe thường công chúa mọi người trực tiếp bật cười, quay đầu trêu tức nhìn về phía đế chủ mọi người, đây chính là các người ẩn thế gia tộc thiên kiêu. Thật đúng là yếu a à. bệ hạ, nhìn đến quý quốc ẩn thế gia tộc thiên kiêu, không được tốt lắm a à. Đế chủ mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi, muốn là trăm năm thế gia thiên kiêu tăng phúc chỉ có như thế một điểm bọn họ còn có thể tiếp nhận, Hoa tộc thiên kiêu đều chỉ có điểm ấy tăng phúc, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tô mục đi lên, đế chủ mọi người nhìn lấy màn sáng, ánh mắt chấp động, sắc mặt trong nháy mắt biến tốt. Cùng gửi hy vọng ở hoa tộc thiên kiêu, còn không bằng đem hy vọng đặt ở cái này luôn luôn sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi trên thân. Nhưng nếu là liền tô mục đều làm không được lời nói, vậy bọn hắn thương lan đế quốc thì tổn thất nặng nề, đem triệt để trở thành trò cười. chương 589, Thể võ giả tăng phúc nhìn lấy tô mục nhảy lên vách đá, nghe thường công chúa thần sắc nhất thời biến đến khẩn trương lên, tô mục tên yêu nghiệt này, đã không phải lần đầu tiên xấu nàng chuyện tốt, cứu trở về đế chủ, trợ giúp hoa tộc thiên kiêu, hại nàng tổn thất đại lượng biên cương bản đồ, lần này tuyệt không thể xấu nàng chuyện tốt. Thần tượng đạo bên trong, đại hoàng tử mọi người nhìn lấy tô mục cũng đều vô cùng khẩn trương, bọn họ ngay cả mình đi câu thông thần tượng đều mặc kệ, nhất định muốn nhìn lấy tô mục câu thông hết thần tượng mới có thể yên tâm không chỉ có là bọn, họ, vân vị đế quốc người đều ngưng trọng nhìn lấy tô mục, đối bọn hắn mà nói lớn nhất đại biến số cũng là tô mục, nhìn đến tô mục đi lên, trong lòng bọn họ đều là tâm thần bất định không thôi, e sợ cho tô mục lần nữa nghiền ép bọn họ. Bạch, tô mục tùy ý chọn tuyển một bức tượng thần, nhảy tới đưa tay đặt tại thần tượng phía trên. Một lát sau, trong lòng nhất động, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, có du tẩu một cái chu thiên xu thế cái này khiến tô mục trong lòng không vui để lạ lẫm lực lượng đến thể nội du tẩu đây vốn chính là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình còn có một loại bị người xa lạ xâm chiếm lãnh địa cảm giác bất quá vì thu hoạch được thần lực vì được đến chiếc nhẫn kia hắn vẫn là nhịn xuống ngay tại cỗ lực lượng này chuẩn bị tiến vào kiếm mạch lúc bị cản lại tô mục nội thị đến tình huống này khóe miệng không khỏi dương lên hắn ám mạch là từ hỗn độn tiên pháp chế tạo thôn vệ thiên tôn thần hồn mà rèn đúc ngang ngửa thiên tôn lãnh địa. Ngoại lai lực lượng muốn đi vào hoặc là xâm lấn, thấp hơn thiên tôn thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không lát nữa vì vậy mà không cách nào thu hoạch được thần lực tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, cái kia đạo lực lượng hướng mấy lần đều không thể tiến vào ám mạch về sau, liền hưng phấn lên. Giờ phút này thần tượng cũng phát sinh dị biến, tô mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần tượng song đồng, vậy mà sáng lên hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Đây coi như là tán thành ta sao, Tô Mục khóe miệng lại lần nữa dương lên, muốn so tư chất, nơi này bất kỳ người nào đều không thể so sánh với hắn. Thần tượng hội càng thêm tán thành hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ông, thần tượng tán thành Tô Mục về sau, không có không keo kiệt, nghi tâm trong nháy mắt bắn ra lực lượng cường đại cho Tô Mục. Mọi người thấy, trên mặt đều hiện lên kinh hãi, cái này thần lực, muốn vượt qua trước đó tất cả mọi người. Chỉ là nhìn xài sạch độ sáng cùng độ rộng cũng đủ để phán đoán, cỗ này thần lực, tuyệt đối là vô cùng cường đại chỉ sợ có thể đem tô mục thực lực tăng phúc tăng lên tới thông thiên cảnh trở lên đây là vô cùng đáng sợ tăng phúc bọn họ tất cả mọi người trực tiếp không có cùng tô mục cạnh tranh tư cách bí cảnh bên ngoài đế chủ mọi người thấy cái kia đạo rõ ràng càng sáng hơn càng to xài sạch đánh vào tô mục thể nội cùng đại hoàng tử bọn họ một dạng đều là lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong mà vân vị đế quốc mọi người sắc mặt thẳng chìm xuống đáng giận nghe thường công chúa càng là tức giận đến cắn răng tô mục quả thực chính là nàng khắc tinh khắp nơi xấu nàng chuyện tốt trước tượng thần tô mục tiếp nhận hết thần lực đồng thời không cảm giác khó chịu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể lực lượng đang nhanh chóng tăng cường nhưng dần dần hắn cũng cảm giác được không thích hợp cỗ lực lượng này tại cải tạo thân thể ta đây là thể võ giả tu luyện phương thức tô mục trong nháy mắt minh bạch vì sao thần lực có thể lớn như vậy hạn độ tăng cường thân thể lực lượng bởi vì cái này căn bản là thể võ giả lực lượng có thể đem tất cả tiếp nhận thần lực người chế tạo thành nửa cái thể võ giả đương nhiên đây là chuyện tốt thể võ giả hệ thống có thể là phi thường cường đại tồn tại đồng thời thể võ cùng nguyên võ cùng tồn tại có thể mức độ lớn nhất khai quật tiềm lực đối với người khác là chuyện tốt nhưng đối với tô mục mà nói vậy coi như là chuyện xấu thể võ giả là lợi hại nhưng hắn tu luyện là hỗn độn tiên pháp về sau đem muốn thành tựu hỗn độn thể trở thành thể võ giả, ngược lại là tại giảm xuống tự thân tiềm lực, thành tựu có hạn. Loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình, Tô Mục còn không có hồ đồ đến loại trình độ đó. Lập tức ba điều ám mạch vận chuyển, trực tiếp đem cỗ lực lượng này khu trục ra thể nội. Thần tượng song đồng ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, phảng phất là hoảng hốt. Răng rác, theo thần lực đánh lại, thần tượng trực tiếp nứt ra. Bạch, nhìn lấy tô mục thân hình chuyển một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thương lan ngư. Ở đế quốc trong lòng kích động, càng căng thẳng hơn nhìn lấy tô mục. Có thể làm bọn hắn cảm thụ tô mục thân thể phía trên khí tức lúc, trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết. Không có chút nào khí tức, không cảm giác được một chút lực lượng cường đại. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên không thể tin, thì liền vân vị đế quốc người cũng không ngoại lệ. Rõ ràng có thần lực đánh vào trong cơ thể hắn, làm sao lực lượng không có tăng phúc. Thần tượng không phải tán thành hắn sao, làm sao lại biến thành dạng này. Bí cảnh bên ngoài, đế chủ tất cả mọi người là sướng sờ, ngay sau đó trên mặt xuất hiện bối rối cùng lo lắng, bọn họ cũng không biết đây là cái gì tình huống, nhưng nếu như tô mục đều không thể làm đến siêu việt hạ tộc, vậy bọn hắn thì hết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia đạo thần lực vì cái gì không có giúp hắn tăng cường thực lực. Đế chủ trong lòng gấp đến độ nộ hống, quay đầu nhìn sang một bên thông thiên cảnh cường giả, trên mặt hiện lên lệ khí, giải đáp cho hắn một chút. Những cái kia thông thiên cảnh một cái dùng mình, hai mặt dò xét ai cũng không dám mở miệng không có người biết đây là cái gì tình huống mà loại này quỷ dị tình huống cũng là từ bí cảnh mở ra đến nay đầu như nhau nghe thường công chúa bọn họ một trận không thể tin về sau thì là nét mặt biểu lộ nụ cười yêu nghiệt nhất tô mục thế mà được đến thần lực không dùng quả thực hả hê lòng người lần này thần tượng đạo lớn nhất đại cơ duyên nhất định là thuộc về bọn hắn vân vị đế quốc bí cảnh bên trong vân vị đế quốc người đều là thở phào sau đó cao hứng không thôi bọn họ trực tiếp liền thiếu đi một cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thương Lan người đế quốc, sắc mặt rất khó coi, thì liền nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều là như thế, thì coi như bọn họ lại thế nào hận Tô Mục. Tô Mục dù sao cũng là bọn họ Thương Lan người đế quốc, muốn là thần tượng đạo cơ duyên bị vân vị đế quốc cướp đi, bọn họ như cũ sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Hắn không phải song sinh mệnh phủ sao, tại sao có thể như vậy, tam công chúa nghi hoặc thì thào, ngay sau đó lắc đầu cười lạnh, dạng này cũng tốt. Tô Huynh, đây là có chuyện gì? Đại hoàng tử nhịn không được đi lên lo lắng hỏi, Tô Mục là bọn họ lớn nhất hy vọng, hắn cũng hy vọng Tô Mục có thể được đến cơ duyên. Ở đáy lòng hắn, dựa vào người khác căn bản là không đáng tin cậy. Chính hắn, càng là kém Tô Mục quá xa, Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, cũng không có giải thích. Cái này có thể để đại hoàng tử gấp đến độ nhảy dựng lên, không có đạt được thần lực tăng phúc, có thể không chỉ là không chiếm được cơ duyên đơn giản như vậy. Tô Huynh, nhưng phàm là được đến thần lực đột phá thông thiên cảnh càng thêm dễ dàng tiền đồ cũng càng thêm rộng lớn người cái này đại hoàng tử không hề tiếp tục nói hắn cũng không biết nên nói như thế nào nhiều người nhìn như vậy tô mục sẽ bị nhận định tiềm lực hao hết khó có thành tựu về sau tô mục muốn tại hoàng cương nam vực đứng vững gót chân đó là muôn vàn khó khăn thì liền thanh chỉ học cung đều tiến vào không ông 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 ngay tại lúc này Thần tượng đạo bên trong bất chợt tới sinh biến cố, toàn bộ thần tượng đạo đều phát sinh nhỏ nhẹ chấn động. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn một cái, mặt trong nháy mắt hiện lên bối rối. Chỉ thấy trên vách đá chỗ có tượng thần, song đồng tất cả đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Phảng phất cực độ khát vọng có người lấy được đến bọn hắn thần lực. Phốc, thế mà, đứng tại thần tượng mặt trước chuẩn bị tiếp nhận thần lực người, lại trực tiếp bị thần tượng chi lực đánh bay, trùng điệp ngã trên mặt đất đẫm máu. Bọn họ Bọn họ tại tán thành người nào? Trời ạ, à, là ai có thể thu hoạch được chỗ có tượng thần tán thành? Mọi người thấy một màn này, da đầu cũng bắt đầu run lên, đều nhanh muốn điên. Đến tột cùng là cái gì quái thai, có thể thu hoạch được chỗ có tượng thần tán thành, để bọn hắn tranh giành muốn đoạt lấy cho thần lực. Mà nhiều như vậy tôn thần tượng thần lực ra chỉ tại trên người một người, thật là là như thế nào khủng bố. Hiệu quả, chương 590, khát vọng nhận chủ. Cái này, bí cảnh bên ngoài đế chủ mọi người thấy cảnh này triệt để kinh hãi từ bí cảnh mở ra đến nay còn chưa bao giờ phát sinh qua loại tình huống này vô luận là ai vô luận là cái gì thiên kiêu có thể thu hoạch được thần tượng tán thành cũng đã là cực kỳ không dễ đừng nói toàn bộ tán thành thì liền hai tôn thần tượng tán thành cùng một người tình huống đều chưa từng xuất hiện bọn họ vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt có thể gây nên như thế thần tích nghe thường công chúa mọi người càng là sắc mặt đại biến như là tên yêu nghiệt này quái tài là bọn họ đế quốc cái kia tất cả đều dễ nói chuyện nhưng muốn là thương lan đế quốc lời nói vậy bọn hắn thì nguy đã cái này trời yêu nghiệt kỳ tài không phải người của mình vậy thì nhất định phải ách giết từ trong trứng nước bí cảnh trong ngoài người một trận chấn kinh cùng mê mang về sau trong óc cùng nhau hiện lên một cái tên người chữ tô mục có phải hay không là hắn trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt thì toàn bộ rơi vào tô mục trên thân có thể gây nên như thế kỳ quan trừ tô mục bọn họ thực sự là nghĩ không ra hắn người có thể làm bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía tô mục lúc lại phát hiện tô mục thần sắc lạnh nhạt tựa hồ hoàn toàn không liên quan hắn không phải hắn mọi người càng thêm nghi hoặc có thể tiếp lấy chỗ có tượng thần hai mắt bên trong ánh sáng màu đỏ biến mất về sau bọn họ cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều chỉ coi là sợ bóng sợ gió một trận hẳn là thần tượng đạo xuất hiện rối loạn dù sao cũng là không biết tồn tại bao nhiêu năm bí cảnh ra chút vấn đề cũng bình thường không sai chúng ta vẫn là đừng nghĩ đoán mò tất cả mọi người đem vừa mới sự tình không coi là việc to tát hai nước thiên kiêu cũng đều tiếp lấy tiếp tục câu thông thần tượng đại hoàng tử thu hồi ánh mắt ánh mắt phức tạp nhìn tô mục liếc một chút bất đắc dĩ lắc đầu vỗ vỗ tô mục bả vai sau cũng đi câu thông thần tượng hoa tộc thiên kiêu cùng cốc ra mọi người cũng đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy tô mục sau đó tiếc hận lắc đầu đều đi câu thông thần tượng Hiện tại Tô Mục không cách nào gánh chịu thần lực đã thành sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hết sức đánh cược một lần. Tô Mục từ đầu đến cuối đều không nói gì thêm, vừa mới thần tượng tập thể tán thành, đương nhiên là bởi vì hắn, nhưng coi như lại tán thành hắn cũng không dùng. Một bức tượng thần tán thành, vẫn chỉ là đem hắn biến thành nửa cái thể võ giả, chỗ có tượng thần tán thành, chính là muốn đem hắn biến thành triệt triệt để để thể võ giả. Để đó hỗn độn thể không muốn lại lựa chọn thành vì một cái thể võ giả. Tô Mục còn không có ngu đến mức tình trạng kia, coi như chiếc nhẫn kia trọng yếu đến đâu, hắn cũng không đáng. Ừm, ngay tại hai nước thiên kiêu nắm chặt thời gian câu thông thần tượng thời điểm, Tô Mục đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía thần tượng đạo bên trong, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Chỉ thấy thần tượng đạo bên trong trụ vuông phía trên, màu đen giới chỉ đột nhiên nhảy lên. Tựa hồ là bởi vì hưng phấn, là bởi vì khát vọng, không biết tồn tại bao nhiêu năm đều không người được đến màu đen giới chỉ vậy mà tại khát vọng tô mục trở thành chủ nhân hắn chỉ tiếc tất cả mọi người đang chăm chú câu thông thần tược không người thấy cảnh này bằng không đem về bị hoảng sợ gần chết tô mục ánh mắt lấp lóe trầm ngâm một lúc sau đều có chút nhìn không thấu chủ động nhận chủ cái này chứng minh chiếc nhẫn kia có linh trí cái này tất nhiên là hiếm có bảo vật nhưng hắn hiện tại không có thu hoạch được thần lực tăng phúc dựa theo đại hoàng tử thuyết pháp hắn đi qua cũng là bị trùy chết kết cục, mạo hiểm quá lớn. Trừ phi, phanh 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 phanh, hai nước thiên kiêu không ngừng câu thông thần tượng, tuần tự rơi xuống đất. Vân vị đế quốc thiên kiêu, thực lực tăng phúc cơ bản đều tại triệt địa cảnh tầng 5 trở lên, thương lan đế quốc bên này tuy nhiên. N ra mấy cái cái ngoài ý muốn, nhưng thực lực cũng cơ bản có thể cùng vân vị đế quốc ngang hàng. Bí cảnh bên ngoài, đế chủ mọi người thấy tình huống này đều là thở phào, tuy nhiên tô mục để bọn hắn triệt để thất vọng, nhưng hắn người biểu hiện đều rất không tệ. Dù là chưa từng xuất hiện nghiền ép vân vị đế quốc người, nhưng bọn hắn nhân số xa so với vân vị đế quốc hơn rất nhiều. Hy vọng, vẫn như cũ rất lớn. Hiện tại, giờ đến phiên nghe thường công chúa bọn họ khẩn trương. Bí cảnh bên trong, tất cả thu hoạch được thần lực thiên kiêu toàn bộ đứng tại thần tượng đạo trước, bắt đầu tranh đoạt cơ duyên. Nhưng là thật lâu đều không người đi lên, bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần, bọn họ đều chỉ là nghe nói thần tượng đạo đáng sợ, nhưng không có người tận mắt chứng kiến đến, lại không người đích thân thể nghiệm qua. Thân thể là thiên kiêu, 10 năm trưởng thành khoảng cách không thể bảo là không lớn, có thể tham gia một lần cuộc đi săn mùa thu cũng đã là không tệ, thậm chí vận khí không tốt còn muốn bỏ lỡ. Có lúc, trưởng thành quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Ta tới trước đi, cuối cùng hoa thiên vũ đứng ra đánh vỡ bình tĩnh, hắn cũng là thực lực kia chỉ tăng phúc đến triệt địa cảnh tầng 5 người, ngược lại hắn không có thu hoạch được cơ duyên hy vọng, chẳng bằng giúp hắn người thăm dò đường. Bạch, Hoa Thiên Vũ nhảy vào thần tượng đạo bên trong, mọi người thấy lập tức nín hơi ngưng thần, một khắc cũng không dám chuyển khai ánh mắt. Bạch, Hoa Thiên cùng hít sâu một hơi, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bạo sông đi vào. Âm ầm trong nháy mắt, hàng thứ nhất hai bên thần tượng, huy quyền đánh hướng Hoa Thiên Vũ, cánh tay vô hạn kéo dài. Uống, Hoa Thiên Vũ nhìn đến cự quyền đánh tới, đồng tử co rụt lại, trực tiếp dọa đến ngạt thở thần tượng công kích nhanh đến vượt qua hắn tưởng tượng làm sao sẽ mạnh như vậy ầm um, cuối cùng hoa thiên vũ liền một quyền đều không có chống qua trực tiếp liền bị đánh ra thần tượng đạo thần tượng đạo bên ngoài mọi người thấy cả kinh về sau vừa lui nhìn lấy hoa thiên vũ trùng điệp đập tại trước mặt trực tiếp ngất đi ánh mắt đều là chừng một cái vẫn chỉ là hàng thứ nhất thần tượng thiếu chút nữa bị đánh chết quá quá mạnh đi nhanh như vậy tốc độ người nào tránh thoát được làm sao cùng truyền thuyết bên trong, không giống nhau. Mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, cái này cùng bọn hắn trước đó nhận được tin tức, hoàn toàn không giống. Căn cứ trước đó tham gia cuộc đi săn mùa thu nhân khẩu thuật, hàng thứ nhất thạch tượng uy lực công kích tương đương với triệt địa cảnh tầng 3, mỗi tiến lên một hàng, uy lực công kích thì sẽ tăng lên một cảnh giới. Đến hàng cuối cùng, uy lực công kích tương đương với thông thiên cảnh tầng 2. Mà kỳ trước cuộc đi săn mùa thu, thu hoạch được thần lực gia trì người người, có thể đạt tới thông thiên cảnh đều lác đác không có mấy, cho nên mới sẽ không người cầm tới thần tượng đạo cơ duyên. Có thể tình huống bây giờ triệt để biến, chỉ là hàng thứ nhất, công kích tốc độ cùng uy lực thì đạt tới triệt địa cảnh 6 tầng. Trực tiếp gấp bội, muốn là tăng lên quy tắc không có thay đổi, đến hàng cuối cùng thần tượng, uy lực công kích thì tương đương với thông thiên cảnh tầng 5. Mọi người khó khăn nghĩ thầm, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Muốn là tăng lên quy tắc không có thay đổi, bọn họ người nào cũng đừng nghĩ cầm tới chiếc nhẫn kia. Không có đạo lý, bí cảnh tồn tại cái này lâu như vậy, không có khả năng đột nhiên cải biến quy tắc. Cần phải chỉ là sách cao cánh cửa mà thôi, dù sao lấy hướng, thế nhưng là rất ít xuất hiện tăng phúc chỉ có triệt địa cảnh tầng 5 người. Trong lòng mọi người không ngừng từ ta an ủi, mà vân vị đế quốc người, thì là mỉa mai nhìn hướng hoa thiên vũ cùng mặt khác hai cái đồng dạng chỉ có triệt địa cảnh tầng 5 người. Trong mọi người, cũng chỉ có thương lan đế quốc ba người tăng phúc chỉ ở triệt địa cảnh tầng 5. Thương lan người đế quốc nhìn đến vân vị đế quốc trên mặt mọi người mỉa mai, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng cũ. Ân không tiện nói gì, bọn họ lần này lót đáy đúng là yếu lạ thường, thần tượng đạo bởi vậy tức giận sách cao cánh cửa, hoàn toàn bình thường. Nhưng bọn hắn thật chẳng lẽ muốn đem cơ duyên chắp tay nhường cho. Đám người sau lưng, tô mục nhìn lấy lại là mặt mũi tràn đầy quái dị, chỉ là đột nhiên sách cao cánh cửa, chỉ sợ là tổng thể đề cao đi, đây không phải là muốn đem cơ duyên cho ta, đây quả thực là muốn mạnh mẽ đem cơ duyên kín đáo đưa cho hắn, theo hắn tranh đoạt cơ duyên người, từng cái đập chết, tám hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 591, dám xông vào, đập chết, nhìn đến, thần tượng đạo rõ ràng là không muốn đem cơ duyên cho các ngươi a à. một lát sau vân vị đế quốc người đắc ý dương dương mở miệng phảng phất đối chiếc nhẫn kia nhất định phải được chính mình bất tranh khí thật không thể trách ai được nói một cái hạ tộc thiên kiêu đứng ra khinh thường quét thương lan đế quốc mọi người lướt một chút phảng phất tại nói các ngươi thì nhìn cho thật kỹ hắn là làm sao cầm tới cơ duyên đi thương lan người đế quốc đều trầm mặc không có mở miệng cũng không ai dám phía trên bạch, cái kia hạ tộc thiên kiêu thu hồi ánh mắt, nhìn lấy thần tượng đạo phần cuối mới trụ thượng huyền sắc giới chỉ, trong mắt lóe lên một vệt nóng rực đằng sau lưng hình thì bạo lao ra. Âm ầm hàng thứ nhất thần tượng lập tức vung lên cự quyền, trái phải giáp công. Âm ầm cái kia hạ tộc thiên kiêu lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát, hai cái cự quyền đụng vào nhau, vang lên kịch liệt oanh minh. Nhìn lấy cái kia hạ tộc thiên kiêu thành công xông qua hàng thứ nhất, tiếp tục xông về phía trước, phân vị đế quốc người khóe miệng đều là dương lên, nhìn đến cơ duyên lập tức liền sẽ thuộc về bọn hắn đế quốc. Thương Lan người đế quốc sắc mặt lại lần nữa khó coi, cắn răng ánh mắt biến đến sắc bén, chỉ cần cái kia hạ tộc thiên kiêu có thể xông qua hàng thứ ba, bọn họ lập tức liền sẽ động tác. Âm ầm, hàng thứ hai cử quyền xuất kích, vẫn là bị cái kia hạ tộc thiên kiêu thuận lợi tránh thoát. Vân vị đế quốc người nụ cười trên mặt càng nhiều, Thương Lan đế quốc thiên kiêu đã bắt đầu chuẩn bị xông thần tượng đạo. Bạch, oanh, đến hàng thứ ba, cử quyền đánh tới, cái kia hạ tộc Thiên Kiêu rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Tương đương với triệt địa cảnh tầng 8 công kích, không chỉ có là cánh cửa đề cao, tăng lên quy tắc một chút đều không có thay đổi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, trong lòng của hắn bắt đầu sinh lui lại tâm tư, nhưng thần tượng cự quyền đã đánh tới, hắn đã lui không thể lui. Ầm, um, ầm um, ầm, um, may mà là, cái này hạ tộc Thiên Kiêu chỉ bị một cái cự quyền đánh trúng, bay về phía trước ra ngoài. Phốc, nhưng bất hạnh là dù là hắn chỉ là bị chịu một chút, cũng thụ thương không nhẹ, trực tiếp thổ huyết. Đáng giận, quỳ một chân trên đất, cái này hạ tộc thiên kiêu nhìn lấy phía trước còn có bảy hàng thần tượng, sắc mặt tái xanh, dựa theo cái này tăng lên quy tắc đi xuống, tiếp theo hàng cũng là triệt địa cảnh 9 tầng uy lực công kích. Triệt địa cảnh tầng 8 uy lực công kích hắn đều không thể hoàn toàn tránh thoát, hàng thứ tư tử vong tỷ lệ, cực lớn. Tăng lên quy tắc không thay đổi, vân vị đế quốc mọi người thấy nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, trong mắt dâng lên kinh khủng, cánh cửa đề cao thì thôi, tăng lên quy tắc còn không có đổi thì quá kinh khủng, hàng cuối cùng thần tượng uy lực công kích tương đương với thông thiên cảnh tầng 5, căn bản liền không khả năng có người xông qua được đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thương lan người, các người người nào đến nói một chút đây là có chuyện gì? Vân vị đế quốc người bất mãn hỏi hướng thương lan đế quốc mọi người, bọn họ hoài nghi là thương lan đế quốc dở cho quỷ, cố ý không muốn để cho bọn họ được đến cái này lớn nhất đại cơ duyên. Thương Lan đế quốc mọi người trầm mặt, không có người lên tiếng. Bọn họ phía trên nào biết được đi, bệ hạ, thần tượng đạo vì sao lại phát sinh như thế biến đổi lớn. Bí cảnh bên ngoài, nghề thường công chúa cũng không nhịn được hỏi, nàng cũng hoài nghi là Thương Lan đế quốc dở cho quỷ, không phải vậy nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi quy tắc, làm sao lại vô cớ phát sinh biến hóa. Đế chủ không có trả lời, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía sau mặt đại thần cùng các cường giả, nhưng bọn hắn không có người nào có thể trả lời. Dạng này cũng tốt, đế chủ thất vọng thu hồi ánh mắt, tâm niệm phức tạp về sau thầm nghĩ trong lòng, như thế tới nói thì người nào cũng không chiếm được cơ duyên kia. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, gặp hắn không lên tiếng, nghe thường công chúa trong lòng càng thêm khẳng định, đây chính là thương lan đế quốc dở cho quỷ. Bọn họ đến bạn thăm thương lan đế quốc, cuối cùng mục đích chính là vì hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, sớm nỗ lực đắt đỏ đại giới tình huống dưới, cái gì đều không được đến trước hết cắt nhường thật vất vả được đến biên cương bản đồ nếu như ngay cả cơ duyên cũng không chiếm được lời nói bọn họ thì mất hết vốn liếng nàng lại không biết nàng chỗ có tổn thất đều là tô mục một người đưa đến nhưng nàng không có chứng cứ cái này người câm thua thiệt chỉ có thể coi là ăn chắc bí cảnh bên trong đứng tại thần tượng đạo trước hai nước thiên kiêu nhìn lấy thần tượng đạo trong mắt đều xuất hiện sợ hãi tại tăng lên quy tắc không có thay đổi tình huống dưới bọn họ ai cũng không dám phía trên bọn họ cũng không có khả năng cầm tới lớn nhất đại cơ duyên lương hoa mau ra đây khác lại tiếp tục sông hạ tộc thiên kêu một trận khó khăn lựa chọn về sau ào ào đối dừng lại tại hai hàng khe hở bên trong hạ lương hoa hô lại sông ra đi nhưng là không còn mệnh có thể có được nội đan thu hoạch được thần lực gia trì liền đã không lỗ không cần thiết chôn vùi tính mạng mình hạ lương hoa nhìn lấy phía trước đầy mắt không cam lòng nhưng vì mạng nhỏ nghĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ầm ầm ngay tại hắn quay người chuẩn bị ra ngoài lúc hàng thứ ba thần tượng đột nhiên động lên đến để thân hình hắn trì trệ đây là không cho ta ra ngoài hạ lương hoa thần sắc cứng ngắc, đây là buộc hắn tiếp tục sông chuyện gì xảy ra thần tượng làm sao động sông thần tượng đạo làm sao còn không khiến người ta đi ra thương lan người các ngươi đến tột cùng an cái gì tâm nhanh thả hắn ra nhìn đến tình huống này Phần vị đế quốc người đều giận, thần tượng đạo thì chưa từng có không khiến người ta đi ra quy củ, đây rõ ràng cũng là thương lan người âm mưu. Các ngươi khác ngậm máu phun người, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không biết thần tượng đạo vì sao lại phát sinh loại biến cố này. Thương lan người đế quốc bị chửi chịu không được, ào ào đánh trả. Các ngươi là đầu óc heo sao? Làm phiền các ngươi dùng não tử suy nghĩ thật kỹ chúng ta nếu là có lớn như vậy bản sự thao túng thần tượng đạo, còn đến phiên các ngươi tiến đến cùng chúng ta đoạt cơ duyên. Chúng ta đã sớm lấy đi, nghe nói như thế, phân vị đế quốc người trầm mặc xuống, tựa như là đạo lý này. Lương Hoa, đừng quản nhiều như vậy, mau ra đây. Tiếp lấy hạ tộc thiên kiêu thì lại đối hạ Lương Hoa hô, coi như thần tượng đạo ngăn đón, hàng thứ ba thần tượng uy lực công kích cũng chỉ có triệt địa cảnh tầng 8, khẳng định là có thể yên ổn đi ra, nhiều nhất cũng là thụ bị thương mà thôi. Hạ Lương Hoa hít sâu một hơi, trong mắt trải qua một đạo lệ quang về sau thì bạo lao ra. Hắn cũng không tin, triệt địa cảnh tầng 8 uy lực công kích ngăn được hắn. Ầm ầm, ngỏa tào, có thể sau một khắc hắn thì phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ, cũng đánh giá thấp thần tượng đạo hiểm ác, chỉ thấy hai bên thần tượng đánh tới, uy lực trực tiếp tăng lên tới triệt địa cảnh 9 tầng. Chỉ có triệt địa cảnh tầng 8 thân thể thực lực hắn, căn bản làm không được vượt cấp khiêu chiến. Suốt cuộc, hắn không là hoàn toàn thể võ giả, a à, ầm ầm trong nháy mắt tiếp theo chỉ nghe hạ lương hoa không cam lòng nổ hống vang lên tại kịch liệt oanh minh phía dưới trực tiếp nổ thành xương máu nện thành vụn thịt t hai nước thiên kiêu nhìn đến trong nháy mắt im lặng lông tơ dựng thẳng đây là tại đem bọn hắn vào chỗ chết bức triệt để không muốn để cho bọn họ thu hoạch được cơ duyên tô mục nhìn lấy thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt thì vì đem cơ duyên cho hắn làm ác như vậy cái này hoàn toàn là đem hắn người hy vọng cho sinh sinh bóp chết, đều như vậy, ai còn dám đi sông. Đều làm đến phân thượng này, ta lại không muốn, giống như có chút không còn gì để nói. Tô mục khóe miệng khẽ nhếch cứng rắn nhét tới cơ duyên, lại không muốn, cái kia cũng quá quá phận. chương 592, đi bộ nhàn nhã, nhìn lấy thần tượng đạo bên trong một chỗ máu cặn bá, hạ tộc thiên kiêu nhóm ngốc, bọn họ từ khi đến đế đô, thì chết tại tô mục trên tay bảy cái thiên kiêu, bị phế một cái, hiện tại lại chết một cái. 25 người đến, có thể trở về 16 người liền xem như không tệ. Lương Hoa, một lát sau, hạ tộc thiên kiêu nhóm phát ra đau lòng gào rú. Thương Lan đế quốc mọi người thấy bọn họ liếc một chút, không có ai đi chế diễu, mà chính là đều trầm mặc xuống. May mắn có hạ Lương Hoa cho bọn hắn chặn tay, bằng không chết cũng là trong bọn họ người nào đó. Thỏ chết cáo buồn, nhìn đến cơ duyên triệt để không có duyên với chúng ta, Ai muốn là một mực loại này quy tắc đi xuống là thật đừng nghĩ cầm tới cơ duyên. Tại toàn bộ trong lịch sử thực lực tăng phúc có thể tới thông thiên cảnh đều là lác đác không có mấy, còn có ai có thể thu được cơ duyên? Thương Lan người đế quốc cười khổ lắc đầu, trước kia không có người được đến cái này lớn nhất đại cơ duyên, lấy hậu nhân cũng đừng hòng. Gặp bọn họ đều ủ rũ, phân vị đế quốc người cũng không tiện nói gì, chỉ có bí cảnh bên ngoài nghe thường công chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi những cái kia thiên kiêu còn có thể tự mình thỏa mãn, nhưng đối với nàng mà nói, đây chính là lớn thua thiệt sự tình. Tránh hết ra, một thanh âm ở phía sau nhấp nhô vang lên, mọi người sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy một mực đứng ở phía sau không có lên tiếng tô mục đi tới. Thương lan người đế quốc vô ý thức cho tô mục nhường đường, đồng thời nghi hoặc nhìn lấy hắn, lúc này thời điểm còn muốn làm gì. Các loại tô mục đi đến thần tượng đạo trước thời điểm, bọn họ mới ý thức tới tô mục muốn làm gì hắn muốn sông thần tượng đạo tô huynh tuyệt đối không thể đại hoàng tử cả kinh nhảy một cái vội vàng đi lên giữ chặt tô mục ngươi tu vi bị toàn bộ áp chế đi vào cũng là trắng chịu đau khổ a à. đại hoàng tử nói vô cùng uyển chuyển nói không dễ nghe điểm không có đạt được thần lực ra chỉ tô mục cái này thời điểm đi vào thuần túy thì là chịu chết thì hắn còn muốn sông thần tượng đạo Si muốn cơ duyên muốn điên thật sự cho rằng vẫn là tại bên ngoài tất cả lực lượng đều bị áp chế hắn lấy cái gì xong, lấy mạng sao. Không biết sống chết, vân vị đế quốc người nhìn đến đều là cười lạnh lắc đầu, muốn là lực lượng không có áp chế, bọn họ đều không thể không thừa nhận tô mục có khả năng kia, dù ai cũng không cách nào đi phủ nhận một cái yêu nghiệt. Nhưng bây giờ tất cả lực lượng đều bị áp chế, thân thể lực lượng đều là như thế, chỉ có thần lực tăng phúc mới có thể sử dụng, tô mục lấy cái gì đi xong. Thương lan người đế quốc chính là biết điểm ấy, không chỉ có là đại hoàng tử khuyên tô mục, hoa tộc cùng người nhà họ cốc cũng đều ào ào đi ra khuyên tô mục tô công tử coi như ngươi không có thu hoạch được thần lực gia trì thiên phú không có tăng trưởng cũng không thể cam chịu a à. lấy ngươi thiên phú hoàn toàn không cần đến thần lực đề cao như cũng có thể đột phá thông thiên cảnh thành tựu phi phàm không sai tô công tử người tiềm lực vô hạn tâm thái nhất định muốn để nằm ngang cắt không thể tự coi nhẹ mình hoa tộc cùng người nhà họ cốc quay chung quanh tại tô mục chung quanh là hết lời ngon ngọt đều coi là tô mục là nhìn lấy người khác đều phải đến thần lực tăng phúc trong lòng không thăng bằng cam chịu tô mục nghe được im lặng hắn hội cam chịu mệnh cung hắn bị đào thời điểm đều không có ý nghĩ này hạ tộc chúng thiên kiêu nhìn đến thương lan người đế quốc như thế không muốn để cho tô mục đi chịu chết liếc nhau trong lòng đột ngột sinh ra một kế các ngươi thật sự là có ý tứ tô mục có thể là các ngươi đế quốc lớn nhất yêu nhiệt thiên tài các ngươi thế mà cũng không tin hắn hắn đều sáng tạo nhiều ít kỳ thích lại sáng tạo một cái kỳ thích lại có gì khó các ngươi những thứ này người cũng là không muốn xem lấy hắn tốt trên miệng nói dễ nghe thực các ngươi cũng là ghen ghét đại hoàng tử bọn họ một phen hảo tâm cứ thế mà bị hạ tộc thiên kiêu nói thành là ác ý các ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi thổi gió các ngươi có cái kia so ra mà vượt tô mục nghe lấy cốc chính đào mắng to hạ tộc chúng thiên kiêu lướt nhau khóe miệng đều nổi lên cười lạnh bọn họ so ra kém tô mục là, bọn họ thừa nhận điểm ấy, nhưng đây là tại tiến vào thần tượng đạo trước đó. Hiện tại bọn hắn tất cả đều đi qua thần lực tăng cường, tiền đồ vô hạn, Tô Mục còn lấy cái gì cùng bọn hắn so. Chờ bọn hắn thêm vào thanh trì học cung, Tô Mục chỉ sợ còn lưu tại nơi rách nát này. Các người tất cả im miệng cho ta, có gan các người chính mình đi sông, bớt ở chỗ này nói huyên thuyên. Hoa tử nghiêm bọn họ theo ảo ảo phát tác, muốn là còn dám giật dây, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ coi như tô mục không có thu hoạch được thần lực lại như thế nào. Thì tính toán thiên phú không có gia tăng thì sao, tô mục vẫn là bọn họ bản tốt nhất, là bọn họ ân nhân. Hạ tộc chúng thiên kiêu gặp hoa tử nghiêm bọn họ có động thủ xu thế, đều thức thời im miệng, nhưng đều chiêu thức nhìn lấy tô mục, bọn họ cũng không tin tô mục loại kia cương liệt tính cách, sẽ nhịn được. Các người tránh hết ra, ta không có nguy hiểm, các người yên tâm. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu, tô mục kiên quyết muốn sông thần tượng đạo muốn là ta không vượt qua nổi, hàng thứ nhất là có thể đem ta đánh ra đến, các ngươi chuẩn bị cứu ta là được. Gặp đại hoàng tử bọn họ còn không chịu tránh ra, tô mục chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đại hoàng tử bọn họ lướt nhau, trầm ngâm một chút sau rốt cục tránh ra, lấy tô mục tính cách bọn họ mạnh cản là ngăn không được, còn không bằng dùng loại này điều hòa biện pháp. Tô huynh, người nhất định muốn cẩn thận, đại hoàng tử căn dặn về sau, đối hoa tộc những cái kia thiên kiêu đánh một cái ánh mắt, hơi có gì bất bình thường sức lực, lập tức xuất thủ cứu người. Một đám rác rưởi bí cảnh bên ngoài, đế chủ nhìn đến đại hoàng tử bọn họ thế mà để tô mục đi sông thần tượng đạo, tức giận tới mức tiếp theo long liễn đứng lên, hai mắt phun ra lửa giận. Hắn mặc kệ tô mục tiền đồ thế nào, tô mục là hắn ân nhân cứu mạng, riêng là điểm ấy, thì há có thể cầm tô mục tánh mạng làm trò đùa. Coi như tô mục không có tiền đồ lại như thế nào. Khác thủ đoạn vẫn là tại chỗ đó, chỉ là một cái y đạo cao thủ thân phận, lưu tại trong đế quốc, liền có thể tạo phúc bao nhiêu người giờ phút này đế chủ đều bị đại hoàng tử bọn họ ngu xuẩn cho tức giận đến lửa giận ngập trời nếu không phải tiến vào không bí cảnh hắn đều hận không thể xông đi vào đem tô mục lôi ra đến sau đó hung hăng giáo huấn đại hoàng tử bọn họ một trận muốn là tô mục chết ở bên trong sùng hòa thái tử ngươi cũng đừng hòng làm đế chủ trong lòng quát lạnh đại hoàng tử hôm nay cử động quá mức lệnh hắn thất vọng nghe thường công chúa nhìn đến lại là vui vẻ không thôi tâm tình rất là vui vẻ, thì ngóng trông sau một khắc tô mục bị đánh thành vụn thịt. Bí cảnh bên trong, tô mục tải tất cả mọi người nhìn soi mói đi vào thần tượng đạo, hoa tộc thiên kiêu nhóm gắt gao nhìn chằm chằm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Đi, theo tô mục đi đến hàng thứ nhất thần tượng phạm vi công kích, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người nhìn lấy không khỏi chừng mắt, trong mắt dâng lên không hiểu, cái này còn chưa động thủ. Thần tượng ra trục trặc, hẳn là còn không có triệt để đến phạm vi công kích đi, trong lòng mọi người thì thào, tô mục tiếp tục tiến lên, đi bộ nhàn nhã, giống như du sơn ngoạn thủy. Đến hàng thứ nhất thần tượng chính giữa, thần tượng vẫn là không có công kích. Chúng người thần sắc cứng đờ, có chút mộc, các loại tô mục triệt để đi qua hàng thứ nhất, đến cùng hàng thứ hai khe hở vị trí, thần tượng vẫn không có công kích. Cái này, mọi người thấy, triệt để ngốc, thần tượng vì cái gì không công kích, thần tượng vì cái gì không công kích hắn, thần tượng ra vấn đề. Chương 593, quá phận. Nhìn đến Tô Mục Bình Yên vô sự đi qua hàng thứ nhất, mọi người tập thể lộn xộn. Đây tuyệt đối là gặp quỷ, bí cảnh bên ngoài hai nước cường giả càng là không thể nào hiểu được. Bệ hạ, cái này, đây là cái gì tình huống? Thương Lan đế cúp một cái thông thiên cảnh cường giả khó khăn mở miệng, cuộc đi săn mùa thu cử hành đã bao lâu nay, vẫn là lần đầu phát sinh loại tình huống này. Đế chủ liếc nhìn hắn một cái, hắn phía trên nào biết được đi. Nghe thường công chúa bọn họ càng là mắt trợn tròn, thì coi như bọn họ không phải thương lan người đế quốc, cũng biết thần tượng đạo xưa nay chưa từng xảy ra qua loại tình huống này. Chẳng lẽ, trước đó thần tượng tán thành, là tất cả đều tại tán thành hắn. Nghe thường công chúa trong óc đột nhiên toát ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ, để cho nàng làm run rẩy. Thần tượng đạo đột nhiên xách cao cánh cửa, cũng là bởi vì hắn. Không, không có khả năng, nghe thường công chúa sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, điên cuồng phủ định loại ý nghĩ này, tuyệt không có khả năng, tô mục mới bao lớn tuổi tác, làm sao có khả năng thao túng thần tượng đạo. Tuyệt đối là thần tượng đạo ra vấn đề, bí cảnh bên trong, hai nước thiên kiêu, đã triệt để tê giải, cái này đã đánh vỡ bọn họ vốn có nhận biết. Khẳng định là thần tượng đạo ra vấn đề, xem đi, tuyệt đối sẽ công kích. Hắn đừng cao hứng, tiếp xuống tới chỉ cần có một bức tượng thần công kích, cũng đủ để đem hắn nện thành bánh thịt. Vân vị đế quốc thiên kiêu chết sống cũng không chịu tin tưởng, cho dù là đại hoàng tử bọn họ đều vô pháp tiếp nhận, thần tượng đạo chủ động khiến người ta đi lấy cơ duyên, loại sự tình này căn bản liền không khả năng phát sinh. Nhưng nhìn lấy tô mục càng chạy càng xa, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Đi qua hàng thứ ba, thần tượng vẫn không có công kích. Hai nước thiên kiêu, triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh. Còn không công kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỗ nào ra vấn đề, làm sao chúng ta xông thần tượng đạo công kích thì mạnh như vậy hắn đi vào thì một chút việc đều không có chẳng lẽ hắn là thần tượng đạo truyền nhân không thành hai nước thiên kiêu vô pháp tiếp nhận cũng đều đã kìm nén không được lại nhìn như vậy đi xuống lớn nhất đại cơ duyên liền bị tô mục cho lấy đi khẳng định là thần tượng đạo ra vấn đề chúng ta nhanh hướng lại không hướng cơ duyên liền bị hắn lấy đi vân vị đế quốc thiên kiêu tỷ lệ không nhịn được trước tất cả đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất xông vào thần tượng đạo Xoạt 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 soạt, tiếp lấy là nhị hoàng tử cùng tam công chúa người, bọn họ đồng dạng sẽ không để cho tô mục cầm tới mạnh nhất cơ duyên. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người do dự một chút về sau, cũng là đều tranh thủ thời gian xông đi vào, nhưng bọn hắn càng nhiều là vì bảo vệ tô mục. Tô mục không có đạt được thần lực tăng phúc, tại thần tượng đạo bên trong, bất kỳ người nào đều có thể muốn tính mạng hắn. Âm ầm uống, hai nước thiên kiêu vừa mới xông vào thần tượng đạo, hai bên thần tượng thì lập tức đối bọn hắn phát động công kích, trực tiếp liền đem bọn hắn dọa đến biến sắc. Thần tượng đạo chưa từng xuất hiện vấn đề, nhằm vào bọn họ, ngay sau đó bọn họ thì không để ý tới nhiều như vậy, bọn họ là bắn ra lực lượng mạnh nhất sông tới, muốn muốn quay đầu cũng khó khăn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng bên trong hướng. Âm ầm may mà là thực lực bọn hắn tăng phúc đều không yếu, trừ vận khí không tốt cùng cái kia hai cái triệt địa cảnh tầng 5 bên ngoài, phần lớn người đều vượt qua. Phanh phanh phanh, phanh chấm chấm, bị đánh bay ra ngoài những cái kia thiên kiêu trùng điệp ngã trên mặt đất không cam lòng nhìn lấy thần tượng đạo bên trong cơ duyên nhất định là không có duyên với bọn họ nhưng bọn hắn lập tức liền sẽ biết bọn họ là có may mắn dường nào Âm ầm xông qua hàng thứ nhất hai nước thiên kiêu còn không chờ bọn hắn dừng lại hàng thứ hai thần tượng thì lập tức đối bọn hắn phát động công kích hóa hai nước thiên kiêu nhìn đến đều là mắng to muốn hay không như thế quá phận bọn họ còn không tới hàng thứ hai phạm vi công kích thì đối bọn hắn phát động công kích. Càng quá phận là, thần tượng đánh ra đấm thẳng cũng bắt đầu dễ ngoặt, cái này rõ ràng cũng là nhầm vào, muốn giết chết bọn họ. Lại nhìn tô mục, dừng ở hàng thứ năm vị trí không nhúc nhích, thần tượng đều không có công kích hắn, hắn còn có thời gian xem kịch vui. khinh người quá đáng, hai nước thiên kiêu nhanh muốn tức điên, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tận lực trốn tránh công kích, hoặc là nắm chặt thời gian chạy đi. Tình huống này, là tuyệt đối không thể lại tiến vào trong hướng tiếp tục hướng lời nói tuyệt đối sẽ mất mạng ầm ầm thế mà tiếp đó tình huống trực tiếp để bọn hắn chửi mẹ chỉ thấy hàng thứ nhất thần tượng lại đối bọn hắn phát động công kích cự quyền cánh tay dài cũng là móc lấy cong đánh bọn hắn đây là quyết tâm muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này lão tử cam ngươi tổ tông bắt lấy chúng ta hố đi mẹ ngươi trời à, ạ ta là tạo cái gì nhiệt hai nước thiên kiêu kêu rên không ngừng khóc không ra nước mắt, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể tận lực trốn tránh, tranh thủ cơ hội đi ra ngoài. Ngay từ đầu liền bị đánh ra thần tượng đạo những cái kia thiên kiêu, nhìn lấy một màn này đều là một cái dùng mình, trong lòng dâng lên may mắn, có lúc quá yếu, hoặc là vận khí không tốt, cũng là chuyện tốt. Bí cảnh bên ngoài, hai nước cường giả nhìn lấy một màn này, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Thần tượng công kích sẽ còn dễ ngoặt, quỷ dị như vậy sự tình, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Nhưng rất nhanh bọn họ thì sắc mặt đại biến, trên mặt xuất hiện lo lắng cùng bối rối, muốn là một mực bộ dạng này đi xuống, vậy bọn hắn người thì đều muốn ở lại bên trong. "Bệ hạ, làm sao bây giờ? Bệ hạ, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thì tất cả đều muốn chết ở bên trong." Thương Lan đế quốc những cái kia cường giả tất cả đều cuống quýt hỏi hướng đế chủ, nghe thường công chúa mọi người cũng không ngoại lệ, bọn họ người tuyệt đại bộ phận đều xông vào thần tượng đạo lại không biện pháp cứu người, bọn họ cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi về nước. Bọn họ đem làm sao cùng bách tính, cùng hạ tộc cùng những cái kia trăm năm thế gia bàn giao. Đế chủ sắc mặt âm trầm cùng cực, cắn răng không có mở miệng, tạm thời, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Bệ hạ, nghe thường công chúa có thể chờ không, lo lắng hô, đồng thời trên mặt lộ ra uy hiếp, nếu quả thật để bọn hắn tổn thất nặng nề lời nói, cái kia nàng hội không tiếc hết thảy, không để ý hậu quả khởi sướng đại hình chiến tranh, theo các người thương lan đế quốc trên thân tìm về tổn thất, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Đế chủ liếc nghe thường công chúa liếc một chút, trầm giọng mở miệng. Biện pháp gì? Nghe thường công chúa lập tức nói, có biện pháp mau nói a. À. Trừ chính bọn hắn lao ra, cũng chỉ có thể chờ bí cảnh đóng lại, đem bọn hắn gạt ra. Nghe đến biện pháp này, mọi người tâm trực tiếp lạnh. Bây giờ cách bí cảnh bế quan còn có kém không hơn nửa canh giờ, để bọn hắn ở bên trong gượng chống lâu như vậy. Điều này hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể nhìn biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai cũng là tô mục. Tô mục, mọi người sướng sờ, tô mục đều không có chịu đến thần lực tăng phúc, hắn có thể lên cái tác dụng gì. Đế chủ không tiếp tục nói, mà chính là hướng về màn sáng đánh một cái ánh mắt, để chính bọn hắn nhìn. Mọi người đầy mắt nghi hoặc nhìn qua, chờ bọn hắn nhìn đến tô mục tình huống lúc, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Trước đó bọn họ đều đi chú ý những cái kia thiên kiêu đi, hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mục đang đứng tại hàng. Thứ năm trung gian xem kịch, đến bây giờ đều là bình yên vô sự. Thần tượng đạo làm sao còn không công kích hắn, dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì chịu đến thần tượng đạo yêu đãi Hắn liền thần lực đều gánh chịu không, thần tượng đạo làm sao lại đối hắn khác nhau đối đãi Chẳng lẽ, không tiếp thụ thần lực ngược lại sẽ không nhận thần tượng đạo công kích? Ánh mắt mọi người lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía đế chủ. Đế chủ lắc đầu, trực tiếp phủ định bọn họ phỏng đoán, cuộc đi săn mùa thu cử hành đã bao lâu nay, muốn là loại phương pháp này có thể thực hiện, bọn họ đã sớm cầm tới chiếc nhẫn kia. Hiện tại chỉ có tô mục cầm tới cơ duyên kia, thần tượng đạo công kích mới có thể dừng lại. Đế chủ chậm rãi mở miệng, lời này để nghe thường công chúa bọn họ thần sắc cứng đờ, bọn họ đều đối tô mục khó chịu, hận không thể trừ trừ cho thống khoái, bây giờ lại muốn đi cầu tô mục, dựa vào tô mục. Chương 594, Miễn cưỡng đệm cái cơ sở nghe thường công chúa mọi người nhìn lấy xem kịch vui tô mục, sắc mặt tái xanh, bộ dạng này giống như là vội vã đi lấy cơ duyên, để thần tượng công kích dừng lại bộ dáng sao. Bệ hạ, có biện pháp thông báo tô mục sao? Nghe thường công chúa cắn răng mở miệng, nàng rất căm ghét loại yêu cầu này lấy tô mục cảm giác. Đế chủ lắc đầu, có thể nhìn đến thần tượng đạo bên trong tình huống cũng đã là rất không tệ, còn muốn cùng bên trong người giao lưu, căn bản không khả năng nghe thường công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện tô mục có thể phát phát thiện tâm nhanh đi đem giới chỉ cầm ầm ầm a a bí cảnh bên trong thần tượng không ngừng công kích kêu thảm cũng không ngừng vang lên tô mục nhìn lấy mì đầu dần dần nhăn lại muốn là thần tượng công kích chỉ là vân vị đế quốc người hắn còn có thể tiếp tục xem trò vui nhưng cái này không khác biệt công kích hoa tộc cùng đại hoàng tử người đều phải tao ương quay đầu nhìn về phía sau mặt mới trụ phía trên chỉ thấy màu đen giới chỉ không ngừng rung động, hương phấn đều nhanh muốn nhảy dựng lên, hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh đi cầm. Tô Mục do so dự một chút, thì đi lên, xem trước một chút chiếc nhẫn này đến cùng có huyền cơ gì. Đinh đinh đinh, Tô Mục càng gần, màu đen giới chỉ thì càng hưng phấn, thậm chí tại mới trụ trên đài đều nhảy dựng lên, nếu như không phải là bởi vì hạn chế, chỉ sợ nó đều có thể chính mình chủ động bay đến Tô Mục trong tay. Không có tùy tiện cầm lấy giới chỉ, Tô mục đầu tiên là cẩn thận dùng linh hồn lực lượng tìm tòi, bảo đảm không có hắn mạo hiểm về sau mới đem giới chỉ cầm lên. Rầm rầm rầm, theo hắn cầm lấy giới chỉ, thần tượng đạo bên trong công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng lần này không phải tại muốn những cái kia thiên kiêu mệnh, mà chính là đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Âm ầm, hai nước thiên kiêu còn không có ngã trên mặt đất, thần tượng đạo bên trong thì phát sinh biến đổi lớn, 20 tôn thần tượng trực tiếp vỡ vụn, hai bên tường cao trực tiếp oanh sập bụi mù nhảy lên tô mục trực tiếp bị trôn ở bên trong giang giác giang giác tiếng vỡ vụn âm còn đang không ngừng vang lên chỉ thấy trên vách đá chỗ có tượng thần toàn bộ phá nát hết thảy giống như tận thế phảng phất thần tượng đạo đã hoàn thành hắn sứ mệnh trùng điệp ngã trên mặt đất hai nước thiên kiêu cũng không kịp bận tâm chính mình thương thế thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng kinh khủng tô mục tô công tử hoa tộc cùng đại hoàng tử người lập tức thì không lo được những thứ này Hướng về đã sập thành phế tích thần tượng đạo lo lắng hô to, hiện tại Tô Mục cũng là một cái không có thực lực người, bị chôn ở phía dưới, cử tử nhất sinh. Nhanh, nhanh cứu Tô Mục, mau đưa Tô công tử cứu ra. Lập tức đại hoàng tử cùng hoa tộc người thì không ngừng hô to, lập tức bọn họ thì tất cả đều xông đi lên bắt đầu bới ra đống đá. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái tàn khốc sự thật, thần lực ban cho bọn họ lực lượng, không, mà bọn họ tự thân tu vi thực lực, y nguyên vẫn là bị áp chế nói cách khác đối mặt động một tí vạn cân nặng cự thạch bọn họ di chuyển đều khó khăn suốt cuộc bọn họ thân thể lực lượng cũng bị áp chế còn thừa không có mấy cuối cùng là muốn chết sao vân vị đế cuối cùng nhị hoàng tử tam công chúa người nhìn lấy thì thào trong lòng nhảy lên mừng rỡ bất quá bọn hắn cũng không dám quá quá cao hứng bọn họ sợ cao hưng quá mức ngược lại biến thành thất vọng bí cảnh bên ngoài nghề thường công chúa bọn họ ngược lại cao hứng không nổi bởi vì bọn hắn đều thấy rõ Tô Mục đem giới chỉ nắm bắt tới tay. Nhiều năm như vậy đều không người được đến cơ duyên, cuối cùng vẫn là rơi xuống Tô Mục trên tay. Liền cơ duyên đều nắm bắt tới tay, Tô Mục sẽ còn bị nện chết. Điều này hiển nhiên là không thể nào, cái này ngược lại giống như là thần tượng đạo một loại bảo hộ. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, một cái liền thần lực đều không thể gánh chịu người, làm sao lại hội tán thành Tô Mục. Lại nhớ tới tất cả quái dị sự tình, bọn họ phát hiện thần tượng đạo cũng là tại đem cơ duyên cố gắng nhét cho tô mục. Điểm ấy, bọn họ là đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu, bọn họ chỉ cần biết một chút, hoàng thất cuộc đi săn mùa thu lớn nhất đại cơ duyên, đã bị tô mục chiếm cứ. Đế chủ bọn họ sắc mặt ngược lại là rất không tệ, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhiều năm như vậy câu đố, rốt cục muốn mở ra. Cái kia màu đen giới chỉ, đến tột cùng cất giấu như thế nào có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên lực lượng. Đống đá phía dưới, một vùng tăm tối, Tô Mục nhìn một chút đỉnh đầu đống đá, trên mặt không có bối rối chút nào, tiếp tục cúi đầu nhìn trong tay giới chỉ. Ông, màu đen trên mặt nhẫn dần dần sáng lên ánh sáng, theo quang mang càng ngày càng mạnh, theo Tô Mục trong tay bay lên. Sau một lát, một bóng người theo trong giới chỉ đi ra. Tàn hồn, Tô Mục hơi nhíu mày, lúc trước gặp phải người điên tiên đế cũng là đồng dạng tình huống, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì thần tượng đạo hội như vậy vội vã để hắn cầm tới giới chỉ, nguyên lai là đạo này tàn hồn nhìn lên hắn. Một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam tử xuất hiện tại tô mục trước mặt, có thể thấy được hắn lúc còn sống không chỉ có thực lực cường đại, càng là ngồi ở vị trí cao người, hoặc trưởng khống một tông, hoặc độc chấn một nước, một trăm ngàn năm, trọn vẹn một trăm ngàn năm. Hắn các loại một trăm ngàn năm, rốt cuộc đợi đến một cái không tệ người trẻ tuổi. Nghe lấy trung niên nam tử lẩm bẩm Tô Mục hơi nhíu mày, chết có một trăm ngàn năm. Cái kia chính là cùng người điên tiên đế ở vào cùng một thời đại người. Tiên bối, ngươi là muốn ta tiếp nhận ngươi truyền thừa. Tô Mục ôm quyền, chủ động mở miệng hỏi. Trung niên nam tử hoảng hốt cúi đầu, ngay sau đó cười nhạt nói ngược lại là cái thông minh hậu sinh. A, à, do xét Tô Mục liếc một chút, trung niên nam tử trên mặt hiện lên kinh hãi, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Không tệ không tệ, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, tại trong cổ tộc cũng có thể miễn cưỡng đệm cái cơ sở. Miễn cưỡng lót đáy, tô mục trầm mặc, tại hỏa tôn trong trí nhớ, trước mắt hắn thành tựu, tại những cái kia cường đại trong cổ tộc, đúng là cái gì cũng không bằng. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn hội siêu việt những cái kia cổ tộc thiên kiêu. Khó trách có thể tỉnh lại ta, hậu sinh, người có thể gặp được đến bản thiên tôn, là người kiếp trước tích phúc. Tô mục trong lòng âm thầm bĩu môi, nguyên lai là thiên tôn thần hồn, tại phù đồ tháp bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Tuy nhiên phù đồ tháp trong tầng thứ nhất đều là thiên tôn thần hồn, thế nhưng nhưng đều là hoàn chỉnh thần hồn, mà không phải cái này một sợi tàn hồn. Tiên bối, truyền thừa chi vật thế nhưng là tại cái này trong giới chỉ. Tô Mục mở miệng hỏi, khác truyền thừa hắn đều không muốn, hắn chỉ cần chân thật nhất đồ vật. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt thu vào, hoảng hốt nhìn một chút giới chỉ, cười yếu ớt lấy lắc đầu. Đây chỉ là một cái chữ vật giới chỉ mà thôi, đồng thời qua một trăm ngàn năm, cái gì đồ vật đều khó có khả n. Ăn tồn tại, tô mục trên mặt xuất hiện thất vọng, trừ đặc thù bí cảnh, chỉ là dựa vào không gian bảo vật chứa đựng đồ vật, không cách nào ngăn trở thời gian 100.000 năm ăn mòn. Chữ vật giới chỉ, tiếp lấy tô mục một cái giật mình, nhìn lấy cái viên kia màu đen giới chỉ ánh mắt sáng lên, còn muốn cái gì, chỉ là chiếc nhẫn này, thì là bảo vật vô giá. Riêng là một cái lập phương túi chữ vật liền đã không gì sánh được chân quý, chứ nói chi là càng càng khéo léo càng thêm nhẹ nhàng chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia bên trong có bao lớn không gian, một triệu lập phương, trung niên nam tử nhạt mở miệng cười, hắn đường đường thiên tôn cấp nhân vật, sử dụng đồ vật có thể yếu. Một triệu lập phương, tô mục nhất thời hưng phấn lên, lớn như vậy không gian, chỉ cần hắn không đi đựng núi nạp sông, cơ bản cần thiết đồ vật đều có thể thả xuống được. Về sau rốt cuộc không cần vì không gian chữ vật không đủ mà phát sầu. Chỉ là cái này chữ vật giới chỉ cũng là một cái to lớn cơ duyên. Hậu sinh, chuẩn bị tốt tiếp nhận bổn tọa trí cường truyền thừa sao. chương 595, Linh hồn ấn ký, trung niên nam tử nhìn đến tô mục hưng phấn, nhạt mở miệng cười, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì hiện lên hoảng hốt, chỉ thấy tô mục giống như là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, thân thủ liền đi cầm giới chỉ. Ngươi làm gì, tiếp nhận ngươi truyền thừa, tô mục tự nhiên trả lời, không là nhất định phải đem truyền thừa cho hắn sao. Lại không nguyện ý, trung niên nam tử phát phì cười, hắn đường đường thiên tôn cường giả, hắn truyền thừa cũng chỉ là một cái chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không biết nên nói tô mục vô chi, hay là nên nói xem thường hắn. Hậu sinh, ngươi cho rằng bản tôn truyền thừa, tô mục khoát khoát tay đánh gãy trung niên nam tử lời nói, nói. Ta cầm lấy chiếc nhẫn này là được, người truyền thừa, vẫn là đi cho người khác đi. Trung niên nam tử nghe nói như thế, miệng mở rộng trực tiếp thì ngẩn người, hắn sống gần vạn năm, chết một trăm ngàn năm, vẫn là lần đầu nhìn đến liền truyền thừa đều không muốn quái nhân tô mục cầm qua chữ vật giới chỉ hài lòng gật gật đầu bắt đầu hướng trong giới chỉ đánh nhập linh hồn ấn ký chữ vật giới chỉ không giống như là túi chữ vật túi chữ vật người nào cầm cũng có thể sử dụng nhưng chữ vật giới chỉ không được nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng cái này cũng phòng ngừa người khác được đến giới chỉ có thể tùy ý cầm bên trong đồ vật nhưng linh hồn ấn ký không có đánh thành công tô mục nhướng mày ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử tiền bối, phiền phức đem ngươi linh hồn ấn ký xóa đi một chút. Ôi, trung niên nam tử lại lần nữa tức điên, cầm hắn đồ, vật, còn muốn hắn đến động thủ. Cái mai không gian giới chỉ này ngươi giữ lấy cũng vô dụng, ngược lại ngươi là muốn cho ta, thì làm phiền ngươi đem linh hồn ấn ký tẩy. Tô Mục mỉm cười, khách khí nói, trung niên nam tử mặt không biểu tình, liền hắn truyền thừa đều không muốn, còn muốn chữ vật giới chỉ. Hắn thật sự là không hiểu rõ, hắn đường đường thiên tôn truyền thừa, làm sao lại so ra kém một cái chữ vật giới chỉ. Tiền bối, người muốn là như vậy lời nói, vậy ta thì chính mình tới. Gặp trung niên nam tử không có chút nào động tác ý tứ, tô mục thu lại mặt cười, đều chỉ thừa một sợi tàn hồn, còn bày cái gì phổ. Hơn nữa là ngươi xin hắn tới đón thụ truyền thừa, cũng không phải hắn cầu xin ngươi. Trung niên nam tử lại lần nữa vui mừng, tẩy hắn linh hồn ấn ký. Cho là ngươi cũng là thiên tôn, mồm còn hôi sữa, ăn nói ngông cuồng. Vậy ngươi có thể thử một chút, nếu là ngươi có thể tẩy linh hồn ấn ký, cái này mai chữ vật giới chỉ thì về ngươi." Tô Mục gật gật đầu, đây chính là ngươi nói, ngay sau đó bắt đầu động thủ tẩy trung niên nam tử linh hồn ấn ký. Xì, si, gặp Tô Mục thật bắt đầu xoa linh hồn ấn ký, trung niên nam tử xì si cười rộ lên, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục có phải hay không não tử có vấn đề. Ừm, sau một khắc, sâu trong linh hồn truyền đến đứt gãy cảm giác, trung niên nam tử sắc mặt đột biến, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết tốt, chiếc N, hẫn này quy ta, tô mục khóe miệng dương lên, vừa lòng thỏa ý đem chữ vật giới chỉ mang đến tay. Trung niên nam tử bỗng nhiên nhìn chằm chằm tô mục, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng ngươi, ngươi tẩy bản tôn linh hồn ấn ký. Một cái triệt địa cảnh sáu tầng tiểu bối, thế mà tẩy hắn đường đường thiên tôn linh hồn ấn ký. Cái này nói đi ra cũng không ai tin, từ xưa đến nay, cũng không có người có thể làm đến. Tô mục gật đầu, hắn thôn về hỏa tôn thần hồn tuy nhiên đến bây giờ cũng còn một mực tại tiêu hóa hỏa tôn thần hồn lực lượng nhưng ở cái nào đó phương diện mà nói hắn linh hồn lực lượng là vượt xa nam tử trung niên này tại lúc còn sống hỏa tôn thực lực cũng là xa xa mạnh hơn trung niên nam tử liền xem như cùng vì thiên tôn tranh lệch cũng là phi thường to lớn giống như là trung niên nam tử loại này thiên tôn cũng không có tư cách chết tại người điên tiên đế trong tay càng không có tư cách để người điên tiên đế hoa tốn sức giam cầm tại phù đồ tháp trung niên nam tử trực tiếp lộn xộn quỷ dị như vậy sự tình hắn thế mà sau khi chết gặp phải muốn là tại lúc còn sống gặp phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu tô mục làm đồ đệ tiền bối hiện tại có thể thả ta ra ngoài sao tô mục ngẩng đầu nhìn phía trên đống đá hỏi trung niên nam tử chậm rãi hoàn hồn nhìn lấy tô mục trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trên mặt lại lần nữa vung lên hưng phấn đây chính là một cái vô cùng khó được ký chủ tiếp nhận bản hoàn tất tòa truyền thừa, người tự nhiên có thể rời đi. Tô Mục ánh mắt híp lại, nhìn đến trung niên nam tử trên mặt hưng phấn, trong lòng dâng lên không ổn. Tiền bối, người truyền thừa ta không cần, nếu như bổn tọa nhất định phải cho đâu. Trung niên nam tử trên mặt bắt đầu xuất hiện nhe răng cười, thanh âm đều biến đến băng lãnh. Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc mở miệng nhìn đến ngươi cũng không phải là thật nghĩ cho ta truyền thừa, mà là nghĩ muốn đoạt xá ta. Hậu sinh, quá thông minh, sẽ chết rất thống khổ trung niên nam tử trên mặt nhe răng cười trở thành kiệt cười hắn khổ chống đỡ cái này một trăm ngàn năm cũng không phải vì đem truyền thừa trắng trắng cho người tô mục cười ngửa đầu cười to ha ha ngươi không là cái thứ nhất nghĩ muốn đoạt xá ta người ta cũng không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là buồn cười trung niên nam tử thu lại mặt cười nhìn lấy tô mục nhướng mày có ý tứ gì người nào đoạt xá qua ngươi một cái tiên đế Tô Mục cũng không sợ trung niên nam tử biết bí mật này, một cái sắc không lưu giữ ở trên đời này tàn hồn, như thế nào lại đem bí mật này truyền đi đâu. Tiên đế, trung niên nam tử ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền xì cười rộ lên. Hậu sinh, đừng tưởng rằng biết một chút đồ vật liền lấy ra tới dọa người, tiên đế, người hiểu cái kia là hạng gì tồn tại sao. Chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để giết người ta. Tô Mục nhún vai, không tin, cái kia cũng không có cách, người điên tiên đế còn đang ngủ say bên trong không có cách nào chứng minh bằng không riêng là người điên tiên đế đi ra cũng đủ để hoảng sợ đối phương hồn phi phách tán ngươi có thể thử một chút trung niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo hù dọa hắn cái này thiên tôn a à. hậu sinh linh hồn ngươi sẽ thành bổn tỏa cấp dưỡng ngươi thân thể đem theo bổn tỏa chinh chiến thế giới bao la ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh vừa mới nói xong trung niên nam tử thì hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tô mục thể nội tô mục cũng không có kháng cự mà chính là tùy ý trung niên nam tử đến đoạt xá hắn trung niên nam tử thuận lợi tiến vào tô mục thượng đan điền tại thượng đan điền bên trong thành công nhìn đến tô mục minh mông linh hồn lực lượng vốn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hắn tại nhìn đến minh mông mà cường đại linh hồn lực lượng lúc trực tiếp thì cho kinh ngạc đến ngây người cái này cái này hùng hậu như vậy linh hồn lực lượng thì không cần phải tồn tại ở một cái triệt địa cảnh trên thân cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đều khó có khả năng có. May mắn vẫn chỉ là ly, en ết hồn lực lượng, cũng không có ngưng tụ thần hồn. Bị hung hăng rung động một thanh về sau, trung niên nam tử liền lần nữa lại hưng phấn lên, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Hắn chỉ cần đem những linh hồn này lực lượng toàn bộ thôn phệ, là hắn có thể tái tạo thần hồn. Khôi phục lại đỉnh phong, đem càng thêm dễ dàng, càng nhanh hơn. Đông, không đợi trung niên nam tử hưng phấn xong, thượng đan điền bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại uy áp, trực tiếp để hắn tàn hồn thân thể trong suốt mấy phần. Trong nháy mắt, trung niên nam tử trên mặt hưng phấn hóa thành kinh khủng. Thiên, thiên tôn đỉnh phong thần hồn lực lượng, nếu như trung niên nam tử hiện tại là một người sống, chắc chắn bị sống sờ sờ hoảng sợ tắt khí. Một cái triệt địa cảnh thượng đan điền bên trong, tồn tại lại là thiên tôn đỉnh phong thần hồn, chương 596 cuồng nhiệt, sùng bái. Tô mục nội thị thượng đan điền, nhìn đến trung niên nam tử vốn là nhỏ yếu tàn hồn trực tiếp bị hỏa tôn thần hồn chân áp kém chút tiêu tán, khóe miệng không khỏi dương lên. Ta thượng đan điền bên trong có một cái thiên tôn hoàn chỉnh thần hồn, hiện tại vẫn chỉ là luyện hóa không đến một muốn không ngươi giúp ta luyện hóa một chút. Trung niên nam tử nghe đến tô mục lời nói trực tiếp run rẩy trong mắt lộ ra kinh khủng, thật sự là thiên tôn thần hồn. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn tu luyện gần vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có triệt địa cảnh có thể đem một cái thiên tôn thần hồn giam cầm, vẫn là hoàn chỉnh thần hồn. Tô mục bĩu môi, không có trả lời. Một lát sau, trung niên nam tử kinh khủng nhìn một chút cái kia lượng lớn linh hồn lực lượng về sau, quay người thì chuồn ra thượng đan điền. Hậu sinh, người khác quá đắc ý, chiếm cứ không ngươi tử phủ, ta liền đi ngươi hạ đan điền, chậm chậm mưu toan. Thượng đan điền lại xưng nê hoàn cung, tử phủ. Một ngày nào đó, người bộ thân thể này là bổn tọa Ha ha, nghe lấy trung niên nam tử đắc ý cười to, tô mục cười lạnh lắc đầu. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. À. Tùy ý trung niên nam tử thần hồn tại thể nội du đáng, yên tĩnh nhìn lấy hắn một đường vào tới kiếm mạch. A, à, cái này, trung niên nam tử vào tới kiếm mạch trước, nhìn đến lớn bằng ngón cái ám mạch, trực tiếp cả người ngẩn người. Đan điền đâu, mệnh phủ đâu, cái này thứ đồ gì? Coi như không thêm phía trên cái này tồn tại một trăm ngàn năm, chỉ là sống gần vạn năm hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống hậu sinh đây chính là ngươi đan điền ừ nghe đến tô mục khẳng định đáp lại trung niên nam tử khóe miệng kéo một cái hắn sống lâu như thế là thật sống uổng phí chết một trăm ngàn năm còn có thể được thêm kiến thức ta mệnh phủ liền tại bên trong có nên đi vào hay không nhìn xem hừ nghe đến tô mục lời nói trung niên nam tử chìm mặt lạnh hừ đây là tại khiêu khích hắn sao vậy liền để ngươi xem một chút thiên tôn thủ đoạn a à, Vừa vào tới ám mạch phía trên, trung niên nam tử thì phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, chỉ cảm giác mình còn lại điểm ấy tàn hồn đều nhanh muốn xé nát. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trung niên nam tử vội vàng bạo lui ra ngoài, nhìn lấy ám mạch đầy mắt hoảng sợ, đây quả thực so thiên tôn hoàn chỉnh thần hồn còn muốn đáng sợ hơn. Ám mạch, ám mạch, trung niên nam tử trong mắt dâng lên nghi hoặc, ngay sau đó phản bác ngươi nói là thể võ người thiên mạch a. À? Ngươi là thể võ thành tôn? Tô Mục trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, hỏi, trung niên nam tử gật đầu, hắn đương nhiên là thể võ xương tôn, không phải vậy vì cái gì thần tượng đạo hết thảy đều cùng thể võ tương quan. Nhìn đến phần kia thiên mạch xí vũ là ngươi để lại. Tô Mục giật mình mở miệng, khó trách hoàng thất trong bảo khố sẽ có thiên mạch xí vũ tốt như vậy đồ vật, nguyên lai cũng là từ nơi này mang đi ra ngoài. Thiên mạch xí vũ, trung niên nam tử sướng sờ một chút, ngay sau đó bĩu môi, cũng không có phủ nhận, nhưng hắn đường đường thiên tôn, làm sao có thể sẽ lưu lại như vậy lần đồ vật. Bộ kia thiên mạch xí vũ, chỉ là hắn một cái không biết bao nhiêu đời. Đồ tôn còn sót lại, bằng không thì cũng không có khả năng đến cái niên đại này còn có thể sử dụng. Cái kia là đồ tốt, tuy nhiên không cao lắm cấp, nhưng cũng là xuất từ bổn tỏa thân thủ chế tạo, tăng lên không gian to lớn. Trung niên nam tử nhấp nhô mở miệng, trong mắt xuất hiện nhớ lại. Tô mục trên mặt hiện lên rất ngạc nhiên, hắn thế mà còn đánh giá thấp bộ kia thiên mạch xí vũ, xem ra là cùng xích huyền kiếm một dạng đồ tốt, coi như so ra kém cũng kém không xa lắm. Tiểu tử, người thật đúng là để bổn tọa hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai, kế thừa phương nào, vì sao lại tại loại địa phương nhỏ này. Tô mục trên thân đủ loại không bình thường, đều đổi mới hắn cái này thiên tôn thế giới quan, hắn thật sự là đối tô mục càng ngày càng hiếu kỳ. Tô mục không có trả lời, trung niên nam tử sầm mặt lại, hắn cũng không tin hắn đường đường thiên tôn, sẽ ở một cái triệt địa cảnh trong tay ăn quả đắng thượng đan điền cùng hạ đan điền chiếm cứ không, bổn tọa thì chiếm cứ người trọng yếu nhất trung đan điền. Về sau ngươi như là dám không nghe theo bổn tọa mệnh lệnh, bổn tọa tùy thời đòi mạng ngươi. Nghe đến trung niên nam tử phách lối uy hiếp lời nói, tô mục khóe miệng vung lên cười lạnh, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới, hắn vừa vặn bất lực khí. Không đợi trung niên nam tử đến giáng cung, vẫn chỉ là tới gần trái tim, chỉ thấy thất thải quang mang dần dần lập lè, dần dần biến đến loa mắt. Thất Khiếu Linh Lung Tâm, trung niên nam tử nhìn đến thất thải quang mang trái tim, dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đây chính là chuyên khắc thần hồn chi vật, đồng thời có thể thành tựu tiên nhân chi tâm, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, ngươi, chẳng lẽ ngươi là truyền thừa từ người Điên Tiên Đế? Trung niên nam tử tựa hồ là tỉnh lại một bộ phận trí nhớ, kinh khủng hô: "Ừm, không uổng công là cùng người Điên Tiên Đế cùng thời kỳ nhân vật, đổi tại hiện tại, cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể biết được người Điên Tiên Đế danh hào." nghe đến tô mục khẳng định trung niên nam tử toàn bộ thần hồn đều đang run sợ người điên tiên đế đây chính là khiến thế giới bao la toàn bộ làm run rẩy người từ xưa đến nay thì hắn một người lấy chân tiên thực lực giết hại tiên đế nghe đồn người điên tiên đế một mực tại nghiên cứu một môn tiên pháp tìm kiếm khắp nơi cửu khiếu linh lung tâm hoặc thất khiếu linh lung tâm người người định là tu luyện hắn cái kia môn tiên pháp trung niên nam tử lầm bầm trên mặt lại lần nữa hiện lên hưng phấn sau trước đó càng muốn hưng phấn. Đây chính là từ dòng sông lịch sử đến nay, cho tới bây giờ đều không có người tu luyện thành công tiên pháp, càng là không có mấy người được chứng kiến, đó là làm cho tất cả mọi người cuồng nhiệt, để tiên đế đều điên cuồng tiên pháp. Hắn lại hưng phấn đều không đủ, khó trách người có thể giam ngắn hạn thiên tôn thần hồn, truyền thuyết người điên tiên đế trên tay có vừa tới bảo bối, tên là thập bát phù đồ tháp, tất cả chết ở trong tay hắn cường giả, thần hồn đều sẽ bị hắn giam cầm tại phù đồ tháp bên trong, có thể bị lão nhân ra ông ta giam cầm, ít nhất là đỉnh phong thiên tôn. Bị hắn giết tôn này tiên đế, hắn thần hồn có phải hay không cũng giam cầm tại phù đồ tháp bên trong. Trung niên nam tử càng nói càng hưng phấn, những thứ này hành động vĩ đại, dù là tiếc qua một trăm ngàn năm, nhắc lên cũng là nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn tâm thần. Tô mục lại nghe được nghi đầu dần dần nhăn lại, hắn nghe ra một số không giống bình thường tin tức. Được chứng kiến hỗn độn khai thiên lục người hẳn là không mấy cái nhưng nghe nói qua tuyệt đối không ít tuyệt không thể lại để người quan sát trong cơ thể ta người điên tiên đế sự tích truyền sướng như thế rộng cơ hồ chỉ cần là thiên tôn cấp trở lên người chỉ sợ đều sẽ biết hắn như là biểu lộ ra bất luận cái gì liên quan tới người điên tiên đế sự tình chỉ sợ đều sẽ bị truy sát đến chết người điên tiên đế bất kỳ một cái nào đồ vật đều có thể để tất cả tu luyện giả điên cuồng cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ chưa thành chân tiên tuyệt không thể sử dụng phù đồ tháp tại không có nắm giữ chống lại tiên đế thực lực trước đó, tuyệt không thể để phù đồ tháp diện thế. Thập bát phù đồ là người điên tiên đế trí bảo, về sau cường đại, hắn khẳng định cũng sẽ sử dụng món trí bảo này tác chiến, nhưng hiện tại xem ra, cũng là có thể không sử dụng thì tận lực không sử dụng. May mắn không có lập tức đem trung niên nam tử diệt đi, cho hắn để tỉnh một câu. Ngài khẳng định cũng là người điên tiên đế chân truyền đệ tử. Tô Mục không có lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, chỉ có hắn một người thu hoạch được người điên tiên đế chân truyền, nói chi vì chân truyền đệ tử cũng không đủ. Đại nhân, xin thứ cho tại hạ có mắt không trâu. Trung niên nam tử thanh âm lập tức biến đến cung kính, thậm chí tại vị trí trái tim quỳ xuống dập đầu. Đây là đối người điên tiên đế cuồng nhiệt truy phủng, còn mời đại nhân tha thứ tại hạ, để tại hạ về sau đi theo ngài, vì ngài ra sức châu ngựa. Thiên tôn đi theo, chương 597, hóa ngươi vì dùng, không cần đến, tô mục đạm mạc nói, một sợi tàn hồn có làm được cái gì đại nhân tại hạ tuy chỉ thừa một sợi tàn hồn nhưng tại hạ biết người điên tiên đế ban đầu là như thế nào chết ngài muốn vì người điên tiên đế báo thù tổng phải biết nên tìm người nào báo thù a à. tô mục vẫn không có tâm động báo thù hắn khẳng định là sẽ vì người điên tiên đế báo thù nhưng người điên tiên đế kẻ thù hắn biết là ai không cần dùng người khác tới nhắc nhở đại nhân ngài khẳng định biết người điên tiên đế là chết bởi người nào trong tay nhưng người điên tiên đế là bực nào người tài ba, sao lại dễ dàng như vậy bị giết, bên trong thiếu không một số người trợ giúp cùng phản bội. Thì thí dụ như hắn những đệ tử kia, những cái kia tiên đế liên thủ trấn áp người điên tiên đế về sau, ào ào bế quan, mà phản bội người điên tiên đế những người kia, thế nhưng là tất cả đều mò đến không ít chỗ tốt, chỉ ít trưởng quản một giới, hoặc là tăng lên tới chân tiên. Nghe nói như thế tô mục trong mắt hàn quang lóe lên, phản đồ. Hắn hận nhất cũng là phản bội ta có thể nói cho ngươi đến tột cùng có bao nhiêu người phản bội người điên tiên đế, bọn họ theo thứ tự là người nào. Còn có còn có, ta có thể cho ngươi trở thành thể võ người, nguyên thể song tu, tất nhiên để ngươi càng mạnh. Nguyên thể song tu, có thể cùng tiên pháp so sánh, tô mục cười lạnh, hiện tại còn tưởng rằng hắn tôn trọng thể võ nói. Để hắn tự hủy tương lai, trung niên nam tử thần sắc cứng đờ, không cách nào phản bác. Ngươi cũng chớ cho mình tìm đường sống, đều đã đến trong cơ thể ta, ngươi thì ngoan ngoãn cho ta trải đường. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử giật mình, hoảng sợ nói. Thiên tôn thần hồn, ám mạch tăng thêm thất khiếu linh lung tâm, cái này ba loại bất luận cái gì một dạng đều đủ để tiêu diệt hắn. Không phải vậy hắn coi như lại đối người điên tiên đế cuồng nhiệt, cũng không có khả năng hướng tô mục quỳ xuống đi theo. Làm đây hết thảy, chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Ta muốn đánh thông ám mạch, đồng thời thành tựu thiên mạch xí vũ, cái này có thể thiếu không ngươi trợ lực nói, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, hắn hiện tại liền muốn dùng Trung niên nam tử tàn hồn, giúp hắn đả thông đầu thứ tư ám mạch. Trong nháy mắt, thất khiếu linh lung tâm, quang mang càng sâu, trực tiếp đem Trung niên nam tử thôn phệ. "Không, bồn tọa đường đường thiên tôn, há có thể bị ngươi thôn phệ, vì ngươi trải đường." Bồn tọa cận kề cái chết, cũng muốn theo ngươi đến cái ngọc đá cùng vỡ. Trung niên nam tử giống giận, định dùng còn thừa lực lượng cùng Tô Mục đối kháng đến cùng. Kiến càng lay cây, Tô Mục khinh thường, hoàn chỉnh thiên tôn thần hồn đều bị hắn thôn phệ, chỉ bằng ngươi một sợi tàn hồn. A, à, không muốn, không muốn, ta sai, buông tha ta. Trung niên nam tử phản kháng không thể thành công, trực tiếp bị thất khiếu linh lung tâm thôn phệ, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Phá, Tô Mục trong mắt lóe lên tham lam, khống chế cái này nói lực lượng trực tiếp phóng tới cột sống. Hừ, phốc, sau lưng giống như lọt vào trọng kích, Tô Mục trực tiếp. Xông về phía trước, nền tại vách đá phía trên đẫm máu. Liền xem như thiên tôn tàn hồn tương trợ, tất yếu thống khổ, vẫn như cũ là thiếu không. Chỉ là quá trình đơn giản điểm, tiếp nhận thống khổ thời gian ngắn một chút. Phá, tô mục liếm liếm khóe miệng máu tươi, gầm lên tiếp tục khống chế lực lượng trùng kích cột sống. Sang rác, dù là cương gân thiết cốt, xương sườn cũng trực tiếp bị hướng đoạn, cột sống đều sinh ra vết nứt. Nhưng ám mạch, cũng thành công sông mở, chỉ thấy một căn lớn bằng ngón cái ám mạch, đi ngang qua cột sống, chiều dài, là trước đó ba điều ám mạch không thể bằng. Thành, tô mục trà trà khóe miệng máu tươi, khóe miệng dương lên, thiên tôn tàn hồn lực lượng quả nhiên dùng tốt, nhanh như vậy thì sông mở đầu thứ tư ám mạch, chỗ phải thừa nhận thống khổ trực tiếp thiếu bảy thành. Ám mạch chiều dài, cũng thành công đả thông dài hơn, càng thêm phù hợp xích huyền vũ. Nên thôn vệ thần quân thần hồn, tô mục trong mắt lóe ra hưng phấn, thôn vệ thần quân thần hồn là cái gì cảm giác, thật đúng là làm cho người chờ mong. Theo trung niên nam tử triệt để thân thể tiêu tan nói chết, thần tượng đạo bên trong cấm chế cũng biến mất. Tu vi khôi phục, giam cầm không có, hai nước thiên kiêu ào ào kinh hỉ phát hiện, tu vi một lần nữa trở về. Lập tức, bọn họ thì đưa ánh mắt rơi vào đống đá phía trên. Giam cầm giải trừ, cái này chỉ sợ mang ý nghĩa Tô Mục đã tiếp nhận hết truyền thừa. Vân vị đế quốc người, nhị hoàng tử cùng tam công chúa người đều là ánh mắt lấp lóe từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được truyền thừa hội cường đại cỡ nào. Bọn họ thật muốn kiến thức một chút, càng muốn cướp hơn đoạt. Hoa tộc cùng đại hoàng tử người phát giác được bọn họ ý đồ, lập tức đứng tại đống đá trước, cảnh cáo nhìn lấy bọn hắn. Ai dám lên đi đối phó tô mục, cướp đoạt hắn tới điện thoại di động duyên, bọn họ sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhìn đến bọn họ ngăn cản phía trước, những cái kia thiên kiêu sướng sờ một chút, ngay sau đó đều là im lặng. Bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút, còn không có mốc đến đi cùng tô mục đối nghịch cấp độ. Đừng nói hiện tại tô mục đã thu hoạch được cơ duyên, không biết cường đại đến loại trình độ nào, không có thu hoạch được cơ duyên trước, bọn họ cũng không phải là đối thủ A. Còn một bản nghiêm túc cản lấy bọn hắn, thật sự là tôn trọng bọn họ. Thế mà đại hoàng tử bọn họ có thể không cần quan tâm nhiều, bọn họ không tiếc hết thảy, cũng phải đem tất cả gây bất lợi cho tô mục sự tình, kịp thời bóp tắt. Âm âm, âm âm cũng không lâu lắm, bí cảnh bên trong đột nhiên bắt đầu phong vân biến sắc, mãnh liệt động đất đánh tới. Bí cảnh phải đóng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn bốn phía, đều hiểu bí cảnh đây là muốn đóng lại dấu hiệu. Hừ, kêu rên đột nhiên vang lên, chỉ thấy hai nước thiên kiêu, bị một cỗ cường đại lực lượng, cứ thế mà nhét vào không gian, từng cái biến mất tại bí cảnh bên trong. Thì liền tô mục cũng không ngoại lệ, bí cảnh bên ngoài, dưới vách đá, từng cái thiên kiêu trống rỗng xuất hiện, từ không trung ngã xuống nhưng lấy thực lực bọn hắn đều có thể cấp tốc kịp phản ứng không đến mức chật vật ngã trên mặt đất duy chỉ có tô mục ra chút xíu ngoài ý muốn hắn bị sắp xếp ra bí cảnh lúc đang đang chuyên tâm tu luyện thời điểm còn không có kịp phản ứng liền bị gạt ra bí cảnh cả người đều vẫn là ngồi xếp bằng tư thế tô mục tô công tử hoa tộc cùng đại hoàng tử người vừa mới đứng vững thân hình thì nhìn đến tô mục từ không trung rơi xuống kinh hô vội vàng đi lên tiếp bạch tô mục vừa tỉnh táo lại chính triển khai dáng người chuẩn bị rơi xuống đất, đột nhiên một cỗ làn gió thơm đánh tới, quay đầu nhìn lại, không đợi hắn thấy rõ ràng là tình huống như thế nào, chỉ thấy mắt tối sầm lại, hương mềm đánh tới, cả khuôn mặt trực tiếp rơi đi vào. Cộc, hoa hình nguyệt tiếp được tô mục vững vàng rơi xuống đất, thở phào sau mỉm cười cúi đầu nhìn về phía tô mục, mà cái này xem xét, khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ. Chỉ thấy tô mục vậy mà một đầu chôn ở, chôn ở nàng. Vô ý thức liền muốn một tay lấp, Y tô mục ném trên mặt đất, nhưng nghĩ lại một chút lại có chút đau lòng, chỉ có thể nhấn nhịn ngượng ngùng, chậm rãi đem tô mục để xuống. Xông lên hoa tộc thiên kiêu cùng đại hoàng tử mọi người, gặp tô mục đã bị hoa hình nguyệt tiếp được, ao ao thở phào, nhưng nhìn đến tô mục một đầu trôn ở hoa hình nguyệt trước ngực, nét mặt biểu lộ cổ quái, đầy mắt hâm mộ. Sau đó bọn họ thì đều ngầm hiểu lẫn nhau nghiêng đầu đi, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là trong lòng hâm mộ tô mục diễm phúc sâu. Hô, bị đề xuống về sau tô mục chỉ cảm thấy hô hấp thông suốt nhưng mũi thở phía trên vẫn là lượn lờ lấy một vệt mùi hương thoang thoảng ánh mắt xéo qua quét đến một mặt ngượng ngùng hoa hinh nguyệt tô mục có chút xấu hổ nhưng việc này hắn thật không phải cố ý tô mục lần này cuộc đi săn mùa thu ngươi làm công đầu đế chủ cười sang sảng tiếng vang lên chủ động nhảy xuống long liễn đi hướng tô mục đế chủ có thể hay không đi về trước tô mục đối đế chủ ôm quyền chuyện thứ nhất cũng là nhanh đi về, tu luyện, thôn vệ thần quân thần hồn. chương 598, Thiên Tôn khuyên đường, tô mục tại thần tượng đạo bên trong thì dự cảm thời gian đã nhanh đến, cũng không có tiến vào phù đồ tháp thôn vệ thần quân thần hồn, mà chính là lựa chọn vững chắc ám mạch cùng liệu thương. Cũng may mắn không có vội vã cái kia trước thời gian, như là tại thôn vệ thần hồn thời điểm bị gạt ra, vậy liền hỏng bét. Đế chủ bước chân dừng lại, nhìn một chút nghe thường công chúa bọn họ, hơi hơi gật đầu. Hồi cung, đáng chết đồ vật, gặp tô mục như vậy vội vã trở về, nghe thường công chúa liền biết là tại đề phòng bọn họ, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Muốn biết tô mục thu hoạch được cơ duyên đến cùng là cái gì, chỉ có thể về sau lại dò xét tin tức. Trở về, nghe thường công chúa phất tay chỉ huy mọi người trở về, nhìn một chút hao tổn thiên kiêu, đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, giả bộ như không nhìn thấy. Tô huynh, người thụ thương, Đại hoàng tử trở mình lên ngựa, nhìn đến tô mục khóe miệng vết máu, ân cần nói, đồng thời nghi hoặc, tô mục từ đầu đến cuối đều không có chịu đến thần tượng công kích, thương thế kia là cái gì thụ. Chẳng lẽ cầm cơ duyên sẽ còn thụ thương, không đợi tô mục mở miệng giải thích, hoa hình nguyệt nghe đến tô mục thụ thương, lập tức thì đập lập tức tới, đưa lên khăn tay cùng liệu thương đan. Tô công tử, tô mục nhìn lấy đan dược cùng khăn tay, không khỏi sướng sờ, trong lòng phát sinh biến hóa vi diệu. Ở trong đầu hắn, không khỏi hiện lên Hoàng Quân Nhu bộ dáng. Hoàng Quân Nhu cũng là như vậy ôn nhu, như vậy quan tâm, nhưng bây giờ phảng phất đã thành nhớ lại. Theo võ phủ đến bây giờ, một đường lên hắn đụng phải không ít tốt nữ nhân, cũng có các loại người cho hắn đưa nữ nhân, nhưng để hắn lưu lại ấn tượng không nhiều. Hoa cô nương, đa tạ, tô mục hoàn hồn, cũng không có nhận lấy đan dược và khăn tay, chỉ là lấy tay đem khóe miệng vết máu lau sạch sẽ. Đan dược ta đã dùng qua, hoa hình nguyệt nhìn lấy tô mục sửng sốt, thất lạc tự nhiên sinh ra, coi như không cần đến, nàng đều mang lên, liền không thể nhận lấy. Tô mục trong lòng thở dài, ái náy nhìn hoa hình nguyệt liếc một chút, vung lên roi ngựa, mau chóng đuổi theo. Giá, đại hoàng tử tại nguyên chỗ hoảng hốt một chút, cứ như vậy tàn khốc cực việt một cái thiên chi kiều nữ. Đây chính là hoa tộc kiều nữ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ nữ nhân. Liền hắn đều không nhất định đủ tư cách, dù là hắn ngồi lên đế chủ chi vị, cũng phải nhìn hoa tộc kiều nữ có đáp ứng hay không. Trong chấp nhóm này, hắn cũng không biết nên ghen ghét vẫn là hâm mộ. Giá, nhìn hoa hình nguyệt liếc một chút, đại hoàng tử vung lên roi ngựa, đuổi kịp tô mục. Tô huynh, nam nhân phàm là ưu tú, vận đào hoa liền sẽ theo nhau mà tới, người hà tất phải như vậy đâu. Tô mục lặng lẽ, không có trả lời. Đại hoàng tử gặp không khuyên nổi tô mục, không tốt lại nói, chỉ có thể ở trong lòng vì hoa hình nguyệt mặc niệm Hình nguyệt, Hoa tử nghiêm gặp hoa hình nguyệt ngồi, ở trên ngựa thật lâu không nhúc nhích, một mình thương tâm, không đành lòng, đi lên trần an. Không có việc gì, nghiêm ca. Hoa hình nguyệt co rút lấy mũi ngọc tinh xảo, hít sâu một hơi miễn cưỡng cười vui nói. Hắn yêu tú như vậy, ta phối không lên hắn cũng bình thường. Nhìn đến hoa hình nguyệt dạng này, hoa tử nghiêm trong lòng cảm giác khó chịu, từng có lúc, bọn họ hoa tộc thiên chi kiều nữ, một mực là hắn người thèm nhỏ nước rãi tồn tại, đến tô mục nơi này, ngược lại thành hờ hững lạnh lẽo hoa thiên vũ sớm đã thức tỉnh nhìn đến chính mình truy cầu mấy năm đều đuổi không đến nữ thần đưa đến trước mặt người khác vẫn còn không muốn trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu giữa người và người tranh lệch thật như vậy đại nhưng hắn cũng là thiên kiêu a à. đế chủ vì giữ bí mật cùng an toàn tính trực tiếp mang theo tô mục đến hoàng cung đến hắn tẩm cung đồng thời thanh trừ tất cả mọi người chỉ để lại hắn cùng tô mục còn có đại hoàng tử dù là nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều không có tư cách lưu tại tẩm cung, rốt cuộc, tô mục không quen nhìn bọn họ. Tô mục, lần này cơ duyên, đế chủ còn không có ngồi xuống thì không kịp chờ đợi hỏi hướng tô mục. Tô mục giơ tay lên, ra hiệu trong tay chữ vật giới chỉ. Đế chủ đầy mắt nghi hoặc, chiếc nhẫn này, đến cùng có gì huyền cơ. Đây chính là một cái phổ thông chữ vật giới chỉ, không gian cũng chỉ có 10 cái lập phương. Tô mục nhấp nhô mở miệng, chữ vật giới chỉ việc này không cần thiết gạt, về phần tại sao không đem không gian chữ vật nói càng nhỏ, là bởi vì này chữ vật giới chỉ cũng là 10 cái lập phương. Chữ vật giới chỉ, đế chủ cùng đại hoàng tử chấn động trong lòng, nhìn lấy tô mục trên tay giới chỉ trong mắt lóe lên nóng rực, nhưng rất nhanh bọn họ thì mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chữ vật giới chỉ đúng là đầy đủ chân quý, cái này đặt ở trong đế quốc thì là bảo vật vô giá. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, chữ vật giới chỉ cũng chỉ là một số tiện lợi tính mà thôi, đối tu vi không có chút nào trợ giúp cái gọi là nhất phi trùng thiên nhìn đến bất quá là nghe nhầm đồn bệnh mà thôi đế chủ như là không có việc khác ta trước đi tu luyện tô mục chắp tay nói hắn không chỉ có vội vã thôn vệ thần quân thần hồn còn muốn đem đầu thứ tư ám mạch bổ sung bằng không cũng đừng nghĩ đột phá một cảnh giới đế chủ gật gật đầu ngay sau đó đối đại hoàng tử nói mang tô mục đi chấm tu luyện hành cung bất luận cái gì tư nguyên đều phải trước tiên đưa đến tô mục trong tay đúng phụ hoàng Đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười ôm quyền đáp ứng, đế chủ chuyên dùng tu luyện hành cung, có thể so sánh hắn chỗ đó điều kiện tốt nhiều. Riêng là nguyên tủy, hắn nhiều nhất liền lấy ra 30 cân, ở chỗ này tu luyện, nguyên tủy bao no. Đa tạ đế chủ, tô mục ôm quyền cảm tạ về sau, liền theo đại hoàng tử rời đi. Đại hoàng tử mang theo tô mục đến hoàng cung chỗ sâu một cái độc lập hành cung trước, hành cung đoạn trước bố trí đơn giản, đi qua đại điện về sau, liền có thể nhìn đến một cái không tiểu viện rơi bố trí 10 phần lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, rừng trúc núi đá, chỉ là nhìn một chút, liền để người tâm cảnh yên tĩnh. Chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, thì có thể cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Đúng là người tu luyện địa phương tốt, tô mục không tiếc tán dương, đại hoàng tử khóe miệng khẽ nhách, mời tô mục tiến vào tu luyện phòng. Còn chưa đi bồi dưỡng luyện phòng, tô mục thì có thể cảm nhận được tu luyện phòng bốn chỗ ẩn núp mấy cái cường giả, tu vi tất cả đều tại thông thiên cảnh bọn họ đều là toàn phương vị bảo hộ đế chủ tu luyện, nhưng bây giờ thành bảo hộ tô mục. Tô huynh, mời, đại hoàng tử mời tô mục tiến vào tu luyện sau phòng, liền xoay người đi xuống, không bao lâu, thì cho tô mục mang đến trọn vẹn 50 cân nguyên tủy. Tô huynh, còn muốn nguyên tủy hoặc đan dược, 50 cân nguyên tủy hắn còn sợ tô mục không đủ dùng, hỏi. Không dùng, những thứ này nguyên tủy đầy đủ, tô mục lắc đầu nói, 50 cân nguyên tủy, đừng nói bổ sung ám mạch liền xem như đột phá cảnh giới đều đầy đủ đến tại đan dược thì càng cây ết ông dùng hoàng cung bảo khố bên trong thượng cổ đan dược đều bị hắn quét sạch hắn đan dược đối với hắn căn bản không có tác dụng các loại đại hoàng tử ra ngoài sau tô mục thì xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện ý niệm tiến vào phủ đồ tháp bên trong trước mắt nhoáng một cái từ đen đến trắng quen thuộc xương trắng lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt phủ đồ tháp tầng thứ nhất tô mục quét mắt một vòng bốn phía không có dừng lại đi thẳng về phía trước theo xương trắng chậm rãi tản ra trước mắt xuất hiện một cái thang lầu tại thang lầu bên cạnh còn có hai cái nhà giam tại nhà giam bên trong không có vật gì nhưng các loại tô mục bắt đầu đi lên thang lầu lúc hai bóng người thì giống như quỷ mị mỗi người xuất hiện ở trong lao tiểu bối bây giờ liền bắt đầu muốn thôn vệ thần quân thần hồn người khẩu vị thật đúng là không nhỏ a à, hai cái thiên tôn thần hồn làm mở miệng cười tô mục liếc hắn hai liếc một chút không để ý đến. Tiểu bối, ngươi như là không muốn chết lời nói, tốt nhất khẩu vị khác như vậy lớn. Hiện tại người điên tiên đế đã chìm ngủ, hắn có thể không có cách nào lại giúp ngươi. chương 599, mượn lực của ngươi, tô mục bước chân dừng lại, nhìn cái kia hai cái thiên tôn thần hồn liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay người lui xuống đi. Tầng thứ nhất hết thảy chỉ có năm cái thiên tôn, hiện tại chỉ còn lại hai cái thiên tôn thần hồn, còn ở nơi này làm ẩm ý cái kia theo các người ý kiến, ta nên làm cái gì? Tiểu bối, thần quân thần hồn so với chúng ta thế nhưng là mạnh không biết nhiều ít, người nếu là không có người điên tiên đế phụ trợ, thì người cái này điểm linh hồn lực lượng, chắc chắn bị diệt biến thành cho bụi. Hắc hắc, thật vất vả tu luyện tới hiện tại, ám mạch đều đã khai mở ba điều, cần gì như thế lòng tham, tự tìm đường chết đâu. Cái kia hai cái thiên tôn ngượng cười nói, trong mắt lộ ra trêu tức. Tô mục cười lạnh lắc đầu, cũng trêu tức nhìn lấy hai người thần quân đã nguy hiểm như vậy vậy ta trước hết nuốt các ngươi như thế nào chỉ còn lại có trong các ngươi một cái ở chỗ này tiếp tục cô độc hai cái thiên tôn nghe nói như thế thân hình lập tức thối lui trên mặt xuất hiện sợ hãi bọn họ tuy nhiên đều ở nơi này bị giam một trăm ngàn năm trở lên nhưng chết tử tế không bằng ỉ lại sống sót bọn họ cũng không muốn bị tô mục nuốt mất ôi ôi hai ta cái nào so ra mà vượt hỏa tôn bọn họ cường đại người nuốt chúng ta cũng không nhiều lắm dùng a à. trò đùa cho đùa nhưng chúng ta là thật vì muốn tốt cho ngươi ngươi liền thông thiên cảnh cũng chưa tới đi nuốt thần quân thần hồn thật sự là đang tự tìm đường chết ừ các ngươi thật sẽ như vậy hảo tâm tô mục cười lạnh không giảm nơi này mỗi một cường giả thần hồn đều đối người điên tiên đế hận thấu xương không không muốn giết hắn cái này tiên đế truyền nhân căn bản không khả năng sẽ như vậy hảo tâm tiểu bối không ngại nói thật với ngươi chúng ta giết ngươi không thành vậy cũng chỉ có thể làm nhìn lấy trừ phi người điên tiên đế thân tiêu đạo vẫn chúng ta mới có hy vọng ra ngoài hai ta thương lượng thật lâu hiện tại ngươi cũng không dùng được chúng ta chẳng bằng chúng ta giúp ngươi một chút còn có thể kết một thiện duyên nhìn lấy hai cái thiên tôn thân mật bộ dáng tô mục cười lại nghi nguyên không giảm nơi này bất luận cái gì thần hồn lời nói hắn là nửa chữ đều sẽ không tin ta chết các ngươi không phải càng tốt sao các ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo coi như ta hiện tại không cách nào trưởng khống phủ đồ tháp nhưng đợi đến ngày khác có thể trưởng khống thời điểm, nhất định phải cho các ngươi chút khổ sở ăn. Hai cái thiên tôn thần sắc cứng đờ, liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát, cái này cái mau đầu tiểu tử, là thật không dễ lừa. Tốt ra, à, là người điên tiên đế đang ngủ say trước đó căn dặn hai ta giúp ngươi. Hắn đã sớm ngờ tới ngươi sẽ ở hắn thức tỉnh trước đó, khai mở đầu thứ tư ám mạch, cho nên để cho chúng ta nói cho ngươi một số biện pháp. Nguyên lai like là người điên tiên đế an bài, tô mục tê, song lòng hơi động, dâng lên từng đạo từng đạo dòng nước ấm, dù là người điên tiên đế lại không chi, trước tiên nghĩ đến cũng là hắn. Người muốn đi thôn vệ cái gì thần quân, tô mục trầm ngâm một chút, nói, có hay không tại phương diện tốc độ siêu phàm thần quân. Hắn hiện tại muốn dùng ám mạch cắm dễ xích huyền vũ, nếu là có thể được đến thân pháp phương diện tốc độ lực lượng, cái kia chính là như hổ thêm cánh. Có, phía trên có một cái thần hành thần quân, xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm đều là không nói chơi tô mục ánh mắt sáng lên thì cái này thần hành thần quân người điên tiên đế để cho chúng ta chuyển cáo ngươi thực lực quá yếu không cách nào thôn vệ thần quân thần hồn nhưng có thể động dùng công pháp tầng thứ hai mới có thể thành công thôn vệ thần quân thần hồn một cái thiên tôn nói trong mắt xuất hiện nghi hoặc hai người bọn họ đều biết tô mục tu luyện là hỗn độn tiên pháp nhưng bọn hắn cũng không biết công pháp nội dung cụ thể mà tầng thứ hai này đến cùng có công hiệu gì bọn họ càng không rõ ràng, bọn họ càng không nghĩ tới có công pháp gì có thể giúp một cái triệt địa cảnh thôn vệ thần quân thần hồn. Công pháp tầng thứ hai, lục nhị, tô mục sướng sờ, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Người xác định tiền bối là nói như vậy, cái kia hai cái thiên tôn đều là gật đầu, lời này thật giả, người nhìn công pháp chẳng phải sẽ biết sao. Tô mục trầm mặc xuống, hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị, đây chính là thiêu đốt toàn bộ ám mạch làm nhất khích chí mệnh, vô pháp kiếm tôn hoặc là băng tôn hỏa tôn bên trong một trong. Hắn thật đúng là là không nỡ, coi như lục nhị sẽ không đả thương cùng ám mạch, chỉ là hiến tế ám mạch bên trong tất cả lực lượng, nhưng cái này ba cái thiên tôn lực lượng, hắn hiện tại dùng là thuận buồm xuôi gió, cho dù là thần quân lực lượng đều không nhất định so ra mà vượt, nếu như không phải muốn như vậy, hắn tình nguyện trì hoãn đầu thứ tư ám mạch thời gian. Nhưng người điên tiên đế nhất định có thể nghĩ ra được điểm ấy, không phải tại tuyệt cảnh, là tuyệt đối không có khả năng sử dụng lục nhị. Chẳng lẽ, tô mục ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái thiên tôn, ánh mắt lóe lên. Ta biết, một lát sau tô mục khóe miệng nổi lên nụ cười, chỉ là trong tươi cười mang theo tà dị. Nhìn đến tô mục cái kia tà dị tiếu dung, cái kia hai cái thiên tôn sững sờ một chút, đột nhiên bật cười là vì cớ gì. Hai người đều cảm giác không ổn, nhưng vẫn là kéo ra vẻ tươi cười cười làm lành, cho dù là bọn họ không bị tô mục nuốt, cũng không thể đắc tội, không nói trước tô mục cái gì thời điểm có thể trưởng khống phủ đồ thác, chỉ là người điên tiên đế thức tỉnh, bọn họ thì có tội thụ. Nhìn đến, các người còn muốn giúp ta sau cùng một thanh. Cái kia hai cái thiên tôn lướt nhau, đều là đầy mắt nghi hoặc, bọn họ đem người điên tiên đế để bọn hắn nói đều nói, còn muốn làm sao giúp. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhất, chấn, tô mục giang hai tay ra gầm nhẹ, điên cuồng hút vào chung quanh xương trắng, trước ngực nhất thời nở rộ thất thải quang mang. Loảng xoảng bên trái nhà giam cửa sắt mở ra, một cỗ cường đại lực hút lôi kéo lấy bên trong cái kia thiên tôn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia thiên tôn lập tức kinh khủng gào rú, liều chết phản kháng, nhưng bây giờ tô mục muốn thôn vệ một cái thiên tôn, đã là vô cùng đơn giản sự tình, mặc hắn giấy dụa thế nào đi nữa, đều là không làm nên chuyện gì. Ngươi không phải muốn đi thôn vệ thần quân thần hồn sao? Ngước ta làm gì? Người điên tiên đế thật sự là nói như vậy, ta không có lừa ngươi. Đại ca, đại nhân buông tha ta thôn phệ ta đối ngươi không có bao lớn chỗ tốt a à, sau cùng một tiếng hết thảm phù đồ tháp tầng thứ nhất trở về tĩnh mịch bên phải trong nhà giam cái kia thiên tôn đã co lại đến một góc run lẩy bẩy coi như hắn là thiên tôn như cũ sợ chết như cũ không muốn chết gặp tô mục một mặt thoải mái nhìn sang cái kia thiên tôn khóe mắt co quắp không thể nào hiểu được nhìn lấy tô mục ngươi ngươi tại sao muốn nuốt hắn rõ ràng là sông lấy thần quân thần hồn mà đến kết quả lại nuốt hắn bằng hiếu hiện tại hắn thật muốn lẻ loi chơi trọi một người ở chỗ này ngươi là sợ chết a à. ngay sau đó hắn để ý tới xem thường nhìn lấy tô mục không dám nuốt thần quân thần hồn cũng chỉ có khả năng này đương nhiên nhìn đến tô mục thản nhiên thừa nhận cái kia thiên tôn thần sắc cứng đờ tại hắn trong nhận thức biết sợ chết là tu luyện giả xấu hổ mở miệng một việc tô mục lại cứ như vậy thừa nhận tô mục đồng thời không cảm thấy có cái gì ai sẽ không sợ chết, nói không sợ chết cái kia cũng bất quá là dối trá mà thôi. Tiếp lấy tô mục liền không có lại nói cái gì, cũng không có đi thể ngộ vừa mới thôn vệ cái kia thiên tôn hạch tâm lực lượng ngược lại là không dùng được, lười nhác lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ngươi, ngươi còn lên đi làm cái gì? Nhìn đến tô mục tiếp tục lên lầu 2, cái kia thiên tôn không hiểu hỏi, đều đã thôn vệ một tôn thiên tôn thần hồn bổ sung ám mạch, cái này thời điểm không nắm chặt thời gian thể ngộ, còn muốn làm gì? đương nhiên là thôn vệ thần quân thần hồn. Cái gì, nghe đến tô mục lời nói, cái kia thiên tôn giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã không nhìn thấy tô mục bóng người. Hắn làm sao còn muốn thôn vệ thần quân thần hồn, chẳng lẽ hắn vừa mới thôn vệ, chỉ là vì thôn vệ thần quân thần hồn làm chuẩn bị. chương 600, cầu thả thành thần quân, phù đồ tháp tầng thứ hai, vũ khí càng thêm nồng đậm, tầm nhìn cơ bản thì chỉ có nửa trường. Tô mục đi đến tầng thứ hai, tham lam hấp thu những sương mù này, những sương mù này có thể là có thể vì hắn không ít lực lượng. Nhìn bốn phía liếc một chút, cao giọng mở miệng "Thần Hành Thần Quân ở đâu?" Yên tĩnh im ắng, "Thần Hành Thần Quân có đó không?" Tô Mục lại hỏi một câu, nhưng vẫn như cũ là không người đáp lại. "Ôi, Đường Đường Thần Quân" cũng thành rùa đen rút đầu. Như là sợ chết, cũng được, thì tạm thời bỏ qua cho ngươi lần này, tha cho ngươi sống tạm mấy ngày. "Tiểu Bối, ngươi nói cái gì?" Kê Khích tướng phía dưới rất nhanh liền có đáp lại thanh âm băng hàn cùng cực. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng, đưa tay bãi xuống, phía trước xương trắng tản ra. Chỉ thấy phía trước nhà giam bên trong, một cái gầy gò trung niên nam tử đứng tại bên trong, đao tước kiểm bàng, sắc bén như mắt ưng hai con ngươi, chỉ một cái liếc mắt thì có thể cảm nhận được vô tận áp lực. Thật không hổ là thần quân, Tô Mục sắc mặt khó khăn, chỉ là nhìn như thế liếc một chút, đừng nói hắn linh hồn, thì liền thân thể đều bị chân áp, tất cả nội tạng cảm nhận được to lớn áp bách có thể nghĩ một cái thần quân tại lúc còn sống đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào ngươi chính là thần hành thần quân tô mục khó khăn mở miệng trong mắt lại lộ ra hưng phấn thôn vệ một cái thần quân thần hồn cái kia có thể thu được cường đại cỡ nào lực lượng quỳ xuống thần hành thần quân quát lạnh một con kiến hôi không có tư cách đứng đấy cùng hắn nói chuyện đây coi như là ngầm thừa nhận a à, tô mục khóe miệng khẽ nhếch trực tiếp vận chuyển hỗn độn khai thiên lục lục nhị hóa theo ở ngực thất thải quang mang sáng lên tô mục đem vừa mới thôn vệ thiên tôn thần hồn lực lược trực tiếp thiêu đốt lấy một cái thiên tôn thần hồn làm đại giá đến thôn vệ thần quân thần hồn mà cái này cũng là người điên tiên đế dạy hắn biện pháp loảng xoảng điên cuồng hấp thu chung quanh vũ khí làm thật đầy đủ chuẩn bị mới mở ra nhà giam cửa sắt nhà giam trên cửa sắt tồn tại phi thường cường đại cấm chế ngăn cách cửa sắt không cách nào thôn phệ thần hồn Lục nhất, chấn, vừa muốn đem thần hành thần quân chấn áp Lại vô hụt, nhà giam bên trong đã không có thần hành thần quân bóng dáng Liền tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Thật là nhanh tốc độ Liền một cái ý niệm trong đầu thời gian cũng chưa tới Thì biến mất không thấy gì nữa Thật không hổ là thần hành thần quân Tô Mục chỉ cảm thấy núi lớn áp lực Tìm không thấy thần hành thần quân Hắn thì không cách nào thôn phệ Hắn hiện tại có thể còn không có mạnh đến có thể thôn vệ đến phù đồ tháp bên trong mỗi một góc nơi hẻo lánh khó trách tiền bối trước đó đều là chọc giận bọn họ tới giết ta hồi tưởng lại thôn vệ vô pháp kiếm tôn cùng băng tôn bọn họ đều là người điên tiên đế thả ra bọn họ để bọn hắn chủ động động thủ không phải vậy cắn nuốt cũng quá phiền phức thậm chí đều có thể thôn vệ không nhìn đến muốn chơi mồm mép công phu nhưng ta thật là một cái người có văn hóa tô mục cười khổ chớ ép hắn ân cần thăm hỏi cha mẹ ân cần thăm hỏi tổ tông thần hành thần quân, người tốc độ thật đúng là để cho ta mở tầm mắt, bất quá người tốc độ, cũng là bởi vì nhát gan mà rèn luyện ra được. Bị nhốt tại nơi này một trăm ngàn năm, người thì không muốn ra ngoài. Đánh với ta một trận, giết ta, người liền có thể ra ngoài. Sứt lời, phù đồ tháp bên trong, không có động tĩnh chút nào. Không hổ là thần quân, thật là biết nhẫn nại. Tô mục cảnh giác nhìn lấy bốn phía, như thế có thể chịu, đây là tại ép hắn A vốn cho rằng ngươi là thần quân cường giả hội có một chút tôn nghiêm không nghĩ tới ngươi tốc độ cùng tu vi đều là nhẫn đi ra thì loại người như ngươi bị nhốt tại nơi này đều là tại làm bẩn phù đồ tháp càng là đang vũ nhục cùng ngươi cùng nhau bị giam giữ cường giả tiểu tử ngươi nói đúng tô mục lời nói không có dẫn ra thần hành thần quân ngược lại là gây nên hắn thần quân tán đồng hắn cũng là cái con rùa không con rùa đều mạnh hơn hắn tốt xấu con rùa còn sẽ không chạy tiểu tử, người biết hắn là làm sao thành tựu thần quân sao? Hắn cũng là dựa vào chạy trốn, sống tạm đến thần quân. Truyền ngôn trước đó kẻ thù đến cửa, hắn liền vợ con đều không muốn liền trực tiếp chạy trốn, loại này người cũng là cặn bã. Người điên tiên đế đem hắn cùng chúng ta quan cùng một chỗ, quả thực cũng là đang vũ nhục chúng ta. Các ngươi nói đầy đủ không có, một tiếng bạo hống vang lên, thần hành thần quân rốt cục hiện thân thế mà hắn bạo hống chỉ là đổi lấy một trận khinh thường cười nhạo thần hành thần quân chẳng lẽ chúng ta nói có lỗi có bao nhiêu thiếu nữ vì ngươi chặn tai không có loại đồ vật ngươi làm sao lại không dám theo hắn đánh một trận đâu tô mục nghe lấy những cái kia chửi rủa đều vui đều không dùng hắn mở miệng chỉ là những cái kia thần quân lời nói liền đầy đủ ác độc nhìn đến ta nói cũng không sai tiểu tử ngươi tự tìm cái chết thần hành thần quân đã tức giận đến không được căm tức nhìn tô mục những cái kia thần quân hắn đối phó không còn đối phó không ngươi một tên mao đầu tiểu tử chết thanh âm còn không có biến mất thần hành thần quân thân hình thì biến mất ở trước mắt trong nháy mắt tiếp theo gần trong gang tắc lục nhất trấn tô mục liền đợi đến thần hành thần quân tới trực tiếp bắt đầu thôn phệ lục nhị hóa giết thần hành thần quân trong mắt lóe lên khinh thường trực tiếp một tay bắt chụp vào tô mục đỉnh đầu hắn đường đường thần quân cũng không phải thiên tôn loại rác rưởi kia một tay liền có thể bóp nát linh hồn ngươi mà hắn cũng không phải thật bị tức đến nổi giận xuất thủ như là liền bị mấy câu nói đó cho tức giận đến liền mệnh đều không để ý vậy liền thật sự là thẹn với thần quân hai chữ hắn chỉ là lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau mới quyết định xuất thủ giết tô mục thì có thể còn sống rời đi không động thủ cũng sớm muộn là cái chữ chết còn không bằng liều một phen hừ mắt thấy tay phải bắt đến tô mục đầu đột nhiên cường đại lực hút bắt đầu điên cuồng lôi kéo hắn thân thể để hắn tay không ngừng chìm xuống dưới. Khó trách dám đến thôn vệ thần quân, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Thần hành thần quân trên mặt xuất hiện tàn khốc, lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng. Phong chi thương, một đạo tỉ mỉ nhỏ phong nhận thẳng giết tô mục mi tâm. Tô mục biến sắc, thần quân chi lực, pháp tắc chi lực. Nếu không phải có phủ đồ tháp chân áp, chỉ dựa vào cái này một tia pháp tắc chi lực, cũng đủ để đồ sát thương lan đế quốc, tất cả mọi người. Phá, thiêu đốt thiên tôn thần hồn lực lượng, ở thời điểm này đánh ra. Ông, toàn bộ phù đồ tháp, tầng thứ hai, làm chấn động, một cái hoàn chỉnh đỉnh phong thiên tôn thần hồn, chỉ hóa thành nhất kích, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cho dù là thần quân, cũng phải vì đó run rẩy Đinh, một sợi bạch quang, phá nát phong nhận, thẳng hướng thần hành thần quân. Đây là cái gì, thần hành thần quân biến sắc, hắn đã sớm ngờ tới tô mục dám đi lên tất nhiên là khác có lực lượng, không nghĩ tới là có thể phá vỡ hắn pháp tác chi lực công kích, không kịp hoảng sợ, nhiều năm kinh nghiệm thói quen đã tạo thành tiềm thức, trực tiếp xoay người chạy. uống thế mà tô mục làm sao sẽ còn cho hắn chạy trốn cơ hội? quát to một tiếng, hỗn độn khai thiên lục biên cuồng vận chuyển, thất thải quang mang càng sâu. cường đại thôn phệ lực lượng, cứ thế mà lôi kéo ở thần hành thần quân, để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lục nhị hóa chi lực đánh tới. không, hắn đứng vững vàng nhân gian hai mươi ngàn năm ở đây sống tạm 130.000 năm, há có thể chết ở một cái triệt địa cảnh trong tay, há có thể thành tựu một con kiến hôi. Phốc, thế mà lại nhiều không cam lòng cũng vô dụng, bạch quang trong nháy mắt thì theo đầu hắn xuyên qua, trực tiếp cắt giảm hắn tám thành lực lượng. Nuốt, tô mục nắm chặt thời gian, hai tay thu nạp, đem thần hành thần quân nuốt nhập thể nội. Tu hành cung bên trong, tô mục thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn lực lượng tuôn ra nhập thể nội, bay thẳng cột sống ám mạch. Tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp. Đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé. Mọi ý kiến hay thích nghe bộ chuyện nào thì hãy để lại lời bình. Mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh. Hẹn gặp lại bye bye.